chương 2151, ma ảnh lại xuất hiện. Tuy Mạc Giản Ly biết Hàn Lập mới trở về từ ma giới, nhưng thực sự lão không ngờ Hàn Lập lại có thể vào được tẩy linh trì. Dù sao biết bao vạn năm qua, các cường giả từ khắp các giới điện vì tẩy linh trì và tịnh linh liên mà tìm đến đã không biết bao nhiêu người, trong đó số thực sự có thể thành công chỉ có ít ỏi vài người mà thôi. Tuy Hàn Lập được xem là kỳ tài ngút trời ở hai tộc nhân yêu, nhưng nếu so sánh với mấy tên trời đánh ở các giới điện khác chưa chắc đã mạnh hơn được, nhưng Mạc Giản Ly không biết rằng, căn bản thần thông của Hàn Lập đã hơn xa các tu sĩ hợp thể hậu kỳ khác. Nếu nói về độ mạnh mẽ của thân thể cùng thần thức thì hắn không kém mấy thánh tổ bình thường nhiều lắm, thậm chí khi vận dụng niết thứ hai trong niết bàn thánh thể, hắn đủ sức chống chọi lại bản thể của một thánh tổ trong thời gian ngắn. Mà khi Hàn Lập lẻn vào ma giới chính là lúc ma giới gặp kiếp nạn, hầu hết tầng lớp cao cấp ở ma giới đều trở nên hỗn loạn nên chẳng có ai chủ trì đi ngăn cản đám người từ bên ngoài lẻn vào làm gì. Nếu không, chỉ cần bản thể của vài tên thánh tổ chú ý đến bọn họ rồi hợp tác với nhau vây bắt. Khi đó, cho dù Hàn Lập có thần thông sánh ngang trời cũng không thể nào đến ma nguyên hải được. Tuyệt, đúng là một tin tức tuyệt vời. Dựa vào tư chất hơn người của Hàn Đạo Hiếu, còn có sự tẩy tủy dịch kinh kỳ diệu của tẩy linh trì và tinh linh liên, lại thêm sự hiệp trợ của hai người chúng ta thì khả năng thành công tiến vào đại thừa kỳ có 3 đến 4 phần. Hai mắt của mạc giản ly sáng rực, hư, hắn là người của nhân tộc các ngươi, việc gì ta phải toàn lực tương trợ, ngao khiếu lão tổ lạnh lùng nói, hai tộc nhân và yêu chúng ta ở linh giới xưa nay vốn là một, nếu hàn đạo hữu có thể trở thành tu sĩ đại thừa thì tất nhiên yêu tộc cũng có được chỗ dựa trong mấy vạn năm. Ngao khiếu đạo hữu cần gì phải phân biệt, nếu yêu tộc các người cũng có người đủ khả năng tiến vào đại thừa thành công thì ta cũng không tiếc vốn liếng trợ giúp. Mạc giản ly tỏ ý không tán thành, mạc lão quái, lời nói của mi vừa rồi là thật chứ. Ngao khiếu lão tổ nghe được, hai mắt hơi nhíu lại tỏ vẻ cười mà không cười lời nói của ta xuất phát từ sâu tận đáy lòng sao vậy chẳng lẽ bên yêu tộc các ngươi cũng có người có cơ hội tiền lên đại thừa kỳ sao mạc giản ly không lưỡng lự trả lời nhưng sau đó lão như giật mình nghĩ ra điều gì há há đứa cháu gái này của ta đây ngươi đã gặp nó nhiều lần rồi nhưng ngươi vẫn không biết nó có được thất tinh nguyệt thể chỉ cần tu luyện đến hợp thể hậu kỳ đại thành tuy cơ hội để tiến lên đại thừa kỳ không cao bằng hàn đạo hữu nhưng cũng không ít hơn bao nhiêu Ngao khiếu lão tổ chỉ vào khuôn mặt của Ngân Nguyệt đang lạnh lùng như băng, lão ngạo nghễ nói. Linh lung cũng giống như ngươi, cũng có thất tinh nguyệt thể sao? Đồ quái vật, ngươi thật giỏi giấu giếm, sao không nói thẳng với lão phu một tiếng? Chẳng lẽ ngươi không tin mạc mỗ sao? Mạc giản ly giật mình, ánh mắt lão nhìn về Ngân Nguyệt, khuôn mặt cũng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Sao ngao mỗ lại không tin mạc huynh chứ? Chỉ vì từ lúc đứa cháu gái này sinh ra đến giờ vẫn chưa biểu lộ chút triệu chứng khác thường nào, mãi đến sau này ta mới phát hiện ra nó cũng có thể chất này. Chứ ta không hề có ý định giấu giếm Mạc Huynh, ngao khiếu lão tổ khoát tay rồi không chút hoang mang giải thích. Hừ, cứ cho là đúng như thế đi, những năm gần đây sao ngươi không hé răng nửa lời, mà đúng lúc này lại nhân chuyện của Hàn Đạo Hữu mới nói ra, không phải là ngươi có mưu tính gì đấy chứ. Mạc Giản Ly hừ lạnh, vẻ ngạc nhiên trên mặt cũng mất đi, lão nói với giọng hơi bất mãn. Đúng là đứa cháu gái ta có thất tinh nguyệt thể, nhưng trong quá trình tu luyện lại gặp chút phiền phức việc này chỉ sợ phiền huynh ra sức mới có thể giải quyết được ngao khiếu lao tổ nói đến chuyện này lại thở dài ảo não phiền toái gì chỉ cần mạc mỗ có thể giúp được ngao khiếu huynh trở ngại nói ra đi mạc giản ly gật đầu đáp ứng chuyện là thế này ngao khiếu lão tổ gật đầu nói vài lời sau đó môi lão khẽ nhúc nhích mà không hề phát ra âm thanh nào đúng là lão đang truyền âm mạc giản ly nghiêm trang lắng nghe thời gian cứ vậy chậm chạp trôi qua vẻ mặt của lão càng lúc càng trở lên nghiêm trọng. Ta hiểu cái mà ngươi muốn, ta sẽ đưa cho ngươi. Nhưng sau này khi hàn đạo hữu đột phá bình cảnh nếu cần trợ giúp, ngươi cũng phải hết sức giúp hắn mới được. Sau khi ngao khiếu lão tổ truyền âm xong, mạc giản ly trầm ngâm đổi chút rồi đưa ra quyết định. Tất nhiên rồi, không cần biết ai trong hàn đạo hữu hay linh lung tiền vào đại thừa kỳ thành công, những vẫn đều có khả năng chống đỡ cho hai tộc nhân và yêu chúng ta an ổn ở linh giới. Lúc này đến lượt ngao khiếu tỏ vẻ tươi cười, khuôn mặt vui mừng như hoa. Cảm ơn hai vị tiền bối có ý tốt, nhưng vãn bối không tự tin chút nào vào việc tiến cấp đại thừa, chẳng may khi mọi chuyện thất bại, như vậy không phải đã làm cho hai vị thất vọng sao? Nãy giờ Hàn Lập vẫn câm như thóc ở bên cạnh, cuối cùng hắn cũng chịu hé răng nói. Chuyện đột phá vào địa thừa kỳ mấy ai có thể nắm chắc được chứ? Năm xưa lão phu làm được cũng có đến 8, 9 phần là nhờ vào may mắn. Lúc đó cùng thế hệ với ta còn có vài người bạn nữa, thậm chí còn có người tư chất tốt hơn ta nhưng tiến vào đại thừa kỳ thành công chỉ có mỗi mình lão phu thôi. Hàn đạo hữu, ngươi chớ nên đặt áp lực làm gì? Mạc giản ly vuốt về tròm dâu nó. Không sai, hai người bọn ta giúp các ngươi tu luyện vì lúc này ở hai tộc của chúng ta không có những người khác có cơ hội tiến vào đại thừa, hơn nữa việc này đã sớm thành thông lệ. Lúc tu sĩ đại thừa trong tộc sắp sửa hết tuổi thọ cũng chính là lúc tất cả mọi người phải dốc toàn bộ sức lực đào một vài hậu bối có thể tiến vào đại thừa kỳ. Mà cũng không chỉ riêng hai chúng ta làm việc này, trên thánh đảo cũng đang hết sức bồi dưỡng vài tên có khả năng nhất, đây cũng chính là mục đích khi lập ra thánh đảo. Chẳng qua khi so sánh với mấy tên trên đó, các người được bọn ta coi trọng hơn thôi. Nếu không phải vì hoàn cảnh của các người có chút đặc biệt, không chừng đã sớm được mời đến thánh đảo rồi. Hàn đạo Hữu sau này người có muốn tới thánh đảo tu luyện không? Nếu có ý muốn này, hai người bọn ta cũng có khả năng đưa các người đi tới đó. Ngao khiếu lão tổ ở bên cạnh cười hắc hắc giải thích. Thánh đảo còn có sứ mệnh này, mãi đến giờ vãn bối mới biết nếu đã như vậy thì vãn bối cũng không từ chối lòng tốt của hai vị nhưng mà từ trước tới nay vãn bối thường quen đơn độc một mình nếu sau này có dịp nhất định sẽ tới đó tham quan một chuyến hàn lập nhanh chóng suy nghĩ lại vấn đề và lần rồi đưa ra quyết định ừm nếu hàn đạo hiếu đã có dự tính trước bọn ta cũng không miễn cưỡng tuy nhiên lão phu muốn hỏi lúc trước còn có hai tên lũng gia lão to và điệp nha đầu cùng lẻn vào ma giới với ngươi bọn chúng ngã xuống hết rồi sao Mạc Giản Ly gật đầu, bỗng nhiên lão nghiêm trang hỏi sang một vấn đề khác. Đúng là Lũng Huynh và Điệp Tiên Tử đã gặp bất chắc ở ma giới, cả hai đều nằm lại rồi. Hàn Lập giành mạch trả lời, chật, thật đáng tiếc, trong mấy chân linh thế gia thì hai nhà Lũng và Điệp là mạnh mẽ nhất, hai người này ngã xuống làm cho các thế gia chịu ảnh hưởng rất lớn, mà thực lực của nhân tộc cũng bị giảm theo không ít. Tuy vậy lúc này có thêm sự tương trợ của Giải Huynh, thực là trong họa có phúc. Vẻ mặt của Mạc Giản Ly ánh lên sự tiếc nuối, nhưng sau khi lão nhìn tới giải đạo nhân đôi mắt liền trở nên sáng rực chân linh thế gia ở nhân tộc các ngươi so với những tu sĩ bình thường đúng là mạnh hơn một chút nhưng kèm theo đó là việc xuất hiện tu sĩ cao cấp của họ cũng thấp hơn rất nhiều chính vì vậy ta không coi trọng bọn họ lắm ngáo khiếu lão tổ tỏ vẻ không tán thành nói như vậy là không đúng mặc kệ như thế nào thì chân linh thế gia cũng có quan hệ với các chân linh từ thời xa xưa một khi bọn họ có tu sĩ hợp thể xuất hiện liền trở thành chiến lược rất lớn đối với nhân tộc, nói cho cùng vẫn rất đáng chờ mong vào bọn họ. Mặc giản ly lắc đầu nói, nhưng trong mắt ta, chân linh thế gia không đáng coi trọng bằng các đại vương tộc trong yêu tộc. Bao năm qua các đại vương tộc của chúng ta có tỷ lệ xuất hiện các tu sĩ hợp thể kỳ cao hơn rất nhiều so với chân linh thế gia. Ngao khiếu lão tổ cười lạnh, nhân tài trong yêu tộc các ngươi xuất hiện tầng tầng lớp lớp, chân linh thế gia làm sao có thể so sánh được nhưng giờ đây chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi ta vốn hy vọng ngoài hàn đạo hữu ra còn có thêm mấy người khác từ ma giới trở về nhưng xem ra điều này không xảy ra được mạc giản ly nhíu mày nói sao vậy ngươi thiếu người để sai bảo sao chẳng lẽ liên quân sắp sửa triển khai hành động gì lớn sao ngao khiếu lão tổ lập tức giật mình vẻ mặt cũng trầm xuống mộc tộc đang chuẩn bị một kế hoạch phản công cũng đã được lão quái của dạ xoa tộc đồng ý hy vọng trận chiến này có thể thành công thu hồi lại được phần đất đai bị mất. Mạc Giản Ly trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, bọn họ điên rồi, khu vực bị mất có thể dễ dàng thu lại như vậy, thì chúng ta cần gì phải cùng ma tộc rằng có bao nhiêu năm nay. Đám người mộc tộc không đáng nói, nhưng lão quái vật tang hải kia cũng thật hồ đồ. Mà sao ngươi không phản đối, ngao khiếu lão tổ trở nên giận dữ, ngao khiếu, ngươi rời xa liên quân vài năm nên không nắm rõ tin tức, khó trách ngươi lại suy nghĩ như vậy. Ba tháng trước, hai tộc chúng ta, dạ xoa tộc và thêm vài tộc khác cùng lúc thu được một tin tức. Ma tộc đồng loạt triển khai lực lượng lớn tiến vào lãnh địa của các tộc mãnh liệt tấn công, ở địa bàn mấy tộc chúng ta không có tu sĩ đại thừa kỳ lãnh đạo nên gặp phải tình thế không ổn. Vì thế chúng ta càng không thể đợi cho khi hai giới tách rời nhau mà phải tốc chiến tốc thắng rồi thoát khỏi tình hình này mới được. Mạc Giản Ly tỏ vẻ nghiêm trọng, cái gì, ma tộc lại phái đại quân vào linh giới chúng ta, tin tức này đã được kiểm tra kỹ chưa, hay là bọn chúng chỉ muốn phô trương thanh thế thôi sắc mặt của ngao khiếu lao tổ trở nên nhăn nhó khó coi. Lão Phu đã sử dụng phương pháp đặc biệt để liên hệ với thánh đảo để kiểm tra, chẳng nhưng tin tức này là thật, mà trong đại quần mới kéo tới còn xuất hiện hóa thân của một trong ba gã thủy to của ma giới. Không biết bản thể của mấy tên thủy tổ ở ma giới có thực sự kéo tới đây không nữa. Mạc Giản Ly cười khổ, thông tin hắn nói ra cũng làm cho Hàn Lập giật mình. Không thể nào, thánh tổ bình thường của ma tộc thì không tính, nhưng ba tên thủy tổ của ma giới thì tuyệt đối không thể dễ dàng tiến vào linh giới chúng ta được. Nhiều năm trước chúng ta đã khổ công bày ra rất nhiều thủ đoạn, không phải là để dự phòng những tình huống bất ngờ như này sao? Ngao khiếu lão tổ lắc đầu nguê nguẩy, lão hoàn toàn phản đối chuyện này. chương 2152, Mộc Giới 36 Thiên Tuyệt Trận Nói vậy cũng đúng, nhưng ai mà biết được đám ma tộc có thêm những thủ đoạn khó lường nào? Trong khi hai tộc không có chúng ta lãnh đạo, mà chẳng may những bố trí ban đầu không có tác dụng gì, lúc đó mấy tên thủy tổ đưa bản thể đến thì tình hình thực sự rất tồi tệ. Ánh mắt của Mạc Giản Ly chấp động, lão lo lắng nói. Theo lời của Mạc Huynh vậy chúng ta phải cẩn thận thêm vài phần, nhưng việc ở một tộc cũng không thể bỏ qua. Sau đó hai chúng ta cần mau chóng trở về trong tộc mới được. Ngao khiếu lão tổ phân vân một lúc nhưng cuối cùng cũng đồng ý. Thưa hai tiền bối, theo vãn bối nghĩ, khả năng bản thể của thủy tổ trực tiếp đến linh giới của chúng ta không quá lớn đâu nếu thật sự trường hợp này xảy ra giỏi lắm cũng chỉ là một đến hai trong ba gã đó thôi hàn lập bỗng nhiên ngắt lời ơ ờ, hàn đạo hữu nói vậy chắc là đã biết chuyện gì khác À mà đúng rồi người mới trở về từ ma giới nên kiểu tình hình bên đó nhiều hơn mới đúng mạc giản ly nghe vậy liền ngẩn ra nhưng lão lại nhớ tới điều gì đó hai mắt cũng sáng rực lên ngao khiếu lão tổ cũng tỏ ra bị bất ngờ không biết hai tiền bối nắm được bao nhiêu tin tức về đại kiếp nạn của ma giới hàn lập thoáng suy nghĩ rồi hỏi đại kiếp nạn của ma giới ta có được nghe một ít phong phanh lúc ma giói mới bắt đầu xâm nhập vào lỉnh giới nhưng thông tin cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không nắm được ngao khiếp lão tổ nhíu mày đúng vậy năm xưa lúc ta lẻn vào ma giới từ miệng của một tên ma tôn ta cũng nghe được một ít tin tức liên quan đến việc này nhưng nội dung cụ thể ra sao hình như chỉ cỡ thánh tổ mới có thể nắm do chẳng nhẽ trong chuyến đi vừa rồi hàn đạo hữu đã nắm được tin tức về việc này Mạc Giản Ly mừng rỡ, đúng là trong chuyến đi này, vãn bối may mắn biết được một ít nội dung về kiếp nạn của ma giới. Hai tiền bối đã bao giờ nghe thấy cái tên Minh Trùng Mẫu chưa? Hàn Lập từ tốn đáp lời rồi hỏi tiếp, Minh Trùng Mẫu à, nó là cái gì vậy, Lão Phu chưa bao giờ nghe qua. Ngao khiếu, người có biết gì về nó không? Mạc Giản Ly suy nghĩ một lúc rồi ngẩn ngơ lắc đầu. Nghe có vẻ quen quen, dường như trước đây ta có gặp qua nhưng đã quá lâu năm rồi, thực sự không thể nhớ rõ ra được ngao khiếu lão tổ nhíu mày có gắng nhớ lại chuyện cũ hai tiền bối không rõ về minh trùng mẫu cũng là chuyện bình thường con hung trùng này đã bị tiền nhân từ tiên giới xuống phong ấn từ thời rất xa xưa những tin tức về nó hiện giờ đã thiếu sót rất nhiều hàn lập mỉm cười trả lời ngươi nói làm ta sực nhớ ra minh trùng mẫu chính là con trùng trong truyền thuyết có thể cắn nuốt năng lượng của cả một giới chẳng lẽ nó lại xuất hiện sao mà đại kiếp nạn của ma giới có liên quan gì đến nó Cuối cùng ngao khiếu cũng nhớ ra được vài điều, nhưng lão cũng a à lên một tiếng kinh ngạc, khuôn mặt cũng trở nên trắng bệch. Cắn nuốt năng lượng của cả một giới, ngao khiếu huynh, nó là ma trùng gì thế, sao lại có thể khủng khiếp như vậy? Nếu thế thì nó còn lợi hại hơn cả chân linh sao? Chắc không phải là ngươi nói quá lên chứ? Mạc giản ly giống như hít phải một hơi khí lạnh, sắc mặt lão cũng trở nên tái nhợt. Chân linh sao có thể so sánh với nó được, ở thời kỳ xa xưa? Số chân linh bị nó cắn nuốt không đủ 10 thì cũng có đến 78 Lời mà ta vừa nói cho người biết là từ một quyển sách cổ lấy được khi du lịch ở đại lục khác Khi đó ta vẫn chưa tiến vào đại thừa, nghe nói minh trùng mẫu sinh ra ở Khuôn mặt của ngao khiếu lão tổ vẫn trầm ngâm Lão đem những thông tin liên quan đến minh trùng mẫu ra giảng giải một mạch Lợi dụng trong đó không khác lắm so với những gì tử linh kể cho hàn lập Điều khác biệt duy nhất trong quyển sách ghi là minh trùng mẫu cùng chân tiên trên thượng giới đánh một trận rồi biến mất tích nó hoàn toàn không hề đề cập đến việc bị phong ấn. Mạc Giản Ly nghe xong vẻ mặt trở nên nhăn nhó, đúng là con ma trùng này có liên quan đến kiếp nạn của ma giới. Nhưng theo tin tức ta nắm được, con minh trùng mẫu này vẫn chưa mất ích mà nó được tiên nhân phong ấn tại một nơi nào đó ở ma giới. Hình như cách đây không lâu nó đã tỉnh lại, lúc này nó đang đánh vào phong ấn. Ngoài ra ma tộc phải dành hơn nửa lực lượng để trấn áp con hung trùng này, cho nên khả năng ba gã thủy tổ của ma tộc tiến vào linh giới thực sự không cao lắm. Hàn Lập nghiêm nghị nói, nếu con ma trùng từ thời cổ xưa này thức tỉnh, đến lúc đó không chỉ ma giới gặp tai ương mà cả linh giới chúng ta cũng có thể bị nó cắn luôn. Chuyện này thật phen phiền toái, ngao khiếu lão tổ thở dài, lão bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Hàn Đạo Hữu tin tức này đã được kiểm tra chưa? Người có chắc nó là sự thật không? Mạc Giản Ly cẩn thận hỏi lại, nơi nói ra tin tức này hoàn toàn không có vấn đề, vãn bối nghĩ ít nhất có đến 7-8 phần là thật. Hàn Lập hơi cân nhắc lại rồi trả lời bảy tám phần sao, vậy thì không thể là giả rồi. Nhưng để chắc chắn hơn, hay là chúng ta phái người lẻn vào ma giới xác minh lại mới được. Ngao khiếu huynh, người thấy việc này thế nào? Mạc giản ly nheo mắt hỏi ngao khiếu lão tổ, việc trọng đại thế này cần cẩn thận hơn mới được, còn phái người lẻn vào ma giới để điều tra nhất định phải làm. Ta sẽ sai trợ thủ đắc lực đi làm việc này, nếu thật sự là vậy, tại sao ma tộc liều mạng xâm nhập linh giới cũng dễ giải thích. Ma tộc muốn tạo trước một đường lui về sau, chúng cần tạo ra mấy nơi thích hợp để sinh sống tại linh giới. Thảo nào ngay từ đầu bọn chúng đã điên cuồng đến vậy. Khuôn mặt của ngao khiếu lão tổ chợt lóe lên sát ý. Dựa vào số lượng quân của ma tộc ở linh giới lúc này thì chắc là ba tên thủy tổ của ma tộc đang phải tiếp tục trấn áp minh trùng mẫu. Nếu không lực lượng của bọn chúng không chỉ có như vậy. Bọn họ muốn chiếm lãnh thổ của mấy tộc chúng ta chắc cũng vì phòng ngừa về sau mà thôi. Mạc Giản Ly suy đoán một hồi nhưng cũng phải thừa nhận là quân tiếp viện của ma tộc đã xuất hiện trên địa bàn của hai tộc chúng ta điều này chứng tỏ ma tộc không thể tiếp tục duy trì phong ấn của minh trùng mẫu thêm nữa vì vậy chúng ta cần mau trở về chủ trì đại cục trong tộc nếu ma giới dốc một nửa lực lượng tấn công đến linh giới cho dù mấy tộc của chúng ta có hợp tác với nhau nhưng cũng không cách nào chống lại được phải nghi biện pháp khác mới được a à. ngao khiếu cân nhắc một cách sâu xa điều này cũng đúng nhưng sự việc liên quan đến minh trùng mẫu lần này không thể chỉ đó mấy tộc chúng ta gánh vác. Chúng ta hãy đem tin tức này truyền ra, để xem mai tên đại thừa ở khắp linh giới này làm cách nào ngồi yên được đây." Bỗng nhiên Mạc Giản Ly cười cười nói, "Ờ, kế này thật hay." Ngao Khiếu lão tổ ngẩn ra rồi vỗ tay cười ha ha. Nhưng trước tiên phải làm cho chuyện liên quan đến minh trùng mẫu trở thành chuyện vô cùng nghiêm trọng mới được. Mà tình hình lúc này, chúng ta cũng không thể bỏ mặc mục tộc một bên để trở về nếu không liên minh mà trước đây ta phải đổ ra bao nhiêu công sức mới thành lập được, chẳng mấy chốc sẽ tan rã. khi đó sẽ bị ma tộc tiêu diệt từng bộ phận một cách dễ dàng. mạc giản ly nhìn ngẫm lại mọi chuyện, nếu vậy cứ theo cách của một tộc, lúc này chúng ta sẽ cùng ma tộc đánh một trận thật đã đi. khi đó chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào làm cho quân của ma tộc tổn thương thật nặng, rồi lấy cơ đó để trở về trong tộc. nói không chừng lão tăng hải của tộc giả xoa cũng đang nghĩ như vậy dạ xoa tộc chỉ có mình hắn là tu sĩ đại thừa thôi ta không tin hắn không lo nghĩ cho sự an nguy của tộc mình sau đó một mặt chúng ta phao tin tức về minh trung mẫu kiếp nạn của ma giới một mặt chúng ta gom góp lực lượng từng tí một dù sao trước sự tiến công toàn lực của ma tộc chúng ta phải bảo vệ được chính mình mới mong có thể bàn đến chuyện khác ngao khiếu lão tổ trở nên quyết đoán hay lắm cứ theo cách của đạo hữu đi trận chiến trước mắt với ma tộc chỉ được phép thắng chứ không được bại sợ rằng sẽ phải mượn sức của hàn đạo hữu và giải huynh nhưng khi trận chiến chấm dứt hàn đạo hữu liền có thể trở về trong tộc ngay lập tức lão phu thấy pháp lực trong cơ thể của đạo hữu tinh thuần vô cùng hoàn toàn khác với vẻ mới tiền vào hợp thể hậu kỳ nếu như lúc này đạo hữu đóng cửa khổ tu thì tin là việc tiến đến mức hợp thể hậu kỳ đại thành sẽ nhanh hơn so với tu sĩ bình thường rất nhiều nếu ngươi có thể tiến vào đại thừa càng sớm hai tộc nhân và yêu của chúng ta sẽ càng có lợi còn linh lung cháu cũng hãy làm như vậy đi mạc giản ly đưa ra quyết định ngao khiếu lão tổ cũng gật đầu không có ý kiến gì thêm hàn lập hơi suy nghĩ rồi cũng đồng ý chỉ cần ở mộc tộc không xuất hiện bản thể của thủy tổ nào đó tất nhiên hắn chẳng phải lo lắng điều gì mạc giản ly thấy ai cũng đồng ý với ý kiến của mình lão thở phào một hơi nhưng đúng lúc này ngao khiếu lão tổ như nhớ tới chuyện gì lão ngoác miệng ra hỏi lần này mộc tộc đưa ra kế hoạch phản công ngoài trừ lão quái tang hải kia ra chắc chúng còn phải có chỗ dựa khác mạc lão quỷ người ở trong thành lâu như vậy chắc cũng dò sẽ được gì đó chứ. Tất nhiên Lão Phu biết rõ ràng việc này, tin tức quân tiếp viện của ma tộc truyền đến, hội đồng trưởng Lão của một tộc cũng hiểu là chúng không thể tiếp tục giữ chúng ta lại thêm nữa. Cho nên chúng đã đưa ra quyết định, chuyến này chúng sẽ lấy hết 36 gốc thánh thụ dự phòng ra để bày một đại trận mạnh nhất của một tộc, mộc giới 36 thiên tuyệt trận để quyết một trận sống chết với ma tộc. Có đại trận này hỗ trợ, lại thêm lão tang hải chịu ra tay, chỉ cần lực lượng bên phía ma tộc không thay đổi gì thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Mạc Giản Ly cẩn thận giải thích, "Mộc giới 36 thiên tuyệt trận, ta có biết về tuyệt trận này. Nghe đồn rằng nó được bắt trước từ thần thông huyền thiên linh vực ở chân tiên giới. Có người nói uy lực của nó có thể giết được cả tu sĩ đại thừa kỳ, nhưng từ khi sáng tạo ra nó cho đến nay thì Mộc tộc vẫn chưa dùng tới lần nào, không biết là thật hay giả nữa." Một tia khó hiểu hiện lên trong mắt Ngao Khiếu lão tổ ha ha, mặc kệ là thật hay giả, nhưng đúng là một tộc đã xuất ra 36 gốc thánh thuộc dự phòng kia. Điều này cho thấy chúng tự sự muốn liều mạng, chúng ta cũng nhân chuyện này làm cho ma tộc tổn thương thật nặng, như vậy cũng giúp chúng ta có thêm một chút thời gian để chuẩn bị. Mạc giản ly mỉm cười tỏ vẻ bất cần. há há, điều này cũng đúng, ngao khiếu lão tổ phá lên cười ha ha, chương 2153, nhiệm vụ, thời gian sau đó, ngao khiếu lão tổ cùng mạc giản ly bắt đầu thương lượng biện pháp cụ thể để đối phó với đại chiến ma tộc thỉnh thoảng lại hướng về hàn lập trưng cầu ý kiến bộ dáng như không mảy may coi hàn lập như người ngoài hàn lập tự nhiên biết rõ loại kiến thức và chiến lược cấp độ mấy tộc đại chiến thế này hiển nhiên bản thân không thể so sánh với hai gã đại thừa sống biết bao nhiêu vạn năm này cho nên cũng không chủ động xen vào nhiều chẳng qua khi được bọn họ hỏi qua ý kiến cũng suy nghĩ một cách kỹ càng rồi mới đưa ra cách nghĩ của bản thân về phần giải đạo nhân và ngân nguyệt mặc dù cũng ở trong đại sảnh. Trong hai người thì một người biểu lộ vẻ mặt căn bản không hề hứng thú gì, một người thì thần sắc lạnh nhạt không nói một lời. Chu Quả Nhi thì trung thực đúng ở một bên, nơi này căn bản không phải nàng có tư cách mở miệng. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua, Hàn Lập đã ở trong động phủ của Mạc Giản Ly gần nửa ngày thời gian, cuối cùng cũng hoàn tất thương lượng hết thảy sự việc, ngao khiếu lão tổ liền đứng dậy mang theo ngân nguyệt cáo từ trở về mạc giản ly thì tiếp tục cùng hàn lập trò chuyện trong chốc lát thời gian mới hướng ra phía ngoài đưa tin một tiếng gọi một gã trung niên tu sĩ đệ tử đi an bài chỗ ở tạm thời cho hàn lập vị trung niên nam tử này tự nhiên là cực kỳ kính cẩn làm theo ở địa phương cách xa động phủ mạc giản ly mấy chục dặm an bài một tòa lầu cắt trên nhánh đại thụ chỗ này trình độ nồng đậm của linh khí mặc dù không thể so sánh với động phủ mạc giản ly nhưng so với địa phương khác trong một miên thành thì nồng đậm hơn nhiều điều này cũng khiến cho hàn lập khá vừa lòng hắn cũng không lập tức mang theo giải đạo nhân cũng chu quả nhi vào trong đó. Kế tiếp trong nửa tháng, Hàn Lập ở trong mật thất lầu các không hề ra ngoài, mà một lòng tu luyện thần niệm bí thuật lấy được từ ngao khiếu lão tổ, hy vọng có thể sớm ngày tu luyện đại thành, mới có thể chân chính trợ giúp ngân nguyệt. Ngược lại chu quả nhi lần đầu tới thành trì của linh giới, trong lòng nhịn không được hiếu kỳ mỗi ngày đều ra ngoài một chuyến, đi dạo ở các tầng xung quanh một miên thành. Tiểu nha đầu này cũng không biết dùng ngôn ngữ gì mà dụ dỗ được giải đạo nhân đi theo nàng, Khiến cho Hàn Lập Nguyên bản muốn ngăn cản cuối cũng cũng mặc kệ. Chẳng qua thông qua lời kể của Chu Quả Nhi sau mỗi ngày trở về, Hàn lập rõ ràng cảm nhận được đại quân các tộc ở trong Mộc Nguyên Thành đã có một ít dục dịch, có vẻ là mưa gió đã sắp nổi lên. Xem ra người chủ trì liên quân các tộc đã thống nhất ý kiến, muốn cùng ma tộc đại chiến một trận để giải quyết khốn cảnh trước mắt. Mà hắn cũng không thể tiếp tục im ắng thế này. Mấy ngày sau quả nhiên như Hàn Lập dự đoán, Mặc Giản Ly bỗng nhiên đến chỗ lầu các của hắn. Hàn Lập sau khi dùng thần niệm quét qua phát hiện vị đại thừa nhân tộc tiến đến, hắn lập tức cúng kính ra ngoài đón, mang theo mạc giản ly vào trong đại sảnh, nói vài câu khách khí, sau đó liền ngồi xuống, yên lặng chờ đối phương nói rõ ý đổ đến. Mạc giản ly sau khi ngồi xuống, chẳng qua là suy nghĩ một chút, cũng thản nhiên mở miệng. Bây giờ các loại sách lược đối với ma tộc đại chiến đã được bàn luận khá tốt. Lần này viện binh các tộc cũng đã tới, có ta cùng ngạo huynh và tăng biển đại thừa của dạ xoa tộc ba người tu vị cao nhất, cho nên ma tộc thánh tổ phía bên kia mặc kệ có bao nhiêu người, tự nhiên cũng là do ba lão giả chúng ta đối phó. Mà một tộc vì lúc trước đại bại, tồn tại cấp bậc hợp thể cũng không còn bao nhiêu. Cho nên các loại sách lược cũng đều lựa vào tồn tại cao dai của chúng ta và các tộc đến viện trợ. Hàn đạo hiểu dựa vào tu vị của ngươi, tự nhiên cũng phải đảm đương trách nhiệm. Trận chiến này đối với nhân tộc chúng ta vô cùng trọng yếu, vãn bối thân là một thành viên trong tộc, tự nhiên sẽ xuất lực. Có gì tiền bối cứ việc phân phó là được, vãn bối nhất định hết sức mà làm. Hàn lập cười nhẹ một tiếng trả lời, ân, dùng tu vị ngươi chỉ đứng sau ba lão già chúng ta, một mình đảm đương một phía là chắc chắn. Chẳng qua trước đó, ta còn muốn hỏi một chút, giải đạo hữu thực lực đã khôi phục được bao nhiêu? Mạc giản lý ánh mắt chấp chấp lại hỏi một câu, điều này chỉ sợ làm cho tiền bối thất vọng rồi. Giải huynh lần trước hao tổn quả thật là quá lớn, không có nửa năm thời gian thì không cách nào khôi phục như ban đầu. Hàn lập tự nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, không lưỡng lự trả lời như vậy quả thật là đáng tiếc nếu giả đạo hữu có thể khôi phục như ban đầu phần thắng của chúng ta ít nhất có thể nhiều thêm một thành mạc giản ly nghe vậy có chút tiếc hận nói giải huynh nếu xuất thủ toàn lực đích thực uy năng không dưới tồn tại đại thừa nhưng khiến cho hắn ra tay cũng không phải là dễ dàng nếu không phải vãn bối có chút dự trữ đúng thật là không đủ cho hắn ra tay vài lần hàn lập ho nhẹ trả lời quy củ của giải đạo hữu ta cũng có nghe qua nhưng vô luận điều kiện thế nào, có thể đem hắn từ ma giới đưa tới linh giới, đều tuyệt đối là việc có lợi nhất. Dù cho giải đạo hữu không ra tay, lấy một gã đại thừa kỳ ngụy tiên uy danh cũng đủ kinh sợ không ít người. Mạc Giản Ly không để bụng nói, hy vọng là như vậy, Hàn Lập chỉ có thể cười khổ trả lời. Đã là giải đạo hữu còn chưa khôi phục đỉnh phong thực lực, tự nhiên cũng không thể phái ngươi đến tuyến ngoài cùng. Như vậy đi, lần này một tộc bố trí một giới tam thập lục thiên tuyệt trận có tam đại trận nhãn, chỗ duy trì pháp trận căn bản chỉ cần một chỗ bị phá thì uy năng pháp trận sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu ba người tất cả thất thủ, thì cả tòa mục giới tuyệt trận cũng sẽ bị phá, xem như là địa phương phòng thủ trọng yếu nhất. Chẳng qua như đã nói, ba chỗ trận nhãn này đều có pháp trận cấm chế trùng điệp bảo vệ, nói một cách khách là khá an toàn. Cho nên lão phu cùng ngạo huynh đã thương lượng trước, chuẩn bị giao cho người tới phụ trách, không biết ý hàn đạo hữu thế nào. Mạc giản ly thần sắc nghiêm túc, dùng giọng thương lượng nói không vấn đề gì, nếu để vãn bối phụ trách bảo vệ trận nhãn, tuyệt đối không để nó xảy ra bất kỳ sự cố gì. Hàn Lập sau khi suy nghĩ, liền không chút do dự đáp ứng. Việc thành bại của bảo vệ trận nhãn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả đại chiến lần này, nhưng mà an nguy của Hàn Đạo Hiếu, đối với nhân tộc mà nói càng thêm trọng yếu. Nếu thật sự không thể ngăn cản cường địch, người cứ bảo vệ mình trước. Bằng không nếu người xảy ra chuyện, dù trận chiến này có thẳng nhưng đối với nhân tộc chúng ta vẫn là được không bằng mất. Mặc giản ly lắc đầu, chăm chú dặn dò, đa tạ tiền bối yêu ái, vãn bối đã biết rõ phải làm sao. Hàn lập đầu tiên là ngơ ngác, nhưng sau đó liền nghiêm túc trả lời. Tốt lắm, tóm lại đại chiến lần này, nhiệm vụ quan trọng nhất của đạo hữu là bảo toàn bản thân, sau đó mới là hết sức bảo vệ trận nhãn. Dùng thực lực của hàn đạo hữu cùng giải huynh liên thủ, ta tin là ngoại trừ ma tộc thánh tổ bản thể đích thân đến, nếu không tuyệt đối không vấn đề gì. Ta có nghe ngạo huynh nói qua, lúc trước hai ngươi liên thủ, từng cùng nguyên sát mà đầu rằng co không đứng dưới hạ phong. mạc giản ly đầu tiên gật đầu, sau đó đột nhiên cười nói: ngao khiếu tiền bối đúng là có chút quá lời. lúc đó vãn bối cùng giải huynh chẳng qua là miễn cưỡng tự bảo vệ bản thân mà thôi, cuối cùng cũng là dựa vào ngao khiếu tiền bối mới làm cho nguyên sát rút lui. hàn lập khiêm tốn nói: bất kể nói thế nào, người cùng giải đạo hữu liên thủ, cơ hồ có thể vô địch hết thảy tồn tại phía dưới đại thừa. chẳng qua lần này bảo vệ trận nhãn, trừ ngươi ra. Mộc tộc cùng giả dạ, xa tộc cũng sẽ phái hợp thể cấp bậc đến bảo vệ. Dù ta cũng ngạo khiếu đạo hiếu cảm thấy ngươi cùng giải huynh cũng đã dư sức, nhưng hai tộc này còn chưa rõ thần thông của ngươi, vẫn có chút lo lắng. Mặc giản ly bỗng nhiên biến hóa khẩu khí nói, cao dài tồn tại của một tộc và giả dạ xoa tộc sao. Như vậy cũng rất bình thường, chẳng qua cả ba nhóm ở một chỗ rốt cuộc là ai chủ trì. Hàn lập hai mắt nhíu lại, không cảm thấy bất ngờ hỏi ngược lại. Hắc hắc với tu sĩ chúng ta mà nói, đương nhiên là thần thông của ai lớn thì người đó làm chủ. Mặc dù ta không biết hai tộc sẽ phái người nào tới, nhưng nghĩ tới tuyệt đối sẽ không ai có thể đủ thực lực so với ngươi. Nhưng mà cao giai mộc tộc hẳn là đối với một giới tuyệt trận có hiểu biết, nếu là việc liên quan tới cấm chế đại trận, ngươi vẫn nên hỏi một chút. Mặc giản ly thâm ý sâu sắc nói, vãn bối đã hiểu, nhưng không biết khi nào thì bắt đầu hành động. Hàn lập thần sắc khẽ động nhẹ nhàng thở ra một hơi hỏi. Có 36 khối hậu bị thánh thủ của mộc tộc, việc bố trí tòa tuyệt trận đơn giản không ít, nhưng vẫn phải tiêu phí một ít thời gian. Chủ yếu là phải dụ dỗ được đại quân ma tộc vào trong trận. Cho nên Lão Phu cùng Mạc Giản Ly sẽ theo đại quân xuất phát trước, dùng mọi biện pháp dụ dỗ đại quân ma tộc. Mà Hàn Đạo Hiếu thì theo đôi bố trí pháp trận xuất phát sau tới địa phương bố trí đại trận. Chỉ cần đại trận hình thành lập tức bảo vệ trận nhãn. Mạc Giản Ly từ từ nói, Hàn Lập suy nghĩ một chút, tự nhiên không có ý kiến khác liên gật đầu. Mà Mạc Giản Ly sau khi giao nhiệm vụ cho Hàn Lập, cũng không ở lại thêm, mà nhanh chóng ly khai. Hàn Lập liền tiến tới ngoài cửa, nhìn theo bóng lưng xa xa Mạc Giản Lu, nụ cười liền thu lại thay vào đó là vẻ mặt trầm ngâm suy nghĩ. Nửa tháng sau, cả tòa mộc Nguyên thành đột nhiên đủ các chấn động phát ra, ầm vang rung trời, từng đạo quang hà trói mắt từ các tầng trong thành phóng lên cao. Ở trong ánh sáng là từng chiếc chiến xa, cự thuyền ào ào khởi động bay lên. Tên những phi hành pháp khí to lớn, đứng chi chiết vệ sĩ các tộc, trong đó chẳng những nhân yêu cùng một tộc, lại còn dạ xoa tộc và vài tộc khác trong linh tộc. Những vệ sĩ này mặc dù trùng tộc và chiến giáp đều khác nhau, nhưng mà tất cả đều đứng nghiêm nghị cầm pháp khí, trên người từng luồng sát khí từ từ tán ra xung quanh. Một nguyên thành bên trong tiếng ầm ầm không ngừng, chiến xa bay lên liên miên không dứt, sau đó liền che cả bầu trời, đông nghịt, phải đến mấy vạn cái chiến xa. Bỗng nhiên tiếng ầm vang dừng lại đột ngột, tiếp theo cả tòa thành lung lay mấy cái, hơn trăm tòa giống như đảo nhỏ kiểu quái vật lớn từ các nơi mục nguyên thành thoát ra, hình thái không giống nhau làm cho người ta hoa cả mắt. chương 2154, trận nhãn, những con quái vật này to như những ngọn núi, vài con lại giống như tòa cung điện, có con thì lỗ rỗ như tổ, khi nhìn vào trông không khác gì một hòn đảo thu nhỏ. Nhưng cũng có loại chỉ là một thân ảnh màu xanh rồi cuộn mình lại biến thành một án mây thật lớn. Trên lưng những quái vật khổng lồ này trở đầy những vệ sĩ của liên quân các tộc, chúng dừng lại trên không trung một chút rồi ngay tại đó đợi các loại phi xa chiến thuyền tụ hợp lại xung quanh thành một vòng bảo vệ sau đó cả đoàn chi chít nối đuôi nhau rời khỏi bầu trời Mộc Nguyên Thành hướng phương xa bay đi liên quân rời đi chuyến này ước chừng khoản hơn nửa lực lượng tinh nhuệ của Mộc Nguyên Thành ba vị đại thừa kỳ cũng cùng nhau xuất phát hơn nữa còn có mấy đơn vị khác đang đóng quân tại biên giới và các quân đoàn từ các thành lân cận hiệp trợ khi hội hợp đây cũng sẽ là một lực lượng có thể chống đỡ ngang bằng với đại quân kinh khủng của Ma tộc Hàn Lập vẫn chưa xuất phát cùng đội này. Hắn đúng trên lầu nhìn ra bầu trời xa xa một lúc rồi giữ vẻ mặt bình tĩnh quay về chỗ tiếp tục tu luyện. Năm ngày sau, không khí đang yên tĩnh của Mộc Miên Thành lại tiếp tục dao động. Một đơn vị lấy một tộc làm chủ quân, các liên quân tộc khác cũng tụ tập cùng nhau, chuẩn bị rời Mộc Miên Thành. Ở trên tầng chót vót của căn lầu, Hàn Lập đang nhắm mắt nhập định. Khuôn mặt hắn khẽ động, lập tức bế công, hai mắt mở ra. Một lát sau, ở cầu thang có tiếng bước chân truyền đến. Chu Quả Nhi xuất hiên, hướng Hàn Lập kính cẩn nói. Hàn tiền bối, một tộc phái người đến mời tiền bối đi qua đó có chuyện thương lượng. Ta biết rồi, người tu vi còn quá thấp, trong trận đại chiến lần này ngoi cứ ở lại thành đi. Chờ sau khi đại chiến kết thúc, ta sẽ đưa người trở về trong tộc. Hàn Lập dặn dò, vâng, Quả Nhi xin vâng lời tiền bối. Chu Quả Nhi nghe thấy thấy thế, đầu tiên ngẫn ra. Nhưng nàng lập tức nhận ra giọng điêu không thể trái lời của Hàn Lập, lúc này nàng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu. Hàn lập hơi gật đầu, không chút hoang mang đứng dậy rồi bước tới tầng lầu phía dưới. Khi hắn đi xuống gian phòng tầng 1, giải đạo nhân vẫn đang ngồi ở một góc của căn phòng. Hắn lẳng lặng khoanh chân mà ngồi, trên mặt không có chút biểu tình nào. Trong đại sảnh, một gã thanh niên một tộc gia thị xanh ngắt đang có chút bất an đứng chờ. Ánh mắt Hàn Lập chỉ quét qua một cái liền nhìn ra ngay thanh niên một tộc này tu vị chỉ có nguyên anh kỳ, hơn nữa trong bộ dạng thì đúng là vừa mới đột phá cảnh giới ngưng anh thành công xin vấn an hàn tiền bối vãn bối theo lệnh của đại trưởng lão đặc biệt tới mời hàn tiền bối xuất phát thanh niên mục tộc vừa thấy hàn lập xuất hiện liền cuống quýt hết sức thi lễ nói ngay trọng tâm đại trưởng lão đại trưởng lão của quý tộc không phải đang nghỉ ngơi ở thánh thụ hay sao hai mắt hàn lập nhíu lại chậm rãi hỏi thưa tiền bối bây giờ chức vụ đại trưởng lão của mục tộc tạm thời do từ hàn trưởng lão tạm quyền thanh niên mục tộc cúi đầu giải thích thì ra là như vậy ngươi đi trước dẫn đường Giải huynh cùng nhau xuất phát thôi." Hàn Lập mặt không đổi sắc, hướng giải đạo nhân nói. Một lát sau, Hàn Lập thu lại độn quang rồi xuất hiện trước một tòa nhà màu vàng nhạt, căn nhà được dựng từ những cây cối trên một khoảng sân rộng lớn. Mà ở cuối của cái sân có một tòa điện cao lớn hơn trăm trượng màu xanh biếc. Hàn Tiền Bối, đại trưởng lão đang trong điện chờ đợi các vị tiền bối thanh niên một tộc cẩn thận giải thích mấy câu. Hàn Lập đánh giá đại điện mấy lần, thần niệm cường đại hướng bên trong khé quét qua một lần lập tức cảm ứng được bên trong mấy đạo khí tức cũng không kém cạnh khóe miệng hắn khẽ nhếch lên ra lệnh cho thanh niên mộc tộc tiếp tục dẫn đường vệ sĩ đứng gác hai bên của cung điện cũng đã nhận ra gã thanh niên mộc tộc này khi bọn họ đi tới những vệ này cũng không chút ngăn trở nhưng khi hàn lập đi ngang khí tức khủng bố của hắn làm cho những tên vệ sĩ này run sợ theo bản năng liền hơi khom người cúi đầu tuy khác chủng tộc nhưng khi gặp được cường giả bậc này thì các vệ sĩ mộc tộc đều toát ra vẻ kính sợ đúng lúc này Hàn Lập bất ngờ nhếch miệng truyền âm cho giải đạo nhân. Hai mắt giải đạo nhận trượt lóe, nhịp chân hơi chậm lại, sau đó hắn liền quay lại đi qua mé của cung điện. Những vệ sĩ của một tộc ở đó liền kinh ngạc nhưng sau khi liếc mắt ngầm thương lượng liền không có ai trong đám bọn chúng đứng ra ngăn cản. Nhưng chính lúc này Hàn Lập theo sự dẫn đường của gã thanh niên đi xuyên qua một cái hành lang rồi tới một căn phòng trong toàn điện, hắn cũng tùy ý đảo mắt quan sát qua lốt căn phòng. Trong gian phòng rộng hơn 10 trượng chỉ có ba người mà thôi. Ngồi ở vị trí chủ vị là một ông lão của mục tộc. Lão ta có tu vi hợp thể hậu kỳ, dáng vẻ gầy gò, trên thân mặc một áo bào màu lục, quanh lưng đeo một đai lưng nửa vàng nửa bạc. Ngồi hai bên là một đại hán mục tộc thân mặc chiến giáp màu bạc và một cô gái cao nhưng hơi gầy khoảng 17-18 tuổi, trên đầu có một đôi sừng đen nhỏ. Cả hai người đều có tu vi hợp thể trung kỳ, bọn họ vốn đang nói chuyện với nhau, ngay khi Hàn Lập đi tới thì tất cả đều giữ im lặng nhìn tới. Hàn huynh Lão Phu đã nghe Mạc Tiền Bối nói về thần thông dơ cao của Hàn Đạo Hữu Trận chiến này có sự giúp sức của Hàn Huynh đối với bổn tộc là một vinh dự rất lớn. Ông lão mộc tộc thấy Hàn Lập có tu vi hợp thể hậu kỳ bèn tươi cười đứng dậy chắp tay chào. Hàn Đạo Hữu Thảo Tật xin ra mắt, ngươi chính là Hàn Lập sao? Dựa vào tu vi thì đúng là Đạo Hữu mạnh hơn ta và Thảo Đạo Hữu rất nhiều. Thiếp thân là phỉ tiểu tịch, người trong dạ xoa tộc. Cả hai người bọn họ khi cảm nhận được tu vi của Hàn Lập vẻ mặt khác nhau nhưng cũng đều đứng lên chào hỏi. Hàn mỗ đến hơi trễ, đã làm cho ba vị phải chơi lâu rồi. Hàn Lập không tỏ ra chút biểu tình nào nhưng vẫn chào hỏi lại ba người. Mời Hàn Huynh ngồi, ta đang cùng hai vị đạo hữu ở đây trao đổi về trận nhãn. Đến lúc đó Thảo Đạo Hữu và Phi Tiên Tử sẽ tạo thành một tổ đội với Hàn Huynh, cùng nhau bảo vệ trận nhãn. Ông Lão Mộc Tộc cười nói có được sự tương trợ của Thảo Đạo Hữu và Phi Tiên Tử thì lúc đó Hàn Mỗ đối với việc bảo vệ trận nhãn cũng có vài phần chắc chắn hơn. Hàn Lập dở giọng cấp trên ra, tỏ vẻ xem Thảo Tật cùng Phi Tiểu Tịch là cấp dưới của mình. Đại Hán Mộc Tộc nghe vậy hai mắt chỉ chợt lét lên nhưng vẻ mặt vẫn không biểu lộ điều gì. Còn cô gái ở đối diện lại tỏ ra cao có, thầm hư lạnh một tiếng. Ha ha ha, với sự hợp tác của ba vị, tại hạ tin rằng trận nhãn nhất định sẽ được bảo vệ an toàn. Nhưng ngoài việc bảo vệ trận nhãn không để ma tộc phá hủy thì còn có thêm một nhiệm vụ khác nữa cho ba vị ông lão mộc tộc hơi ngừng một chút rồi chậm rãi nói. Có nhiệm vụ khác kèm theo sao? Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ từ đại trưởng lão của tộc ta lại không hề được nghe nói gì về việc này. Chẳng lẽ mãi đến lúc này quý tộc mới tùy ý thêm vào A Huyền? Phi tiểu tịch nhướng mày hỏi. Việc này đương nhiên là không rồi. Thở ra nhiệm vụ này là do thảo đạo hữu đạo nhiệm, hàn huynh vào phi tiên tử chỉ việc bảo vệ trận nhãn mà thôi ông lão mộc tộc tỏ vẻ không quan tâm rốt cuộc là nhiệm vụ gì từ hàn huynh có thể nói ra cho ta nghe một chút không hàn lập hưng phấn hỏi thực ra cũng không có gì chỉ là một vài biến hóa của đại trận mộc giới cần phải có sự phối hợp giữa người điều khiển trận pháp và người ở trận nhãn mới thực hiện được đến lúc đó khi cần thì thảo đạo hiếu sẽ phối hợp với những người kia một ít thôi mà những pháp quyết liên quan đến biến hóa của đại trên ta đã truyền cho thảo tật nhưng đến khi hắn vận dụng pháp quyết này mong rằng các đạo hữu sẽ bảo vệ trận nhãn thay cho hắn ông lão mộc tộc mỉm cười thì ra là thế việc này tất nhiên là ổn rồi đại trên mộc giới là đại trận bảo vệ toàn tộc của các vị như vậy khi điều khiển trận pháp cũng phải do người bên các vị làm mới thích hợp hàn lập mỉm cười tỏ vẻ không mấy để ý thiếp thân cũng cảm thớ không thành vấn đề việc điều khiển trận nhãn cứ giao cho thảo huynh là được phi tiểu tịch cân nhắc trả lời tốt lắm mọi chuyện trong chờ vào nhị vị đạo hiếu ông lão mộc tộc mừng rỡ đứng dậy thi lễ. Tử Hàn Huynh cứ yên tâm đi, không dám, ta sẽ cố hết sức. Ba người nhóm Hàn Lập cũng đứng dậy trả lễ, thời gian tiếp theo ba người bàn bạc một số vấn đề cần chú ý. Cuối cùng ông lão mộc tộc giao ba cái thẻ ngọc phân cho từng người. Bên trong có ghi lại cách vận dụng cấm chế bên trong trận, nhớ kẻ địch có tập kích cũng giúp bọn họ có thêm vài phần chắc chắn khi ngăn địch. Làm xong hết mọi chuyện, nhóm người Hàn Lập được an bày chỗ nghỉ ngơi, dù sao từ Mộc Nguyên Thành đến nơi bố trí trận cũng là một hành trình dài. Nửa ngày sau, trên bầu trời Mộc Nguyên Thành hàng ngàn chiếc phi xa, chiến thuyền đang dần dần rời rời khỏi thành nhắm hướng đại quân ma tộc đang chiếm đóng mà thẳng tiến. chương 2155, tuyệt trận hoàn thành. Hơn nửa tháng sau, trên một đám mây thật lớn màu xanh, Hàn Lập đứng trên đỉnh một tòa tháp dùng vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn về phía những dạng núi màu xanh lục. Ở hai bên cạnh, phi tiểu tịch cùng thảo tật đứng ở đằng sau cũng đang hướng về phía đó mà ngắm nhìn. Trong không trung ở xung quanh ngoại trừ hơn trăm chiếc phi xa và chiến thuyền đang qua lại tuần tra thì những đám mây to lớn còn lại đã biến mất không thấy tăm hơi. Dãy núi này cũng không lớn lắm, nó chỉ rộng khoảng hơn trăm dặm. Nhưng giờ phút này, trên mấy ngọn núi cao cao có thể thấy được rất nhiều đại hào quang đang bay qua bay lại. Đồng thời giữa rừng rậm trên núi đá cũng thấy được vô số bóng người đang lấp ló ngoài ra còn có một tòa lâu đài thiệt cao bất ngờ được dựng lên từ mặt đất trên sườn những lâu đài đá cao thấp không giống nhau đều được vẽ những linh văn màu bạc mờ mờ phía trên đều có cắm chi chít những lá cờ màu xanh biếc chúng đang tản ra một thứ ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt, nhạt nhưng nếu xem xét kỹ lại thì có thể phát hiện những tòa lâu đài này đều được dựng trên những ngọn núi thiếu thốn nhiều linh mạch mà trong một cái thung lũng giữa mấy ngọn núi còn có thêm một cái cây khổng lồ cao đến mấy nghìn trượng như muốn chọc thủng trời lấy mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ sinh trưởng điên cuồng của nó. Dường như cứ một cái tích tắc qua đi nó lại cao thêm một thước, xem chừng hình dáng của nó lúc này to không kém gì so với ngọn núi ở gần đó. Trên mặt đất xung quanh gốc cây lớn có vẽ ra hàng trăm mẫu pháp trận lớn nhỏ màu xanh nhạt. Ở trên đó có hơn trăm tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ người mộc tộc ngồi xếp bằng bên trong pháp trận, trong tay bọn chúng đang bấm tay niệm pháp quyết, hai mắt nhắm nghiền như điều khiển cái gì đó. Lấy thung lũng làm trung tâm, tất cả lâu đài cao thấp liên kết lại với nhau khiến cho thiên địa linh khí của cả đáy núi điên cuồng hội tụ lại vào giữa thung lũng. Tại vùng gần đó, trên không trung liền biến ảo thành từng đạo cầu vòng năm màu đài chừng 10 trường, cực kỳ diễm lệ. Không riêng gì nơi đây, cách dãy núi mười mấy vạn dặm. Nơi đó cũng có mấy dãy núi nhỏ liền kề nhau, ngoài ra còn có một cây đại thụ đang bí mật sinh trưởng cực nhanh. Bên cạnh đó cũng có vô số pháp trận, lâu đài đang được thi công cực kỳ mau lẹ. Nếu đứng thiệt cao trên không nhìn xuống liền có thể phát hiện trong phạm vi trăm vạn giảm khắp mặt đất có khoảng 36 tòa pháp trận. Các pháp trận trên các đáy núi nhỏ này đang cùng nhau kết hợp thành một tòa pháp trận cực kỳ to lớn. Mặc dù chúng còn chưa hoàn toàn được thi công xong, nhưng đã được bố trí với nhau theo những vị trí cực kỳ huyền diệu. Mơ hồ tạo thành một tòa trận pháp siêu cấp làm cho người ta nhìn vào không khỏi bị hoa mắt váng đầu. Lúc này, thiên địa nguyên khí trong phạm vi tòa trận pháp siêu cấp cũng đã bị dao động lên, các loại chấn động lúc có lúc không trong hư không bắt đầu thoáng hiện cả khu vực đó bất ngờ tràn ngập một loại sát khí mãnh liệt tại phía trên đám mây màu xanh đột nhiên hàn lập nhẹ nhàng nối dựa theo tiến độ hiện tại muốn mắt trận hoàn thành cũng chỉ mất vài ngày nữa đến khi đã hoàn thành ta liền đem đám mây màu xanh này hạ xuống để kích thích tất cả cấm chế bảo vệ làm cho nơi này tiến vào trạng thái được bảo vệ hoàn toàn những việc này tất nhiên là phải làm nhưng tòa đại trận mộc giới này phải bố trí trong thời gian rất lâu thật là có một chút phiền phức. Nghe nói tốc độ thi công của hai mắt trận khác cũng không nhanh hơn bên này chút nào. Mong rằng có thể kịp với thời gian, không làm trễ nải mọi việc a. À. Phi Tiểu Tịch nhìn lướt qua Hàn Lập rồi lạnh lùng nói: hôm qua ta vừa mới nhận được tin tức, đại quân phía trước mới vừa cùng Ma Tộc khai chiến, cũng dựa theo rất tốt kế hoạch đã vạch ra trước kia. Họ đang nghĩ cách dụ đại quân Ma Tộc vào phạm vi pháp trận của Mộc Tộc. Bọn họ cho dù có tới nhanh hơn nữa thì ít nhất cũng phải mất hơn 10 ngày mới có thể đến nơi này. Mà đến lúc đó, đại trận cũng đã sớm hoàn thành triệt để rồi. Bản thân ta đang lo lắng đại trận Mộc Giới liệu có thực sự mạnh như lời đồn đại hay không, mong rằng nó có thể gây thiệt hại nặng nề cho đại quân ma tộc. Hàn lập lại lơ đánh, trả lời: "Hai vị yên tâm, tòa Mộc Giới 36 Thiên Tuyệt trận này cho dù không sử dụng thánh thủ dự phòng thì uy năng vẫn to lớn, thâm sâu không lường được." lúc này đã được dùng thêm 36 gốc thánh thủ chôn vào trong trận, uy năng lại càng tăng nhanh gấp mấy lần. Cho dù là một tên tu sĩ đại thừa bị nhốt vào trong đó cũng không thể dễ dàng thoát thân. Vậy nên những tên ma tộc bình thường chắc chắn không chịu nổi một chiêu của trận pháp này. Thảo tật cười nhẹ một tiếng tỏ vẻ rất tự tin. Một khi quý tộc nguyện ý hy sinh 36 cây thánh thụ dự phòng thì pháp trận này chắc chắn là vô cùng huyền điệu. Nhưng cho dù lời nói của đạo hữu không phải là giả, đối với đại trận này rất tự tin, nhưng ma tộc bên kia cũng không thể xem nhẹ đặc biệt những tên thánh tổ của ma tộc kẻ nào cũng đều có ma công mạnh ngang trời tu luyện rất nhiều hóa thân cực kỳ khó đối phó hàn lạp trầm ngâm một chút chậm rãi nói ma tộc thánh tổ cho dù lợi hại thì sẽ đó đại trưởng lão của tộc bọn ta cùng với mạc trưởng lão của quý tộc ra tay kiềm chế hơi đâu chúng ta phải lo lắng thêm nhiều chuyện phi tiêu tích lạnh nhạt nói hắc hắc mấy người tăng tiền bối chắn chắn là có thể kiềm chế bản thể của mấy tên thánh tổ ma tộc nhưng mà những hóa thân kia thì có lẽ không thể chú ý đến. Nếu ta đoán không sai, một khi mấy tên thánh tổ của ma tộc muốn phá mắt trận, chắc chắn chúng sẽ phái hóa thân đến đây. Hàn Lập cười khẩy, "Hóa thân của thánh tổ sao?" Thảo Tật cùng Phi Tiểu Tịch nghe vậy đều tỏ ra hơi giật mình. "Sao? Chẳng nhẽ hai vị cũng từng giao đấu với hóa thân của thánh tổ nào đó à?" Vẻ giật mình của hai người này không sao qua được ánh mắt tinh tường của Hàn Lập, hắn khẽ nhíu mày rồi thâm thúy hỏi: Lúc ma tộc bắt đầu dồn tổng lực tấn công, ta và một gã trong tộc có tu vi cũng không chênh lệch nhiều lắm giao đấu với một cái hóa thân của thanh tổ. Kết quả sau trận giao chiến đó một bị thương còn một đã chết, suýt chút nữa thì tại hạ cũng mất luôn tính mạng rồi. Khuôn mặt vốn lười nhác của gã một tộc cao lớn bỗng hiện lên vẻ cô quạch, trong mắt còn sen lẫn một tia căm hận. Tuy ta chưa gặp hóa thân của thánh tổ nào, nhưng cũng có một số bạn bè bị chết trong tay bọn chúng. Nếu sau này có cơ hội được gặp, nhất định ta sẽ thử sức một hồi mới được sắc mặt của phi tiểu tịch lạnh như băng phi tiên tử người nghe ta nói đi nếu ngươi gặp phải hóa thân của thánh tổ nào đó thì hãy quay đầu chạy cho nhanh nếu không sẽ phải bỏ mạng vô ích mà thôi gã mộc tộc cao lớn cười khổ phi tiểu tịch đằng hắng một cái tuy cô ả à không nói thêm điều gì nhưng theo dáng vẻ lúc này đúng là không thèm nghe lời của gã mộc tộc thảo đạo hữu cũng không nên quá lo lắng gì nếu cái pháp trận mộc giới này hữu dụng như đã nói một khi chúng ta có thể mượn uy lực cấm chế của nó lúc đó cũng có thể đánh một trận tay đôi với hóa thân của thánh tổ. Đương nhiên điều này chỉ có khả năng khi một tên xuất hiện thôi. Nếu chúng đến nhiều hơn, e là sẽ phải nghĩ cách khác đó. Hàn lập nhẹ nhàng nói chen vào, nghĩ biện pháp khác à, vậy Hàn đạo hiểu đã có chuẩn bị nào khác chưa? Thảo tật nghe vậy, hai mắt hắn như bốc lửa, hắn liền vội vàng hỏi. Phi tiểu tịch cũng có chút giật mình, một khi tại hạ được phái tới để chấn giữ mắt trận thứ hai này, tất nhiên ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi. Nhưng đến lúc đó có thực sự có thể đối phó với kẻ địch hay không thì chưa thể nói được. Hàn Lập sờ cầm, hắn trả lời bâng quơ cho qua chuyện. Thì ra Hàn huynh đã chuẩn bị rồi, như vậy thảo mỗ cũng an tâm hơn nhiều a. À. Gã mộc tộc cao lớn thở phào một cái, vẻ mặt cũng bớt căng thẳng hơn nhiều. Nghe lời của Hàn đạo hiếu thì dường như ngươi rất hiểu biết về hóa thân của thánh tổ, chẳng nhẽ ngươi đã từng giao đấu với bọn chúng sao? Bỗng nhiên Phi tiểu Tịch hỏi, đúng là ta đã gặp bọn chúng vài lần. Hàn Lập cân nhắc một chút rồi đáp, nhưng sau đó thắng bại thế nào ta nghe nói hóa thân của thánh tổ còn lợi hại hơn tu sĩ hợp thể kỳ nhiều ánh mắt của phi tiểu tịch lóe sáng cô ả à lại tiếp tục truy hỏi cũng giết được hai ba tên nhưng có lần lại bị chúng rượt chạy suốt mấy trăm ngàn dặm vẻ mặt hàn lập chẳng thay đổi chút nào nhưng lời mà hắn nói ra làm cho cô gái tộc giả dạ xoa và tên mộc tộc cao lớn trợn mắt cứng lưỡi hàn huynh từng giết hóa thân của thánh tổ sao ơ ờ, ta hiểu rồi chắc lúc đó hàn huynh đang chỉ huy đại quân của tộc mình nhờ có sự trợ giúp của đại quân vì vậy dựa vào sự tranh lệch về số lượng nên đã dồn ép tên hóa thân đó vào chỗ chết đúng không thảo tật tỏ vẻ như đoán được mọi chuyện phi tiểu tịch cũng không có chút ngạc nhiên nào với tu vi hợp thể hậu kỳ như hàn lập lại có một đại quân hỗ trợ thì việc vây giết một gã hóa thân của thánh tổ nào đó cũng là điều bình thường há há việc đó đã không còn quan trọng nữa nhưng điều thiết yếu bây giờ là nếu thực sự có nhiều hóa thân của thánh tổ cùng tới một lúc hai vị hãy mượn uy lực của đại trận vây khốn một tên lại còn người khác thì cứ giao hết cho ta là được. Hàn lập cười hắc hắc, hắn không trả lời trực tiếp câu hỏi của gã mộc tộc ma ngược lại còn nói như ra lệnh. Nếu Hàn huynh đã chắc chắn như vậy thì mọi việc lúc đó xin trông cậy vào đạo hữu thật nhiều. Tuy Thảo Tật vẫn có chút nghi ngờ, mà giọng nói của hắn cũng không kèm theo vẻ kinh sợ nào, nhưng cũng có thể thấy hắn đã coi Hàn Lập là đầu tàu của việc phòng thủ nơi này. Cho dù đúng là Hàn Lập tự tay đánh chết hóa thân của Thánh Tổ, hay chỉ nhờ vào sự hỗ trợ của đại quân, nhưng nếu hắn đã nói ra trước mặt hai người như vậy, xem ra sức lực của hắn không thể yếu được. Nếu đạo hữu đã có biện pháp ứng phó với hóa thân của thánh tổ, vậy thì tiểu muội cũng đồng ý nghe theo lời sai bảo. Vẻ mặt của phi tiểu tịch biến đổi một lúc, cuối cùng cô ả cũng hơi khom người rồi nói. Tốt, nếu hai vị đã tin hàn mố, vậy ta sẽ dốc hết sức. Hàn lập mỉm cười đáp ứng. Cứ như vậy, hàn lập đã xác định cho hai người kia hiểu rằng mình mới là chỉ huy ở đây. Mấy ngày tiếp đó, cả ba người thay phiên nhau giám sát tiến độ bố trí của mắt trận. Năm ngày sau, cuối cùng mắt trận thứ hai của cấm chế đã được bố trí thành công. Các vệ sĩ của một tộc cùng phần đông các chuyên gia về trận pháp đều quay trở lại những căn nhà được dựng trên đám mây lớn. Mà đám mây màu xanh được hàn lập điều khiển liền phát ra một tiếng ầm rồi từ trên cao rơi xuống. Nó vừa vận động ngay bên cạnh gốc cây cao vút đến tận trời kia. Cùng lúc đó, thân cây lớn chọc trời tỏa ra hào quang sáng chói, ngay lập tức thiên địa nguyên khí ở gần đó dao động lên cuồn cuộn. Vô số điểm sáng màu lục nhạt hiện lên, sau đó chúng lại chìm nhập khắp nơi trong dãy núi. Sau một trận nổ long trời vang lên, ngọn núi có bố trí cờ điều khiển trận pháp bên trên bỗng nhiên rung chuyển, kịch liệt. Tầng tầng lớp lớp các loại quầng sáng bỗng nhiên hiện ra, tiếp đó cả dãy núi ở bên dưới bốc lên một làn khí màu xanh lục, nháy mắt đã thấy cả dãy núi đều được che phủ kín mít vào bên trong. Đến lúc này thì mắt trận thứ hai đã được kích hoạt thành công mà gốc thánh thụ dự bị bên dưới cũng được vô số lớp cấm chế rậm rạp bảo vệ. Cho dù có tu sĩ hợp thể bình thường lên tới cũng không phải lo lắng điều gì. Nửa tháng sau, tất cả trận pháp trên giải núi cũng được bố trí xong xuôi. Cả tòa mộc giới 36 thiên tuyệt trận cuối cùng đã được kích hoạt trọn vẹn, nó đem cả một khu vực rộng lớn hàng trăm vạn dặm biến thành một cái bẫy giết người. Chương 2156, 8 vị mộc linh. Sau khi mất trận đã được bố trí đâu vào đó, ba người nhóm Hàn Lập lo sợ tu sĩ cao cấp của ma tộc đánh lén nên không dám ở lại trên đám mây. Vì vậy cả bọn liền ngồi canh bên gốc cây lớn, dù sao thì gốc thánh thụ dự phòng này được dùng làm cơ sở của mắt trận, chỉ cần nó còn nguyên vẹn thì tất nhiên là mắt trận sẽ bình yên vô sự rồi. Còn đội tu sĩ gồm mấy ngàn người đi theo cũng được phân chia đến các đỉnh núi hay thung lũng xung quanh đó ẩn náu để bảo vệ pháp trận. Riêng giải đạo nhân vẫn được hàn lập cho ẩn nấp trong mấy tòa nhà trên đám mây. Với tu vi của Hoàng Kim Giải, Việc giả dạng làm một gã tu sĩ nhân tộc tầm thường thực sự quá dễ dàng. Ngoại trừ những ai có tu vi cỡ đại thừa trở lên, còn như những tu sĩ bình thường ở nơi đây chắc chắn không thể phát hiện ra được. Bởi vậy nên lúc trước Thảo Tật cùng Phi Tiểu Tịch có nhìn thấy giải đạo nhân bên cạnh Hàn Lập vài lần nhưng không mấy để ý, có lẽ họ chỉ xem hắn như là người hầu bên cạnh Hàn Lập thôi. Từ khi đại trận được bố trí hoàn thành đến nay, ngày nào cũng có tin tức từ phía tiền tuyến của liên quân được truyền về. Tuy nhóm người của Hàn Lập phải có thủ nơi mắt trận nhưng vẫn có thể nắm được tình hình ở tiền phương. Dựa theo những tin tức không mấy đầy đủ, lực lượng của liên quân và ma tộc đã triển khai trận đánh vô cùng thảm thiết tại ngay biên giới của hai phe. Mãi đến khi cả hai bên đều tổn thất đến một phần năm lực lượng, lúc này quân của liên minh các tộc mới dần dần rút lui về phía sau. Hiện giờ bên phía ma tộc có đến 3 thánh tổ đem bản thể tới, còn hóa thân thì có đến hơn 20 cái. Mà những tên có tu vi ngang ngửa với cấp bậc ma tôn cũng lên đến mấy trăm tất cả bọn chúng hợp lại tạo thành một lực lượng vững vàng chặn đứng mũi tiến công của liên quân. Hơn nữa bên phía liên quân liên tục vận dụng các thủ đoạn dụ dỗ cho nên dù có liên tiếp rút lui nhưng ma tộc vẫn chưa hoài nghi chút nào. Bọn chúng vừa thấy bên này có dấu hiệu thua là đã hùng hổ lao lên đe đồn ép. Mà bên liên quân không có chút ưu thế nào được lộ ra, chỉ vừa đánh vừa lui, vừa cùng có lực lượng tiếp tục rằng có với quân của ma tộc. Cứ thế chiến trường càng lúc càng được kéo gần về khu vực đã được bố trí trận pháp. Thời gian trôi qua từng giờ từng khắc, ban đầu mỗi ngày chỉ có một tin tức được truyền, về, nhưng giờ đây mỗi ngày đã thanh hai lần, rồi ba lần. Lúc này đại quân của ma tộc đã rất gần với khu vực được mục tộc bố trí tuyệt trận rồi. Ở trên đỉnh núi to lớn nằm trong phạm vi bao phủ của tuyệt trận được dựng lên một cái đài tạm bỡ. Đại trưởng lão tạm thời của Mộc tộc cũng đang đứng ở trên đó. Không xa trước mặt hắn có một pháp trận lớn tầm 4 đến 5 trượng. Xung quanh đó có 8 ông lão người mục tộc ra rẻ già nua ngồi hai mắt của bọn họ nhắm nghiền, một tay cầm cái mộc bàn màu trắng tinh, còn tay kia lại điểm tới liên tục. Cứ như vậy, từ trên tám chiếc mộc bàn thỉnh thoảng lại phun ra từng chùm tia sáng màu trắng. Những tia sáng này ngưng tụ thành một quần sáng khá lớn lơ lửng ngay trên pháp trận. Hiện giờ vị đại trưởng lão tạm thời của mộc tộc đang nhìn chằm chằm vào quáng sáng đó. Mà ở trong quần sáng lại có vô số điểm hào quang rất nhỏ trải đầy khắp nơi. Các điểm hào quang này gồm hai loại, một màu trắng, một là màu tím lúc thì chúng đan sen vào nhau khi lại tách nhau ra rất nhanh chúng cứ biến đổi vị trí liên tục giống y như đang mô phỏng hai đội quân đánh nhau vậy nhưng cho dù có biến đổi đờ nào đi nữa cả hai loại đốm sáng này đều theo một hướng nhất định mà lui về đần cuối cùng tất cả di chuyển vào một hình vẽ hoa văn rồi lóe lên rồi lại biến mất sạch đến tận lúc này tám ông lão mộc tộc mới mở chừng hai mắt ra cái mộc bàn trong tay mỗi người ảm đạm tắt đi còn quầng sáng bên trong pháp trận cũng tán loạn mất phải thế chứ Tình hình diễn ra vẫn đang hết sức thuận lợi, lại làm vất vả cho các vị đại sư rồi. Trưởng lão tạm thời của Mộc tộc thấy cảnh này liền trở nên tươi cười. Nhưng hắn đối với tám ông lão Mộc tộc kia cũng hết sức lễ độ. Không có gì, trận chiến này có liên quan đến sự tồn vong của Mộc tộc chúng ta. Tám người bọn ta là Mộc linh nên sẽ dốc hết sức lực. Nhưng kết quả vừa rồi chỉ dựa trên cơ sở những điều kiện đã có để tính toán ra nếu sau này bên phía đại quân của ma tộc có biến đổi gì, khi đó mọi chuyện lại có thể sẽ khác đi. Một ông lão ho nhẹ rồi trả lời, tất nhiên lão phu hiểu điều này, vì vậy trong mấy ngày mấu chốt này còn phải làm phiền tám vị suy tính cho một lần nữa, làm như vậy mới mong phong ngừa được diễn biến của trận chiến vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng ta. Vị trưởng lão tạm thời chắp tay nghiêm nghị nói, tám người bọn ta có một ít khả năng thiêm bẩm về bói toán, lúc bình thường cũng đoán được một vài sự việc trong tương lai nhưng trong trận chiến lúc này có sự góp mặt của vô số kẻ mạnh chính vì thế mà các nhân tố bất ngờ xảy ra cũng không ít vì thế tám người bọn ta chỉ làm được đến đâu hay đến đó những kết quả này chỉ nên dành cho hội đồng trưởng lão tham khảo thôi một ông lão mộc tộc lắc đầu rồi nói việc này ta hiểu rất rõ dù sao có được sự trợ giúp của các vị như thế này cũng khiến cho tại hạ lấy thêm rất nhiều kiên định trưởng lão tạm thời cười gượng gạo trong trận chiến có đến mấy trăm vạn người tham gia thế này thì bói toán không thể phán đoán được kết quả thắng thua một cách chuẩn xác nhưng dựa vào những sự việc được tính toán ra từ trong đó để phán đoán ra chiều hướng của trận chiến cũng là việc có thể làm được mà tám ông lão này chính là tám người rất nổi tiếng về khả năng bói toán ở mộc tộc họ được hội đồng trưởng lão phong là tám vị mộc linh cũng đã lập rất nhiều công lao cho mộc tộc tám vị mộc linh này trước kia đã vận dụng thuật bói toán quá nhiều nên tuổi thọ cũng giảm đi rất lớn nhìn bề ngoài họ giống như những lão ông già nua không chịu nổi nữa rồi. Cũng chính bởi vậy, từ khi xảy ra chiến tranh với ma tộc đến nay, mộc tộc cũng không dám dùng đến 8 người bọn họ. Nhưng cũng vì lý đó này mà vị đại trưởng lão lúc trước của mộc tộc bị rơi vào cảm bẫy của ma tộc. Chẳng những đại trưởng lão bị đánh cho trọng thương mà mộc tộc còn mất đi hơn nửa lãnh thổ. Cho nên trong trận chiến liên quan đến sự tồn vong của cả tộc này, ban trưởng lão bất chấp tất cả 18 vị mộc linh này đến để dự đoán những diễn biến trên chiến trường, nhằm phòng ngừa những vấn đề phát sinh không kiểm soát được tám lão mộc linh nhanh chóng từ trên đài cao đi xuống mấy tên trưởng lão khác của mộc tộc đang ở gần đó cũng bước lại gần phía vị đại trưởng lão tạm thời kia sau đó cả đám bắt đầu thương lượng mọi việc cũng trong lúc này trên bầu trời cao giữa hai khu vực của mộc tộc và ma tộc chiếm lĩnh mạc giản ly đang biến thành một bóng ảnh màu bạc khổng lồ bốn phía thân thể là một đám mây lôi điện rộng khoảng một mẫu đang phập phòng không ngừng nó liên tục phun ra những tia chấp điện, rồi hóa thành những mũi tên nhắm về hướng đối diện bắn đi. Trong khoảnh khắc, không trung đấy lên vô số tiếng sấm vang rền, từng đạo chấp giật lên liên miên. Mà phía trước cách đó trăm trượng có một lưới kiếm tối đen lớn hơn trăm trượng cắm ngập vào một đỉnh núi. Đứng trên chuôi kiếm là một tên nam tử của ma tộc khổ gầy da rẻ đen xì. Hắn mặc một bộ áo choàng màu lục, hai tay giơ lên trôi thả ra từng đạo kiếm khí lạnh thấu xương. Mỗi thanh kiếm khí đều đài đến hơn 10 trượng, chúng tràn ngập khắp không trung nơi đó, đem các tia chớp màu bạc đang phóng tới đánh cho tan tành. Còn ở trên không trung một hồ nước có hai bóng ảnh của hai con chó sói to như tòa núi đang điên cuồng cắn xé lẫn nhau. Một con có lông màu trắng bạc, thân dài đến 300 trượng. Bốn nó chân phun gió, miệng cũng phun ra từng làn khí trắng nhẹ nhẹ. Một con thì toàn thân đen thui, hai mắt bốc lửa lập lòe, miệng nó lại phun ra từng trận sát khí. Hai con sói dương móng cào ra làm giấy lên từng âm thanh véo véo không gian phía trước liền biến thành từng lần trắng bạc như bị mạnh mẽ xé toạc ra. Chúng lại há miệng ra tác, lập tức phía trước truyền tới một tiếng nổ long trời. Một lan sóng khí mạnh mẽ tuôn ra, tạo thành những cơn lốc trắng xóa cuốn đi. Bóng của hai con sói khổng lồ cắn nhau vô cùng thảm thiết. Nhưng cho dù là vết thương mà chúng gầy ra có khủng khiếp đến mức nào, chỉ cần một trận hào quang leo lên trên thân là vết thương đó lại khôi phục lại như thường. Trận đấu điên cuồng này lan ra một phạm vi rất rộng hầu như tất cả rừng núi ở bán kính trăm dặm quanh đó đều bị san thành một vùng bằng phẳng. Ở một ngọn núi gần đó, Ngao Khiếu đang ngồi xếp bằng trong một tòa pháp trận. Hai tay lão đang bấm niệm thần chú, cặp mắt nhắm nghiền, toàn thân cũng tỏa ra từng đạo hào quang màu bạc. Các đó vài chục dặm tại ven bờ của một đầm lầy rộng đến ngàn trượng, Nguyên Sát cũng đang ngồi im lặng trong một cái hang động mới được mở ra. Bốn phía ả đều đen hun hút, chỉ có thân thể ả hiện ra từng đốm văn tự màu đen của ma tộc, chúng vẫn chấp nháy liên tục không ngừng lại ở một không gian thần bí khác có hai gã khổng lồ cao lớn đang đứng đối mặt với nhau từ xa vài dặm. Một tên có thân hình cao đến 10 trượng, làn da đỏ thấm, đỉnh đầu mọc thêm đôi sừng cong vút màu đen, hai mắt màu vàng, sau lưng là một đôi cánh bằng thịt đỏ như tiết gà. Hắn đang ôm hai tay trước ngực nhìn người đối diện, mà tên đối diện thì có làn da đen thui, thân thể như con dã nhân được khảm lên từng đạo ma văn cả màu vàng lẫn bạc. Toàn thân hắn trần trụi, duy nhất chỉ có một mảnh đã thú che ngang eo, ngoài ra không còn thêm thứ gì khác. Mà tên đã nhân này nắm chặt hai tay, hắn chừng cặp mắt to như mắt trâu nhìn đối thủ phía trước. Cả hai tên đều gườm gườm nhau trong không chung, tên nào tên nấy tỏa ra khí thế kinh người. Ở không gian giữa bọn chúng có một quái vật đỏ lòm nửa giống như vượn nửa giống như sói. Nó đang quần nhau với một con hổ màu vàng có ba đầu. Một bên tỏa ra huyết khí cuồn cuộn, thân hình con thú ở trong yêu khí giống như quỷ biến hóa không ngừng một bên lại có tiếng hổ gầm long trời, móng vuốt màu vàng nhọn hoắt bắn ra liên miên. Cả hai con đang rằng coi nhưng không thể phân cao thấp được. Dường như liên quân đã có quy định trước, hễ bản thể của ba tên thánh tổ bên ma tộc xuất hiện thì sẽ được ba vị đại thừa nhóm mạc giản ly quấn lấy. Bọn họ kiêng kỵ lẫn nhau nên không ai dám chia tay chia chân ra mà đi trợ giúp đại quân. Điều hiển nhiên đang xảy ra lúc này là hàng trăm ngàn tên ma tộc đang bị liên quân dần dần đưa vào đại trận. Nếu không có bản thể của thánh tổ ở nơi đó, một khi đại trận được kích hoạt phát ra toàn bộ uy lực. Những ma tộc đã bị hãm mình vào trong đó sẽ chết thảm là điều chắc chắn. Dường như mọi chuyện đang diễn ra theo chiều hướng có lợi cho bên liên quân. Nhưng cũng trong lúc này, dọc theo chiến trường của quân liên mình có hơn một ngàn chiếc phi xa của ma tộc tạo thành một đội ngũ. Bọn chúng đang bí ẩn bay tiến nhập vào bên trong, những chiếc phi xa đó đều có hình tam giác, toàn bộ một màu xám trắng. Mặt ngoài còn được khắc lên một loại văn tự nào đó của ma tộc giống như đám mây mù quỷ quái phía trên những chiếc phi xa chở theo gần vạn tên ma tộc. Bọn chúng đều mặc áo choàng che mặt, hai tay cũng được bịt kín, một mẫu đã cũng không để lộ ra ngoài. Chỉ duy nhất trên khuôn mặt hé ra hai con mắt đỏ au như máu. Càng đáng kinh ngạc hơn là, mặc dù nhiều tên ma tộc như vậy nhưng không hề có tiếng động nào được phát ra. Tất cả chỉ là một màn im phăng phắc, bọn chúng thật giống như những âm hồn đang di chuyển vậy. chương 2157, Đại chiến ở Mộc Tộc không ngờ tại trung tâm của đội ngũ của ma quân lại có một chiếc thuyền đen xì to gấp mấy lần những chiếc phi xa bên cạnh ma khí nhàn nhạt, nhạt bao quanh hơn nửa chiếc thuyền thấp thoáng bên trong cũng là những tên ma tộc che kín khuôn mặt trên người những tên ma tộc này tỏa ra khí thức so với những tên đang đứng trên phi xa còn mạnh mẽ hơn nhiều lần cách thành mộc nguyên còn bao lâu nữa lúc này vất vả lắm mới đem được ba gã đại thừa của đối phương tách ra ta cũng tốn rất nhiều công sức mới tránh được tai mắt của mộc tộc mà lặng lẽ quay lại linh giới cho nên lần này hành động chỉ có thành công chứ không được thất bại Phía trong của chiếc ma thuyền to lớn bỗng nhiên phát ra một giọng nói giả nua Thưa thôn thiên đại nhân, lấy tốc độ hiện tại thì đại khái còn khoảng nửa tháng nữa mới tới thành mộc nguyên Giọng nói cung kính của một gã ma tộc khác vang lên Hừ, không được, tốc độ như vậy thì quá chậm Bọn nguyên sát sẽ không thể giữ chân được ba lão quái vật kia trong thời gian dài Hãy cho tốc độ nhanh lên, 10 ngày nữa phải tới được thành mộc nguyên gốc thánh thụ ở trong thành kia đối một tộc rất quan trọng, vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi. Chỉ cần hủy diệt được nó, một tộc sẽ không còn khả năng bảo vệ phần lãnh thổ còn lại. Giọng nói già nua lại lạnh lùng phân phó, nhưng thưa thôn thiên đại nhân, tốc độ hiện tại đã là cao nhất mà Hồ Nguyệt Phi Sa có thể đạt được khi vừa bay vừa ẩn náu. Nếu làm như lời ngài nói, chỉ sợ không thể giấu giếm được tai mắt của một tộc đã bố trí. Nam tử kia lại do dự trả lời không hề gì đại quân của bọn họ đã bắt đầu tan vỡ rồi hiện tại đang rút quân và co cụm lại ở tất cả mọi nơi chúng ta chỉ cần cẩn thận chút là không có vấn đề gì và lại có ta tự mình canh giữ ở nơi này cho dù gặp phải thám tử của mộc tộc thì cũng không thể cho bọn họ còn sống để đem tin tức này trở về được giọng nói già nua vang lên lạnh lẽo nếu thôn thiên đại nhân tự mình ra tay thì tự nhiên không thành vấn đề tiểu nhân lập tức truyền lệnh này xuống tên nam tử ma tộc trở nên mừng rỡ trả lời một lát sau ma mà thuyền màu đen cùng toàn bộ phi xa phía dưới run lên tốc độ bỗng chốc tăng lên nhiều lần nhưng đồng thời cũng truyền ra tiếng vù vù trầm thấp không thể giữ được sự yên tĩnh ban đầu bảy ngày sau hàn lập đang ngồi im ở gốc cây cao chọc trời bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động hai mắt đang nhắm chặt chậm chậm hé ra dường như cùng lúc đó một nam một nữ ngồi xếp bằng nhập định ở hai bên sườn hắn cũng tỉnh lại ba người đều không nói một câu đồng thời cùng hướng một phía trên bầu trời nhìn lại chỉ vài nhịp thở sau, phía chân trời liền vang lên tiếng xé gió. Ánh sáng xanh chợt lóe, một đạo kiếm quang dài vài thước mạnh mẽ bắn tới. Cũng sau vài cái chấp động, liền hướng thẳng phía cái cây to trong khe núi mà bắn đến. Hàn lập nhíu mắt, hắn không nói lời nào, một tay hướng về xa xa khẽ phất. Một đạo kiếm sáng rực nhanh chóng bay đến phía trên khe núi, lượn vòng một cái rồi tiếp tục hướng thẳng vào một thân cây to mà bắn đi. Năm ngón tay của Hàn Lập chụp tới, ánh sáng màu xanh tắt đi trong tay hắn ngoài trừ bóng ảnh của cây kiếm nhỏ dài hơn một tấc còn có thêm cái thẻ ngọc màu trắng. Hai tay trà sát một cái, ánh sáng xanh tiêu tán đi hết, chỉ còn lại cái thẻ ngọc vừa mới bay đến kia. Hàn lập dùng hai ngón tay kẹp lấy thẻ ngọc đưa lên chán. Thần niệm nháy mắt hướng vào trong đó mà tìm tòi, bên cạnh thảo tật cùng phi tiểu tịch nhìn qua với vẻ mặt nghiêm nghị. Sau một lát sau, Hàn lập đưa thẻ ngọc xuống, thuận tay ném cho tên mộc tộc rồi nhẹ nhàng nói một lúc nữa thôi là đại quân ma tộc sẽ chính thức tiến vào đại trận, cả tòa tuyệt trận sẽ chính thức kích phát một giới lực trong nửa ngày, bắt hai phần ba ma tộc đều phải chịu chết ở trong đó. Ma tộc đúng là đã bị lừa, chỉ cần có thể đem bộ phận này của ma tộc hoàn toàn diệt sạch ở trong trận pháp như vậy, cho dù liên quân của chúng ta không thể phản công chiếm lại đất nhưng cũng làm cho nguyên khí của ma tộc trọng thương. trong thời gian tới nhất định sẽ không có cách nào phát động đợt tấn tiếp theo. Thảo tật sau khi xem hết nội dung trong thẻ ngọc trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau đó hắn đem thẻ ngọc cho phi tiểu tịch, nếu như vậy thì chúng ta dựa theo mệnh lệnh, đến đúng giờ đó sẽ điều khiển uy lực của pháp trận. Chỉ cần 36 cấm chế cùng đồng thời phát động thì khi lâm vào trong đại trận này, bọn ma tộc tuyệt đối sẽ bị giết sạch. Sau khi phi tiểu tịch hướng thần niệm vào trong thẻ ngọc đảo qua, khóe miệng cũng mỉm cười nói. Tất nhiên rồi, có điều sau khi tất cả cấm chế ở đại trận đều kích phát, chúng ta ở nơi này cũng chỉ có thể vào không thể ra. Các ngươi hãy báo cho tất cả mọi người phải thật cảnh giác đi. Hai mắt của Hàn Lập chợt lóe, hắn thản nhiên phân phó hai người kia. Được, Thảo Mỗ lập tức truyền lệnh xuống, sau đó cũng tự mình sắp xếp một vài thủ đoạn để đề phòng. Thảo Tật không lưỡng lự đáp ứng, lực lượng thủ vệ nơi này chủ yếu vẫn là người mộc tộc, vì vậy khi gã hợp thể kỳ của mộc tộc này tự động hạ lệnh xuống sẽ thích hợp hơn. Để tiểu muội đi kiểm tra lại các loại cấm chế thêm một vòng nữa, xem thử có chỗ nào còn chưa hoàn thiện không. Phi tiểu tỷ cũng chủ động đưa ra ý kiến, tốt lắm, vậy đành nhờ vào hai vị, hàn mỗ sẽ ở lại bảo vệ nơi này, nếu hai vị thấy có điều gì bất thường thì hãy báo ngay cho ta. Hàn lập gật gật đầu, hắn không phản đối gì thêm. Tiếp đó là gã to con mộc tộc và cô gái bên tộc dạ xoa liền đứng đậy rồi bay đi. Hàn lập vẫn ngồi dưới gốc cây, hai mắt hắn nhắm nghiền. Khuôn mặt hắn lúc này rất bình tĩnh, dường như việc đại quân của ma tộc sắp đến chẳng hề nằm trong lòng hắn vậy. Nửa ngày sau, trong khu vực rộng hàng trăm vạn dặm bỗng nhiên nổi lên vô số tiếng gầm rú. Ở giữa khu vực rộng lớn được 36 trận pháp bao phủ liền mọc lên vô số gốc cây to lớn. Cành lá của chúng rậm rạp sum xuê như muốn che kín cả bầu trời. Mỗi cây khi mới đầu còn có đường kính cỡ ngang vại nước, sau đó chúng điên cuồng lớn lên, trong ngay mắt đã biến thành những gốc cây cao hơn trăm trượng. Cả một vùng rộng lớn mênh mông cũng vì đó mà biến thành một biển rừng không biết đâu là bờ bến. Đối với những tên ma tộc đã bị dẫn vào trong phạm vi của trận pháp, cho dù bọn chúng có dùng pháp khí hay là vận dụng chính công phu của mình để bay lượn đi nữa, nhưng khi chạm vào tầng cấm chế vô hình, chúng đều rất từ trên cao xuống bịch bịch như bưởi mùa bão. Chỉ những tên ma tộc nào có tu vi từ luyện hư trở nên mới có thể gắng gượng lơ lửng bất động trong không trung. Nhưng để làm được như vậy chúng phải tiêu hao pháp lực rất nhiều so với bình thường, thật không cách nào bay cao được. Tuy hầu hết những tên ma tộc đều có thân thể cứng rắn, khi bị rơi từ trên cao xuống đều không việc gì. Có điều cũng vì vậy mà hàng ngũ của bọn chúng trở nên cực kỳ hoảng loạn. Khác với ma tộc, người trong liên quân các tộc đã sớm biết trước điều sẽ xảy đến ở nơi này. Khi dao động của cấm chế vừa xuất hiện, trong nháy mắt họ đã an ổn hạ xuống mặt đất mà đi. Trong biển cây bỗng nhiên lóe lên vô số hào quang màu lục. Lực lượng của liên quân ban đầu đang đông nghìn nghịt, nhưng chỉ trong phút chốc liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa cho dù là những tên ma tôn với tu vi hợp thể kỳ của ma tộc có đứng trên không trung dùng thần niệm kiểm tra khắp nơi trong biển cây kết quả là bọn chúng vẫn là trở nên kinh sợ vì phía dưới hoàn toàn không có bóng người nào hơn mấy trăm vạn gã ma tộc đang bị vây dưới rừng cây cũng không tài nào tìm ra bóng dáng kẻ địch ngay lúc này uy lực khủng bố của đại trận mới bắt đầu được thể hiện Đầu tiên là một dao động quỷ quái không cách nào hình dung nổi đột nhiên xuất hiện cùng lúc ở trung tâm của 36 pháp trận. Những dao động này nhanh chóng tràn qua khắp nơi trong biển cây. Tiếp đó là vô số đạo linh khí mang thuộc tính mục hiện ra từ các tán cây, nhưng chúng lại nhanh chóng bay đến nhập vào một vài cây lớn hơn khác. Ầm ầm ầm, thân cây lớn đang cắm chặt rễ vào mặt đất đột nhiên bay vút lên, toàn thân liền tỏa ra từng đạo hào quang xanh biếc. Thân cây liền biến thành một người gỗ cao đến cả trăm trượng mỗi nắm đấm của nó đập xuống là lại giết chết rất nhiều tên ma tộc không chỉ có mỗi như vậy những gốc cây lớn nhỏ khác ở gần mấy tên ma tộc cũng hấp thu được một ít linh khí canh lá của chúng cũng to lên rồi hóa thành những khúc gỗ to chắc đập túi bụi vào lũ ma tộc đám ma tộc không kịp đề phòng chúng liền thét lên thảm thiết lại một lượng lớn ma tộc nữa bị giết chết nhưng bị nhốt trong đại trận cũng không hề thiếu những tên ma tộc cao cấp bọn chúng phản ứng rất nhanh liền ra lệnh cho các tên ma tộc còn lại tụ tập lại thành từng tổ đội như đã được huấn luyện trước. Cả lũ cùng nhau phóng ra các loại ma khí, hoặc bày ra các loại ma trận, việc này cũng giúp cho cúng có thể tạm thời ổn định phần nào. Chỉ có điều, dù sao thì một giới 36 tuyệt trận cũng là trận pháp bảo vệ cả một tộc, vậy nên uy lực của nó sao chỉ có ngần ấy được. Gần như cùng lúc với ma quân đang định tiêu diệt người gỗ và những cây cối xung quanh, đột nhiên trên trời cao xuất hiện một cơn sóng xanh cuốn tới. Tiếp đó là cuồng phong gào thét, từng cơn lốc trắng xóa bất ngờ hiện lên, rồi chúng lại quyện vào nhau hóa thành một con rồng thật lớn. Con rồng dương nhanh múa vuốt lao thẳng về phía quân ma tộc. Khi con rồng bay qua, vô số lá cây xanh biếc bỗng dưng hiện ra trên bầu trời. Mỗi lá cây kêu lên thanh thoát, rồi hóa thành những lưỡi dao bén nhọn rồi lao xuống như mưa. Cứ như vậy, cấm chế của đại trận đã phát động tấn công tất cả là 13 lần liên tục. Mấy trăm vạn ma quân giờ đây đã chết hơn nửa, những tên còn sót lại đa phần là có thực lực kinh người, hoặc được tu sĩ cao cấp của ma tộc che chở. Nếu không chắc chắn chẳng còn ai có thể sống sót trong đợt tấn công khủng khiếp như vậy. Tuy đại trận mộc giới vô cùng lợi hại, nhưng để kích phát công kích vào nhiều ma quân cùng một lúc trên phạm vi lớn như thế buộc phải tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cho dù có vô số linh thạch, lại thêm các linh mạch và 36 gốc thánh thụ liên tiếp cung cấp năng lượng. Nhưng khi 13 đợt công kích qua đi, lúc này đại trận không thể phát động tấn công thêm nữa. Nó chỉ có thể duy trì hiệu quả bao vây ma quân rồi chậm rãi chờ đợi đến lúc năng lượng phục hồi lại. Nếu theo tốc độ hấp thu của đại trận, chắc ít nhất cũng phải nửa ngày nữa mới có thể triển khai đợt tấn công tiếp theo. Không không không, những tên ma tộc ở bên ngoài tuyệt trận chỉ thấy hào quang màu lục phía trước lóe lên. Một tấm màng thật dày xanh mướt giống như cái nắp phung rộng bằng cả bầu trời hiện lên cách ly bọn họ với những tên ma tộc phía trước. Hai nửa liền không cách nào liên hệ với nhau được, tất nhiên là bọn chúng liền trở nên kinh sợ. Vài tên ma tộc cao cấp đang dẫn dắt bọn họ đã bắt đầu cho tấn công vào màng cấm chế. Chúng nghĩ rằng với sự hợp sức của nhiều người như vậy, tin rằng lớp màng cấm chế này sẽ không thể trụ được lâu. Nhưng đúng lúc này, phía trước cái vùng to như bầu trời này lại phát ra một quầng sáng, hào quang màu trắng lóe lên, vô số pháp trận bằng ánh sáng bất ngờ hiện ra. Không ổn, phá nó đi, là truyền tống trận. Vài tên ma tộc cao cấp phản ứng rất nhanh mà hét lên kinh hãi. Chúng đã lập tức nhận ra pháp trận trước mặt là loại pháp trận nào. Chỉ tiếc là các mệnh lệnh này đã quá muộn, trong pháp trận bằng ánh sáng tỏa ra một đám hào quang màu trắng. Lập tức có vô số bóng người bất thình lình hiện lên, ùn ùn ngập trời, đông đến nỗi che kín cả một vùng không gian. Ngay sau đó, một tiếng thét vang lên, Liên Quân không chút do dự lao thẳng đến đám ma tộc còn sót này mà chém giết. Chương 2158, đại chiến ở Mộc tộc 2. Hơn phần nửa đại quân của ma tộc đều bị vây ở bên trong đại trận số còn lại ở bên ngoài vẫn tản mát không kịp hợp lại với nhau. Tuy rằng sau đó chúng lập tức tổ chức thêm lực lượng phản kích không hề tỏ ra yếu thế, nhưng sau khi giao chiến gần nửa ngày, ma trận do rất nhiều ma tộc tạo thành đã bị vô số pháp thuật và pháp khí mạnh mẽ đánh tan. Số ma tộc còn sót lại rốt cuộc không thể chống đỡ, bèn phát lệnh rút quân. Liên quân các tộc tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội đuổi giết. Toàn bộ tình thế trên chiến trường lúc này đã đảo ngược so với mấy ngày trước. Dường như khi đại quân của ma tộc bắt đầu tan tác, đúng lúc đó ở một nơi rất xa trong một căn phòng bí mật dưới đất nguyên sát đang thúc giục phép thuật biến thành hình ảnh con sói ma cùng ngao khiếu lão tổ đấu pháp bỗng nhiên bên hông có một đoàn ánh sáng trắng trói mắt trói mắt phát ra tiếp theo là liên tiếp những ký hiệu màu đen từ giữa bắn ra bay đến ngay chỗ trước mặt ả à, biến thành một dòng tin nhắn lơ lửng trên không ánh mắt nguyên sát hướng về những ký hiệu màu đen này thờ ơ đảo qua một cái bỗng nhiên sắc mặt đại biến trong miệng phát ra một tiếng kêu giận dữ sau đó thân hình mơ hồ một cái liền biến thành một đạo cầu vồng màu đen bay thẳng lên trời trong chớp mắt đã xuyên thủng nóc căn phòng bí mật biến mất không thấy bóng dáng một lát sau đạo cầu vồng bay đến phía trên của đầm lầy lơ lửng trên trời cao đến mấy ngàn trượng những ký hiệu màu đen chợt lóe ra ả à trầm ngâm rồi xoay một vòng rồi hướng phía một tộc phá không mà bay đi nhưng vào đúng lúc này một cái giọng nói nhẹ nhàng của nam tử từ một nơi rất cao từ từ truyền đến nguyên sát đạo hiếu vội vội vàng vàng như vậy rốt cuộc là muốn đi đâu vừa dứt lời trên trời cao đột nhiên vang lên tiếng sấm to một tia sáng bạc hình cung dài hơn trăm trượng bổ xuống ngao khiếu lão quỷ người dám ngăn cản ta tuy rằng nguyên sát nóng lòng rời đi nhưng đối mặt với một đòn khí thế kinh người như thế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại ả à hiện ra nguyên hình ở trên không trung đồng thời một tay giơ lên trên một đạo kiếm quang tối đen cũng dài hơn trăm trượng bổ ra một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên nó cùng với tia sáng bạc hình cung cung khổng lồ va chạm rồi cũng biến mất không thấy đâu chúng ta tranh đấu còn chưa phân thắng bại nên tại hạ muốn giữ đạo hữu lại thêm chút nữa trời cao đột nhiên rung động một đoàn điện quang không tiếng động hiện lên bên trong mơ hồ có một bóng người như ẩn như hiện gương mặt thanh tú dị thường vẻ mặt tươi cười rõ ràng chính là ngao khiếu lão tổ hừ xem ra các người đã sớm chuẩn bị kế hoạch rất tốt chuẩn bị đem ba người chúng ta tất cả đều cầm chân ở trong này nhưng đừng vui mừng quá sớm, tính toán và kết quả nó là hai thứ khác nhau. Khuôn mặt nguyên sát tràn đầy vẻ giận dữ, miệng ả quát lên, một tay bấm một tay niệm thần chú. Đầu vai nhoáng lên một cái sau liền huyễn hóa ra hơn 10 đạo hư ảnh giống hệt nhau, chia ra các hướng khác nhau mà bắn đi. Còn muốn chạy, không phải dễ dàng như vậy đâu, đứng lại cho ta, cấm, ngao khiếu lão tổ thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, nhưng hét lớn, một ngón tay chỉ thẳng lên trời cao trong phạm vi 10 dặm trên trời đột nhiên run lên, vô số thiên địa nguyên khí cuồn cuộn hợp lại. Từ giữa không trung hiện ra một cái bát ngọc màu trắng khổng lồ hướng phía dưới chụp xuống. Trong bát ánh sáng năm màu mờ mờ chấp động, mơ hồ có thể thấy được vô số ký hiệu lớn không ngừng quay cuồng. Đồng thời từ giữa phun ra một cỗ lực lượng làm cho không khí như đông cứng lại. Phía dưới bao phủ không gian nhất thời một trận vù vù, hư không như đúc hồ sau, phạm vi trăm dặm đại địa một trận đất rung núi chuyển, nhưng lại trực tiếp trầm hạ mấy trượng có thừa. Mười đạo hư ảnh của nguyên sát cùng bị giữ lại trong đó. Chúng không kịp phòng bị, độn quang đều chậm lại, độn tốc trở nên trì hoãn gấp nhiều lần bên ngoài. Mà lúc này ngao khiếu lão tổ mới cười hi hi, một bàn tay hướng lên đỉnh đầu sờ một cái, hơn 10 tia sáng trắng đông loạt phun ra từ thiên linh cái, biến thành hơn 10 đạo hào quang bắn tới những hư ảnh của nguyên sát. Chỉ thấy những ánh sáng trắng đó đang bay trên đường liền xoay một vòng rồi biến ảo thành hơn 10 con sói màu trắng rồi tiếp tục hướng tới 10 cái hư ảnh mà bay đến. Hư Ảnh Nguyên Sát nổi cơn giận dữ, trong tay ma khí cuồn cuộn, đều tế ra các loại ma khí bay đến hòng ngăn cản. Trong lúc nhất thời, Ngao Khiếu lão tổ cùng Nguyên Sát Thánh tổ lại một lần nữa nổ ra đại chiến. Chẳng qua lúc này so với lúc trước, độ kịch liệt hoàn toàn bất đồng. Nhưng hai người tu vi thực lực hơn kém nhau không bao nhiêu nên muốn phân ra thắng bại, hiển nhiên không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Hơn nữa không riêng gì Nguyên Sát bên này, hai gã thánh tổ của ma tộc còn lại sau khi thu được tin tức bất lợi của đại quân ma tộc cũng bị mạc giản ly cùng tu sĩ đại thừa của tộc giả xoa cuốn lấy gắt gao. Dù có hết sức kinh sợ, nhưng cũng không thể làm được điều gì khác. Cùng lúc này, thừa dịp công kích của đại trận tạm thời dừng lại, hơn 10 cỗ hóa thân của thánh tổ, các tên ma tộc cao cấp cùng với đại quân đều chia nhau ra mà hành động. Đối bọn họ mà nói, nếu không nhân dịp này mà phá hủy đại trận của mộc tộc. Một khi trận pháp này khôi phục năng lượng, phát động công kích thì sợ rằng lực lượng của bọn chúng sẽ đi mất thêm một nửa nữa. Dù sao nếu số người giảm bớt, công kích của đại trận cũng sẽ mạnh dần lên. Cấm chế công kích càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Đợi sau khi tất cả ma quân bình thường đều bị giết chết, lúc đó mục tiêu của trận pháp sẽ là chính những tên ma tộc cao cấp này. Cho nên họ biết dẫu có gian nan vô cùng, nhưng cũng không thể không liều mạng xông vào nơi trung tâm để tìm phương pháp pháp vỡ tòa đại trận. Hơn 10 tên ma tộc có cấp bậc luyện hư đang được dẫn dắt bởi một gã ma tôn có cái đầu như đầu trâu. Bọn chúng đang bay trên một mảng rừng, cặp mắt của ai nấy đều láo liêng dò xét xung quanh, có vẻ như cả đám đang cực kỳ cẩn thận. Cũng không trách bọn chúng được, ở trong những đại trận khủng bố như một giới này, tuy nó không chủ động tấn công nhưng các loại cấm chế thì vẫn tồn tại nhan nhản. Một khi gặp phải, cho dù là tu sĩ có tu vi ma tôn ngã xuống cũng không phải là chuyện lạ. Huống chi ở trong cấm chế của đại trận, thần niệm của bọn họ không thể quan sát xa hơn 100 trượng được. Điều này làm cho những tên ma tộc cao cấp mới bị tách khỏi đại quân này càng thêm thận trọng. Bay một mạch hơn trăm dặm mà không gặp chuyện gì, nên những tên ma tộc này thở phào nhẹ nhõm. Vẻ nghiêm trọng ở tên ma tôn cầm đầu cũng thả lỏng hơn vài phần. Mắt thấy bọn hắn sắp sửa bay qua một ngọn núi nhỏ. Bỗng nhiên không gian ở trước mặt một tên ma tộc hơi dao động, một đạo hào quang bén nhọn hiện ra, hắn chỉ kịp thét lên, không ổn. Nhưng không đợi cho hắn kịp phản ứng, tia sáng sắc nhọn cuốn tới, cổ hắn chợt mắt lạnh, cái đầu cũng nhanh như chớp rơi xuống. Phốc véo một đoàn khí đen nhánh bao lấy cái nguyên anh trong cỗ thi thể không đầu chui ra rồi hướng phía xa bay đi. Nhưng tia sáng sắc bén kia lại lao tới bao vây chặt chẽ lấy cái nguyên anh. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, lúc này cái nguyên anh màu đen đã bị gọt nát rồi hoàn toàn tan biến trên thế giới. Những tên ma tộc khác đều trở nên kinh hãi, bọn chúng liền xuất ra ma khí để phòng hộ. Mà đúng lúc này, không gian quanh đó hiện ra chi chít từng tia sáng sắc bén giống hệt cái lúc trước, ước chừng có khoảng hơn trăm đạo như thế. Ánh mắt tên Ma Tôn cầm đầu lóe lên, hắn cẩn thận quan sát. Thì ra đây là những thanh kiếm màu vàng lợt dài cỡ một thước. Thanh nào thanh nấy đều tản ra khí thể khiến người ta kinh hãi. Cẩn thận, đây là uy lực của một kiếm, nó tuyệt đối không thua một kích toàn lực của tu sĩ luyện hư kỳ đâu. Gã Ma Tôn này hô to, hắn vội vàng điều động pháp lực trong toàn thân chút vào một bảo vật phòng hộ có hình dáng giống như chiếc ô. Kiện ma khí mà lục nhạt này trở nên sáng rực rỡ. Tiếp đó nó hóa thành một bóng ảnh rồi đem tên ma tôn che trở vào trong. Đúng lúc đó, từng tia sáng sắc nhọn ở khắp nơi ông ông lên mà lao đến. Những tên ma tộc khác vô cùng hoảng sợ, chúng liều mạng điều khiển các loại bảo vật ra chống đỡ. Trong khoảnh khắc, nơi đây liền trở nên hỗn loạn, bốn phía đều có hào quang ngang dọc, kiếm khí bay loạn khắp nơi. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của ai đó. Chỉ vài nhịp hít thở sau, tất cả những tia sáng bén nhọn đều bất ngờ biến mất không thấy đâu nữa. Giờ đây lơ lửng ở giữa không trung chỉ chơi trọi lại một bóng người, còn những tên ma tộc khác đều đã biệt tâm biệt tích. Nhưng khi nhìn xuống cánh rừng, chỉ thấy bên dưới được nhuộm đỏ một màn mưa máu. Sắc mặt gã ma tôn đầu châu tái nhợt, bỗng hắn há miệng phun ra từng ngụm máu đỏ tươi. Bóng ảnh lục nhạt của chiếc ô đang bao phủ hắn cũng trở nên ảm đạm không còn vẻ sáng bóng nữa. Gã ma tôn đành cười khổ, hắn lấy cái bình từ trên người đổ ra một viên thuốc to như hạt nhãn rồi nhanh chóng nuốt vào. Bàn tay khẽ phất lên, bóng ảnh của chiếc ô chấp động, sau đó nó hóa thành một chiếc ô nhỏ trong lòng bàn tay gã. Lúc này nhìn kỹ còn thấy trên chiếc ô hiện thêm vài vết rách. Gã ma tôn đầu trâu nhìn xung quanh, sắc mặt cũng trở nên phân vân. Nhưng sau khi thở dài một hơi, hắn cất chiếc ô trên tay đi rồi thay đổi phương hướng về một nơi sâu hút trong đại trận chậm rãi bay đi. Ở gần một dải núi khác hiện ra ba gã ma tôn đang điều khiển những kiện ma khí có đẳng cấp ngang với thông thiên linh bảo, chúng phối hợp với nhau để ngăn chặn với vô số lưỡi dao sắc bén đang chém tới rồi hướng về nơi trung tâm của giải núi mà bay đi đột nhiên thiên địa nguyên khí trên đầu chúng trở nên dao động một pháp trận bằng ánh sáng màu vàng rộng đến mấy mẫu đột một hiện ra sau khi phát ra một tiếng sấm vang rền từ giữa pháp trận phun ra vài cột sáng vàng rực ba gã ma tôn liền trở nên kinh hãi chúng hét lên đem những kiện ma khí đang tỏa ra khí đen ngùn một phóng vút lên trời những kiện ma khí liền hợp lại với nhau rồi biến thành một bức hoa văn hình thái cực bảo vệ kín mít phía trên. Ầm ầm ầm, những cột sáng chói mắt màu vàng đồng loạt đánh tới đem thái cực đồ phía dưới tập cho tan nát. Ngay cả ba gã ma tôn cũng bị bao phủ vào trong đó. Đúng lúc này ánh sáng màu vàng lại biến mất, nhưng cũng không thấy tăm hơi của ba tên ma tộc đâu nữa. Cùng lúc đó, ở cạnh một gốc cây khổng lồ bên trong trung tâm dãy núi có mười mấy người mộc tộc đang điều khiển một pháp trận huyền diệu gọi là Bách Dư Danh Mộc Tộc hiện giờ ai nấy cũng đều thở phào vui mừng. Hàn Lập ngồi lặng im bên dưới gốc cây chọc trời, bỗng nhiên thân cây tỏa ra hào quang màu xanh chấp động, từng tràng âm thanh ông ông kèm theo vô số ký hiệu năm màu sáng rực xuất hiện. Cuối cùng cũng có ma tộc tới đây, xem ra tu vi cũng không kém, nếu không thân cây sẽ không phát ra tín hiệu báo nguy này. Hai mắt của Hàn Lập từ từ hé ra, hắn lẩm bẩm một mình. Chương 2159, đại chiến ở Mộc tộc 3 đúng lúc này trên bầu trời xuất hiện thêm hai đạo hào quang đang bay đến mỗi người thảo tật và phi tiểu tịch đều hóa thành một đường cầu vồng sau khi chớp động vài cái bọn họ liền đáp xuống bên cạnh gốc cây hàn huynh linh thụ đang báo nguy chắc là có người đã tới giải núi này chẳng biết có phải là hóa thân của thánh tổ hay không đây thân hình gã mộc tộc cao to hiện ra từ trong làn hào quang hắn vội vàng hỏi lần này các hóa thân của thánh tổ được điều động đến không ít nhưng so bị lọt vào tòa đại trận này chắc không có bao nhiêu đâu. Ta nghĩ đây có thể là tên ma tôn nào đó mạnh hơn bình thường mà thôi. Phi tiểu tịch bất ngờ xuất hiện bên cạnh Hàn Lập, cô ả lạnh lùng nói. Có đúng là hóa thân của thánh tổ hay không, chúng ta chỉ cần dùng năng lực của pháp trận kiểm tra là được. Hàn Lập thản nhiên nói, tiếp đó hắn bấm niệm thần chú, bàn tay phất lên đánh ra một đạo hào quang màu xanh về gốc cây. Một tràng âm thanh ông ông vang tới, gốc cây khẽ rung, theo đó pháp trận cũng được kích phát từ bốn phương tám hướng đồng thời ban tới hơn 10 tia sáng. Chúng lóe lên rồi lướt về gần chỗ nhóm người Hàn Lập đang đứng, sau đó ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng mênh mông. Mười ngón tay của Hàn Lập múa như chớp bắn ra hơn 10 loại pháp quyết với đủ các màu sắc, tất cả đều nhập vào quả cầu. Đồng thời hắn thét lên một chữ, ngưng. Trong phút chốc, quả cầu ánh sáng có đường kính khoảng một trượng xoay tròn, sau đó nó lại biến ảo thành một khối cầu trong suốt. Khối cầu trơn bóng như gương, trên 10 mặt cắt bên ngoài, mỗi mặt đều có gì đó thoát ẩn thoát hiện. Rõ ràng nó đang chiếu các khung cảnh ở xung quanh dải núi này. Hàn lập khẽ nhíu mày, tiếp đó hắn há miệng phun ra một đạo linh khí cực kỳ tinh thuần nhập thẳng vào khối cầu phía trước, ngón tay hắn cũng chỉ tới. Ngay lập tức các mặt kính phía ngoài của quả cầu bị mơ hồ đi, tựa như có vô số các cảnh tượng cứ liên tục hiện ra. Tốc độ của chúng cực nhanh, nếu dùng mắt thường chắc chắn không thể nào nhìn rõ được. Nhưng ba người ở đây không ai là bình thường cả chẳng những hàn lập liên tục đang quét ánh mắt lên các mặt kính mà ngay cả phi tiểu tịch cùng với thảo tật cũng đang nhím chằm chằm vào khối cầu chỉ cần vài nhịp thở trôi qua hàn lập khẽ quát rồi phất nhẹ tay áo về khối cầu quả cầu liền rung lên sau đó nó chậm rãi dừng lại ngay lập tức các cảnh tượng trên các mặt kính khác nhau đều biến mất lúc này chỉ còn một mặt kính duy nhất nó nhanh chóng phình lên chẳng mấy chốc đã bao kín toàn khối cầu trên quả cầu đang phát ra ánh sáng rất rõ ràng là bầu trời phía trên một mảng rừng ở gần với dải núi này nơi đó có bảy tên ma tộc đang lơ lửng trong không trung ba gã có tu vi hợp thể bốn tên còn lại có tu vi luyện hư bảy tên ma tộc này vừa mới chạm phải một cấm chế ở gần đó bọn chúng đang bị hàng trăm ngàn tia chớp tấn công không ngừng mà tên ma tộc cao lớn có khuôn mặt dữ tợn trong đó đang điều khiển cái gương đồng to khoảng hơn một thước từ trong chiếc gương phun ra những tia sang tối đen như mực chúng quện lại với nhau tạo thành cơn lốc xoáy cuồn cuộn, cuộn mỗi khi có tia chấp nào chạm vào nó đều nhẹ nhàng tiêu tan như tuyết gặp nắng xuân hơn phân nửa số công kích của cấm chế cứ thế mà bị hóa giải đi những tia chấp còn lại không đủ sức tạo ra uy hiếp đối với những tên khác bọn chúng liền dùng vài món ma khí nhẹ nhàng hóa giải hết sạch ba gã ma tôn hai tên là hợp thể trung kỳ một tên có tu vi hợp thể hậu kỳ còn bốn tên luyện hư còn lại có khí thức rất kỳ quái hình như bọn chúng không phải là ma tộc bình thường phi tiểu tịch lạnh lùng nối hình dáng của bốn tên luyện hư đó khá giống nhau, mà công mà chúng sử dụng cũng cùng một loại, lại còn tinh thông cách đánh phối hợp, có lẽ xuất thân của chúng từ cung một chủng tộc. Mà ba gã ma tôn này chắc chắn là có bảo vật quý giá, nếu không thì chúng đã bị cấm chế đánh thành cho bụi rồi, sao có thể dễ dàng đến đây được. Thảo tật cẩn thận nhận xét, ồ, theo hai vị thì nên xử lý chúng thế nào đây? Chỉ sợ các cấm chế bình thường sẽ không làm khó chúng được. Hàn lập cười khẩy không đưa ra ý kiến mà lại hỏi. Nếu chúng ta không ở trong khu vực của mắt trận mà là khu vực bình thường khác thì chỉ việc vận dụng vài loại cấm chế là có thể giết chết mấy tên hợp thể kỳ. Nhưng lúc này mắt trận đang tích lũy năng lượng cho cả tòa đại trận nên cần phải hạn chế việc sử dụng cấm chế. Sợ rằng chúng ta sẽ phải tự mình ra tay mới được. Tên mọc tộc to con cân nhắc rồi trả lời. Ba người chúng ta đồng loạt ra tay chắc chắn có thể chặn được ba tên ma tôn kia. Bốn tên có tu vi luyện hư còn lại thì hãy giao cho những người khác đi. Không phải là chúng ta cũng có đến hơn 10 thuộc hạ có tu vi luyện hư hay sao? Vẻ mặt của Phi tiểu tịch lạnh băng, bốn tên ma tộc đó đều có tu vi là luyện hư hậu kỳ đại thành, hơn nữa chúng lại biết cách đánh phối hợp, thật khó đoán được thực lực của chúng sẽ như thế nào. Thuộc hạ của chúng ta chỉ là những tên có tu vi luyện hư kỳ bình thường, e rằng không thể ngăn cản được bốn tên ma tộc này đâu. Thảo tật lắc đầu không đồng tình, ngăn không được cũng không sao, không phải chúng ta vẫn có cấm chế hỗ trợ đó ư? tuy rằng không thể vận dụng vài loại cấm chế lợi hại nhất nhưng những cấm chế bình thường vẫn có điểm hay của nó dưới sự hỗ trợ của pháp trận chẳng nhẽ bọn chúng không thể quấn lấy kẻ địch sao phi tiểu tịch tỏ ra đã đoán trước được nếu có cấm chế hỗ trợ thì lại là chuyện khác hàn huynh ngươi thấy sao thảo tật cân nhắc một lúc sau khi cảm thấy không có vấn đề gì cũng liền đồng ý chỉ sợ có trận pháp giúp đỡ nhưng mấy tên thuộc hạ của chúng ta cũng không thể ứng phó với bốn gã ma tộc có tu vi luyện hư này được nếu ta nhìn không nhầm thì bốn tên bọn chúng vốn là một thể thống nhất, chắc là bọn chúng đã thi triển ma thuật nào đó mới biến ảo thành như vậy. Một khi chúng hợp lại với nhau, tin rằng thần thông sẽ lớn không thể coi thường được. Như vậy bốn tên này cứ giao cho Phi Tiên Tử tiếp đãi sẽ tốt hơn. Ngoài ra nơi mắt trận này cũng không thể không có người trông coi phòng ngừa người khác đánh lén. Thảo Tật đạo hữu hãy ở lại trông chừng pháp trận đi, còn ba tên ma tôn còn lại cứ giao cho ta là được." Hàn Lập trầm ngâm rồi lạnh nhạt nói, "Hả? không phải là Hàn Huynh đang nói đùa chứ. Tuy ba tên ma tôn kia có tu vi không bằng Huynh, nhưng khi bọn chúng phối hợp với nhau chắc chắn sẽ không dễ đối phó đâu. Gã mộc tộc cao to giật nảy mình, phi tiểu tịch liền tỏ vẻ kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ mà quan sát Hàn Lập. Yên tâm, tất nhiên ta phải nắm chắc thì mới nói như vậy. Giải Huynh, người cũng ra đây đi. Hàn Lập mỉm cười rồi quay mặt về phía gần đó nói. Vừa dứt lời, bên cạnh Hàn Lập giấy lên làn dao động nhẹ. Một bóng người màu trắng lẳng lặng hiện ra, hơn nữa khí tức trên người hắn còn mạnh mẽ không thua gì so với Hàn Lập. Đúng là giải đạo nhân, hợp thể hầu kỳ, vị đạo hữu này không phải là người vẫn bên cạnh Hàn Huynh sao. Thảo tật cùng phi tiểu tích thấy được hình dáng của giải đạo nhân, lại cảm ứng được khí thế mạnh kinh người của hắn, cả hai không khỏi há mồm trợn mắt. Nếu ta cùng giải huynh phối hợp với nhau, như vậy hai vị còn thấy vấn đề gì không? Hàn lập không thèm để ý mà chỉ cười há há, tất nhiên là không có vấn đề gì rồi thì ra là các vị tiền bối còn âm thầm sắp xếp người khác có giải huynh ra tay thì sẽ tuyệt đối không gặp chuyện gì sai sót được thảo tật nhanh nhỏ ôm quyền vẻ mặt hắn đầy nét tươi cười nếu là hàn huynh cùng giải huynh ra tay tất nhiên tiểu muội cũng không có ý kiến gì phí tiểu tịch thở dài vẻ mặt ả à cũng trở nên kỳ quái hiển nhiên hai tên tu sĩ hợp thể kỳ này đều nghĩ rằng mấy vị đại thừa trong liên quân đã âm thầm sắp xếp cho giải đạo nhân vào đây mà từ khi xuất hiện Giải đạo nhân chỉ bình tĩnh đứng ở bên cạnh Hàn Lập, hắn không hề mở miệng nói lời nào. Hàn Lập cũng không giải thích gì thêm, ánh mắt của hắn lại nhìn thoáng qua hình ảnh đang hiện ra trên khối cầu trong suốt. Lúc này bảy tên ma tộc dưới uy lực của tên có mặt mũi hung tợn làm chủ, bọn chúng đã đem sấm chấp ở gần đó quét sạch rồi đang từ từ bay về gần phía trung tâm của dãy núi. Thảo đạo hiếu, người hãy mau chóng khởi động cấm chế điên đảo hoán hình ngũ nhạc đem bọn chúng tách ra. Sau đó cứ hành động theo kế hoạch đã nói chúng ta cũng nên bắt đầu thôi hàn không hề do dự ra lệnh được hàn huynh cứ đi trước đi tại hạ lập tức khởi động cấm chế đây thảo tật há to miệng đáp ứng thân hình hắn chấp lên rồi xuất hiện trong trung tâm tòa trận pháp ở ngay trước gốc cây khổng lồ đôi mắt của hắn khép lại hai tay bấm quyết miệng cũng lẩm nhẩm tụng niệm bốn phía xung quanh tòa pháp trận còn có thêm hơn trăm tên mộc tộc quanh thân bọn họ cũng có hào quang chấp động tất cả đều đang hỗ trợ niệm thần chú đi thôi hàn lập ra lệnh hào quang trên người bọn họ lóe lên, cả bọn liền hóa thành ba đạo cầu vòng bắn thẳng về nơi có mấy tên ma tộc. Đúng lúc này, ở đỉnh núi gần đó cũng có thêm hơn 10 vệt sáng đài đến mấy trượng bay theo sát ba người bọn họ. Đó là hơn 10 vệ sĩ có tu vi luyện hư kỳ vừa được hàn lập truyền âm tới. Bảy tên ma tộc đang hóa thành bảy cơn gió màu đen từ từ bay về trung tầm dãy núi. Tên ma tôn có mặt mũi dữ tợn kia vẫn chưa cất cái gương đồng đi. Ngược lại hắn còn để nó bay lơ lửng ở trước ngực thỉnh thoảng nó lại chiếu ánh sáng tới một nơi bất kỳ nào đó trong không trung. Chiếc gương này dường như có khả năng khám phá cấm chế. Không ổn, các vị đạo hữu hãy cẩn thận. Bỗng nhiên gương đồng hướng về một nơi trong không gian, bề mặt nó tỏa ra ánh sáng mau bạc đến chói mắt. Gã ma tôn có bộ mặt dữ tợn thấy vậy liền kinh hãi thét lên. Mấy tên ma tộc phía sau cũng giật mình, quanh thân chúng liền tỏa ra khí đen cuồn cuộn, các loại ma khí cũng được thả ra. Nhưng chưa đợi những tên ma tộc này kịp hành động gì thêm khu rừng phía dưới bỗng nhiên tỏa ra hào quáng màu lục sáng chói một cái pháp trận bằng ánh sáng phẳng phất hiện ra, sau đó nó phun tới một giải mây năm màu. Không ổn, tránh mau đi, bọn chúng la lên thất thanh, giải sáng nháy mắt đã cuốn đến. Ngay sau đó là vô số ký hiệu màu xanh tuôn ra, đem bảy tên ma tộc bao vây vào trong đó. Phá cho ta, tứ tượng đồng khí, trong đám mây, gã ma tộc có khuôn mặt hung tợn vội vàng cầm lấy chiếc gương dơ lên cao, lập tức từ trong nó qua ra từng chùm sáng màu đen. Mà bốn gã luyện hư có đáng vẻ hao hao giống nhau kia cùng hét lên. Trên người bọn chúng lập tức tỏa ra hào quang màu đỏ đến chói mắt. Ầm, tiếng nổ long trời vang lên, một cột sáng màu đen chợt xuyên ra, ngay phía sau là một bóng người loạn choạng phóng theo. Đúng là gã ma tộc có vẻ mặt hung ác, nhưng ngay lúc đó, trận pháp bằng ánh sáng phía dưới cũng lập tức phát ra một tràng tiếng phạn rồi mau chóng tan đi. Nơi này giờ đây chỉ còn lại mỗi một bóng hình của gã ma tộc đơn độc. Thay hình đổi chỗ. Tên ma tộc này nhìn xuống trận pháp đang bắt đầu tan đi phía dưới, hắn liền trở nên cực kỳ kính sợ mà thốt lên. Đúng vậy, không ngờ các hạ lại là người rất am hiểu về trận pháp. Xem ra người có thể đến được nơi này cũng không hẳn chỉ dựa vào bảo vật. Một giọng nói lạnh nhạt từ nơi rất xa nào vang đến. Ở cuối chân trời có hào quang màu xanh lóe lên, rồi hóa thành giải cầu vòng xanh biết mau chóng lao tới. chương 2160, Đại chiến ở Mộc Tộc 4, Tên ma tộc có khuôn mặt hung ác không nói nhiều lời mà cầm chiếc gương đồng ném thẳng lên không trung. Tiếp đó hắn lại há miệng phun ra một ngụm máu, hóa thành một mảng xương máu chui thẳng vào chiếc gương. Chiếc gương liền phát ra những âm thanh vù vù, trong vầng hào quang đang bao bọc xung quanh, nó hơi mờ nhạt đi, rồi lại biến ảo thành một cái đầu quỷ dữ tợn to như cả căn nhà. Hai con mắt trên khuôn mặt quỷ nhắm nghiền, nó đang nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung. Tên ma tộc mặt xanh hét lên, hắn phất tay về phía đầu lâu quỷ trong không trung hai mắt trên mặt quỷ lập tức hé mở bên trong cặp mắt tràn ra từng tia ánh sáng màu đen đến chói mắt đồng thời từ miệng nó còn phát ra tiếng cười lạnh lẽo khiến người ta phải nổi gai ốc nhưng ngay sau đó cái miệng to tướng của nó đột nhiên há lớn tiếp theo là một quầng lửa màu đen từ trong đó phun ra che kín cả một vùng trời rộng lớn phía trước cả vệt hào quang màu xanh đang phóng tới cũng không kịp đề phòng chỉ nháy mắt đã bị biển lửa báo kín vào trong đó đúng là muốn chết mà cho dù có thông thiên linh bảo để phòng vệ đi nữa những khi bị thiêu trong diêm đô ma viêm này thì không ai có thể chịu noi quá nửa khắc đâu. Tên ma tộc có khuôn mặt hung tợn vừa bấm niệm thần chú điều khiển ngọn lửa, hắn điên cuồng cười khinh miệt. Lúc này tất cả những ngọn lửa quỷ quái màu đen đã ngưng tụ lại thành một đoàn, rồi bốc cháy vút lên cao như một cây cột bằng lửa vậy. Cả cột lửa đang không ngừng gắt gao bao lấy quần hào quang màu xanh mà thiêu đốt. Thật sao, nếu những người khác bị ngọn lửa này bảo vây chỉ sợ sẽ không chịu đựng nổi bao lâu. Nhưng đối với ta muốn thoát ra lại dễ như trở bàn tay thôi. Từ trong cột lửa truyền ra một âm thanh lạnh nhạt, tiếp đó là tiếng chim hót trong trẻo vang tới, một quầng lửa màu bạc bùng lên. Dường như ngọn lửa màu bạc không xém cột lửa màu đen vào đầu, nó khẽ chấp lên đã xuất hiện trên đỉnh cây cột, rồi một tiếng phốc vang lên, quầng lửa màu bạc liền biến thành một con chim to đến 10 trượng. Con chim này tỏa ra ánh sáng màu bạc đến chói cả mắt, nó giang hai cánh ra, từng sợi lông vũ trên người khua lên làm không gian trở nên dao động kịch liệt nhiệt độ cũng mau chóng tăng theo khắp nơi xung quanh cũng trở thành một lò lửa tỏa ra từng mảng sáng đỏ bừng từ xa nhìn tới liền có thể thấy trên cột lửa đen bỗng chốc xuất hiện thêm một vầng mặt trời màu bạc không ổn tên ma tộc mặt xanh mét thấy cảnh này liền dùng mình hắn vội vàng bấm niệm pháp quyết để thi triển loại biến hóa khác nhưng đã quá muộn chỉ thấy con chim lửa màu bạc vươn cổ gáy vang sau đó bất ngờ nó mổ thẳng xuống một màn không thể tin nổi cột lửa bên dưới nhanh chóng nhỏ dần lại nó hóa thành vô số sợi sáng màu đen lũ lượt kéo nhau bay vào miệng của con chim. Khoảng vài nhịp thở trôi qua, cột sáng to lớn lúc này đã trở nên rất mỏng, ở bên trong cũng hiện ra một bóng người mau xanh mờ nhạt. Người này vẫn chưa sử dụng thêm bất kỳ loại bảo vật gì, hắn chỉ thả ra một quầng sáng bảo vệ xung quanh rồi đứng lẳng lặng trong không trung. Dù vậy nhưng đám lửa quỷ quái màu đen còn sót lại cũng không cách nào xâm nhập vào quầng sáng được. Gã ma tộc có khuôn mặt xanh ngắt thấy vậy liền như hít phải một ngụm khí lạnh, hắn không dám tin vào mắt mình nữa không ai có thể hiểu nổi sự lợi hại của loại ma diễm này bằng hắn mà người trước mặt chỉ cần thả ra một màn hào quang bảo vệ đã có thể ngăn cản được ngọn lửa trong đầu hắn không khỏi băn khoăn liệu kẻ đứng trước mặt mình có phải là một gã đại thừa nào đó không sợ rằng chỉ có những tên quái vật sống đã không biết bao vạn năm mới có được thần thông kinh khủng đến mức này chẳng nhẽ đối phương đúng là một lão quái vật như vậy mà mình cũng thật xui xẻo khi gặp phải loại này cho dù hắn không phải là tu sĩ đai thừa kỳ nhưng mình tuyệt đối không thể ngăn cản được gã ma tộc nghĩ đến đây vẻ mặt liền trở nên càng tái nhợt toàn thân ướt đầm mồ hôi hắn nhảy đựng lên ngón tay điểm một cái về phái đầu quỷ trong miệng cũng hét lên một chữ bảo sau đó thân hình của hắn nhoáng lên hai tay lật ngược về phía sau một cách rất quỷ quái rồi phát ra hai tiếng phốc phốc tiếp đó một màng xương mau hiện ra bao lấy toàn thân gã ma tộc vào trong đó lúc này trên mặt quỷ giữa không trung bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều vết rách khuôn mặt ở trong làn hào quang màu đen nhanh chóng vỡ nát từ trong đó bắn ra vô số sợi tim màu đen chúng chít chít kéo nhau lao tới phía trước nhìn lại thật giống như một tấm lưới che kín bầu trời đang lao đến vậy mà bóng người màu xanh vừa đuổi đến chính là hàn lập huyết ảnh đồn, hắn vừa thấy gã ma tộc hành động như vậy hai mắt liền nhíu lại trong miệng cũng thì thào một tiếng một tay của hắn phất nhẹ lên trời còn cánh tay kia lại hướng về phía xa mà rung lên. Bóng ảnh một bàn tay màu vàng lớn khoảng một mẫu hiện ra trong không trung. Nó xòe rộng năm ngón đón lấy tấm võng đang lao xuống. Xoạt, vô số sợi ti màu đen bị bàn tay hất văng ra xa mà đứt vụn. Tấm võng lớn cũng lập tức bị xé rách một cách dễ dàng như vậy. Mà từ trong cổ áo bên tay còn lại của Hàn Lập lại phát ra tiếng sấm nhỏ. Tiếp đó là một tia chớp màu vàng rực phun ra, nó lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, chỉ còn chốc lát nữa thôi là tên ma tộc đang được bao bọc trong màng xương máu sẽ bay vọt đi. Nhưng lại có tiếng sét vang lên, một tia chớp màu vàng bất thình lình hiện ra ngay trên màn xương, tia chớp lập tức bổ xuống với tốc độ không thể tin nổi. Tên ma tộc mặt xanh chỉ cảm thấy trước mặt vàng rực, màn xương máu trên đầu cũng rung lên, ánh sáng màu vàng không chút nể nang đập thẳng xuống đỉnh đầu hắn. Gã ma tộc không có thi triển huyết độn thuật nữa, thân hình hắn mở đi rồi vội vàng bắn vọt về phía sau. Chẳng những vậy hắn còn há miệng phun ra một cây phi đao vàng trói mắt chém thẳng vào tia chớp. Ầm ầm, tia chớp chợt lóe lên rồi tan biến, nhưng ngọn đao màu vàng sau khi gào thét lên cũng mở nhạt đi rồi bật ngược lại. Lấy tu vi hiện giờ của Hàn Lập thì khả năng khắc chế ma khí của Ích Tà Thần Lôi đã được phát huy hoàn toàn. Mà tâm thần của gã ma tộc mặt xanh có liên hệ với lưỡi phi đao. Lúc này đã mặt của hắn đã chuyển sang tái nhợt, miệng hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng dù vậy thì màn hào quang màu đen quanh thân lại sáng chói. Hắn liền hóa thành một đạo cầu vồng tiếp tục bay vọt về phía sau, ngay cả cây đao đang rơi xuống kia cũng không dám để ý. Khá lắm, xem ra người cũng rất quyết đoán, nhưng chỉ với phương pháp trẻ con này thì không thể trốn thoát khỏi tay ta được. Hai mắt của Hàn Lập sáng lên, vẻ mặt vẫn lạnh băng không chút biểu cảm, bàn chân cũng khẽ nhón về phía trước. Chân còn chưa đặt xuống, phía dưới đã vang lên từng tràng sấm vô số tia chắc màu bạc lấy chân hắn làm trung tâm lan ra bốn phía, đan kín vào nhau. Trong nháy đã hình thành một pháp trận màu bạc lớn khoảng một trường. Bàn chân vừa dẫm xuống pháp trận bằng sấm sét, ngay lập tức thân hình của Hàn Lập đã biến mất không thấy đâu nữa. Về cầu vồng phía xa trong nháy mắt đã bay ra ngoài mấy trăm trường. Gã ma tộc mặt xanh trong vầng hào quang vừa kịp thở một hơi, sắc mặt cũng đang dần khôi phục lại. Nhưng đúng lúc này lại có một tiếng sấm vang lên, không hiểu từ đâu phía trước lại xuất hiện thêm một tòa pháp trận bằng những tia chớp màu bạc. Dường như cùng lúc với tòa pháp trận, thân hình của Hàn Lập cũng nhoáng lên rồi hiện ra ngay trong trung tâm. Không tốt, gã ma tộc mặt xanh trở nên sợ hãi, hào quang quanh thân lại lóe lên, hắn muốn quay đầu bay qua hướng khác. Nhưng lúc này sau lưng của hắn lập lại vang lên từng tiếng vù vù, tiếp đó là pháp tướng ba đầu sáu tay hiện ra. Sáu con mắt trên ba cái đầu cùng lúc mở lớn, sáu cánh tay của nó cũng khua lên. Sáu thanh kiếm dài đến cả trượng tỏa ra ánh sáng màu vàng rực rỡ hiện lên trên cánh tay, rồi nhắm về phía đạo hào quang đang bay đằng trước chém tới. Sáu đạo sáng màu vàng minh mông chợt lóe, chúng liền hóa thành một đạo tơ vàng rực xuất hiện ngay bên cạnh đạo hào quang đang bay. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, dù gã ma tộc đã thả ra vài kiện bảo vật phòng hộ trong màn hào quang nhưng cơ thể hắn vẫn bị kiếm khí màu vàng chém làm hai đoạn. Từ đoạn thân thể đứt rời của hắn bay ra một đoàn hào quang màu vàng, trong đó mơ hồ có thể nhìn thấy một người tí hon toàn thân tối đen. Nhưng không đợi cho ma ảnh này kịp thời bay đi, sáu đạo kiếm khí lại nhanh chóng xoay lại rồi quấn đến. Vô số đạo hào quang vàng rực chi chít lóe lên, nguyên anh của gã ma tộc đã bị kiếm khí chém dập nát, từ này sẽ vĩnh viễn không còn xuất hiện trên thế gian. Hàn lập đứng mỉm cười mà không có hành động gì thêm. Pháp tướng màu vàng trói mắt sau lưng cũng lóe lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Từ khi hắn xuất hiện đến khi tên ma tộc mặt xanh này đem các loại bảo vật cùng với hai cánh tay kích nổ để tìm đường bỏ chạy tưởng như có vẻ rất dài nhưng mọi chuyện lại diễn ra rất nhanh. Chỉ trong giây lất hắn đã đem một gã ma tôn có tu vi hợp thể trung kỳ chém chết. Mà tên ma tôn này còn có thêm nhiều loại phương pháp phòng thân khác, thực lực của hắn cũng không thấp hơn qua nhiều so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ. Nhưng thật đáng tiếc cho hắn đi gặp phải một tên quái vật có thể đánh gần ngang ngửa với tu sĩ đại thừa, cuối cùng cũng đành phải đi đời nhà ma phía trên một mảng rừng rậm có từng trận hào quang năm màu mờ mờ che phủ. Bốn gã ma tộc lông lá rậm rạp như những con tinh tinh đang đứng lơ lửng trong không trung. Bên ngoài thân bọn chúng tỏa ra hào quang mau đỏ nhàn nhạt, nhạt, hơn nữa còn phảng phất mùi máu tanh truyền đến. Mà xung quanh bốn gã ma tộc này còn có thêm hơn 10 người mục tộc làn da xanh biết bao vây. Ai nấy cũng đều mang vẻ mặt lo lắng. Bên trên vòng vây của 10 người mục tộc là một cô gái với vẻ mặt lạnh lùng. Cô ả đang khoanh hai tay trước ngực, sau lưng là một đôi cánh bằng thịt màu hồng đang mở rộng, thi thoảng mặt ngoài của nó còn chấp động lên những ký hiệu màu bạc. Đúng là phi tiểu tịch của tộc giả dạ xoa, dù cô ả này có tu vi là hợp thể kỳ, nhưng lúc này ả đang nhìn bốn gã luyện hư bên phe ma tộc với ánh mắt cực kỳ ngưng trọng. Huyết kha vô lượng ma công, ta cứ tưởng ma công này đã sớm thất truyền ở ma giới, không còn ai đi tu luyện loại công pháp vừa hại mình, vừa hại người này. Thật không ngờ ngày hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy nếu như vậy thì việc ta tự mình đến để tiếp đón các ngươi là quyết định chính xác rồi phi tiểu tịch lạnh lùng nói một khi đã biết bốn chúng ta có huyết kha vô lượng công sao còn không bảo đám rác rưởi nay lui ra bắt bọn chúng ra tay với bọn ta chẳng khác nào đem máu tươi thịt ngon đến tặng bọn ta vậy một trong bốn gã ma tộc nói với giọng trầm trầm ha ha nếu các ngươi có tu vi là hợp thể kỳ cho dù có là sơ kỳ đi nữa khi đó không chỉ riêng bọn họ mà ngay cả ta cũng liền quay đầu bỏ đi nhưng hiện giờ thì sao giỏi lắm cũng chỉ là luyện hư mà thôi, cho dù các người có tu luyện huyết kha vô lượng công, nhưng ta không tin cùng một lúc các người có thể đấu với 10 người ngang mình mà không lộ sơ hở nào. Tấn công đi, chỉ cần có cơ hội là ta sẽ lập tức đánh gục bốn tên này. Phi tiểu tịch cười lạnh lùng rồi không chút do so dự ra lệnh cho mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ của mộc tộc. Tuy mấy người mộc tộc này hơi e rẻ bốn gã ma tộc, nhưng khi nghe phí tiểu tịch ra lệnh như vậy, họ liền mạnh mẽ ra đồng loạt ra tay. Chỉ thấy vài người mộc tộc giơ tay lên, ngay lập tức có vô số giải sáng màu xanh bay ra. Còn những tên khác cũng há miệng phun ra từng đạo linh khí đậm đặc, những đạo linh khí này liền hóa thành từng sợi dây thường lao đến mấy tên ma tộc. Chương 2161, đại chiến ở Mộc tộc năm. Những người Mộc tộc này tuy không tu luyện công pháp đặc biệt, nhưng trước đó họ đã nhiều lần phối hợp với nhau. Chính nhờ vậy nên đòn tấn công của họ từ bốn phương tám hướng kín mít đến độ gió mưa cũng không lọt. Ngay cả một cái hở cũng không cách nào tìm được bốn tên ma tộc có tu vi luyện hư kỳ đang bị bao vây liền đứng dựa lưng lại với nhau thành một vòng mỗi tên đều hướng ra mỗi phía đánh một trường cánh tay đánh nhẹ ra nhìn nhẹ như không mang theo chút sức lực nào những ngày sau đó lốc xoáy liền nổi lên một cơn sóng màu máu tuôn ra rồi hướng về khắp nơi xung quanh ập đến trong cơn sóng đỏ rực có thể lờ mờ nhìn thấy các đốm ký hiệu đồng thời nó cũng tỏa ra mùi máu tươi nồng nặc đến gây cả mũi một màn không thể tin nổi hiện ra cho dù là đạo hào quang màu xanh hay là những sợi dây thừng khi chúng mới chỉ mới chạm vào lớp khí màu đỏ đã ngưng trệ lại sau đó chúng dần dần bị hòa tan với tốc độ mắt thường có thể thấy được những người mộc tộc ở xung quanh ai nấy đều giật mình bọn họ liền thả ra các loại phi kiếm bảo vật hóa thành các đạo hào quang nhanh chóng chém đến bốn gã ma tộc lại đồng loạt vỗ tới một trưởng nhanh như chấp ngay lập tức bên trong cơn sóng khí màu đỏ ôm lên hào quang màu đó trở nên sáng rực mà những ký hiệu màu đen ẩn chứa bên trong đó cũng phình lớn lên. Âm ầm âm, âm, những bảo vật của phe mục tộc ập đến đánh vào cơn sóng khí. Nhưng chúng liền giống như chạm vào một vách đá cứng mà bị hất văng về. Bốn gã ma tộc khẽ hừ lạnh lùng, cơn sóng khí màu đỏ như máu lập tức hung hổ cuốn đi. Mà các ký hiệu màu đen trong đó cũng xoay tít không ngừng, phảng phất như chúng đều biến ảo thành những cơn lốc màu đen lớn nhỏ khác nhau, tỏa ra hào quang đen nhánh. Nhìn lại thì dường như bốn tên ma tộc định dùng đòn này như một mẻ lưới hốt sạch những người mộc tộc đứng xung quanh. Mau tránh đi, không nên đỡ, phi tiểu tịch vẫn đang lặng im trong không trung quan sát cuộc chiến bỗng nhiên trở nên kinh hoàng. Cô ả vừa thấy cảnh này liền nhăn mặt quát lớn, tiếp đó ả lại phất bàn tay lên. Ngay lập tức có một lưỡi đao nhỏ trong suốt hiện ra, nó không chút do so dự chém thẳng xuống phía dưới. Phốc phèo. Một lưỡi đao khí màu trắng xóa dài hơn trăm trượng từ cây đao nhỏ kia hiện lên, nó chấp động một cái rồi chém đến cơn sóng khí. Tuy những người bên dưới không phải người cùng tộc với ả, nhưng lỡ chẳng may tất cả bọn họ đều chết đi thì ả sẽ chẳng biết phải ăn nói làm sao nữa. Cùng lúc đó, những người một tộc nghe được lời cảnh cáo của phi tiểu tịch, cả bọn liền kinh hãy nhảy vọt về sau. Nhưng vẫn có hai người hơi chậm một chút mà bị cơn sóng khí cuốn vào. Pháp bảo phòng vệ cùng với hào quang xung quanh thân thể họ bị hủy đi trong nháy mắt hai thân hình trơ trọi trong cơn sóng hét lên thảm thiết rồi bị xé toạc ra, cả hai liền biến thành hai đống máu tươi bị hút vào trong cơn sóng. Những người mộc tộc khác thấy vậy, mặt mũi ai nấy đều trở nên trắng bệch. Cũng may là chính lúc này, ngọn đao khí từ trên không trung đã kịp chém xuống. Một âm thanh chát chúa vang lên, cơn sóng khí màu đỏ bị lưỡi đao chém vào chính giữa, mặt trước của nó liền vỡ vụn rồi vang ra khắp nơi. Phần còn sót lại cũng không thể tiếp tục tấn công được. Cho dù cơn sóng khí này rất huyền điệu đi nữa, nhưng đối với người có cảnh giới cao như phi tiểu tịch thì nó cũng không cách nào chống lại được. Những người mục tộc thoát được đều vội vàng trốn đến bên cạnh vầng sáng năm màu. Vẻ kinh sợ trên mặt bọn họ vẫn chưa kịp tan đi. Huyết kha vô lượng ma công mà bốn tên ma tộc vừa thi triển thật quá lợi hại. Nó vượt qua những gì mà dám cung cấp với bọn chúng có thể tưởng tượng được. Xem ra người định tự mình ra tay, nếu sớm làm như vậy thì đã không gặp kết quả như vừa rồi vậy mà lúc nãy ngươi lại muốn bọn họ hóa thành một cỗ tinh khí để bọn ta hút vào cơ thể tứ tượng hợp nhất một gã ma tộc cười lên như điên đại rồi hét lớn bốn tên ma tộc cùng bấm niệm thần chú cả bốn thân hình đang dựa vào nhau của bọn chúng bỗng nhiên tỏa ra hào quang trói mắt tất cả bọn chúng đều biến mất vào trong làn hào quang đó phi tiểu tịch thấy vậy liền nhíu mày cô ả này cũng không suy nghĩ nhiều lưỡi đao nhỏ trong tay lập tức hóa thành một mũi nhọn trong suốt bắn đi đồng thời hai tay của ả lại run lên lập tức có hai đốm hào quang đỏ rực xé gió lao xuống. Mũi nhọn trong suốt chợt lóe, bất chợt có tiếng sấm vang lên. Lưỡi đao nhỏ bé bỗng chốc biến thành một lưỡi đao lớn đến hơn 10 trượng, xung quanh nó lại còn được bao bọc bởi những tia sấm chất lượn lờ. Nó hùng hổ lao xuống chém vào vầng sáng mau đỏ phía dưới. Lưỡi đao còn chưa thực sự chém xuống mà đã có vô số đao khí ông ông cuốn đến trước. Mà hai luồng hào quang đỏ rực phía dưới liền trở nên mờ nhạt vô số khí đen bên trong nó lại biến ảo thành một con quái vật mình sói hai đầu là vượn. Con quái vật này có cặp cánh rơi xanh biếc, thân thể đỏ mươn mướt, giữa hai cái răng nanh sắc nhọn còn có một cái lưỡi rắn cứ liên tục thò ra thụt vào. Cặp mắt màu đỏ tàn nhẫn của nó vô cùng rảo hoạt, mới nhìn đã biết ngay là con quái vật này rất tinh khôn. Năm ngón tay của con quái vật hé mở phát ra những tiếng loạt xoạt trên mỗi đầu ngón tay lại mọc ra một cái móng sắc nhọn. Hai cánh của nó khẽ run tên, con quái vật gầm nhẹ rồi lao bổ tới. Oanh, một nắm tay lông lá đỏ rực từ trong vầng sáng bất ngờ bắn ra. Nó vừa vặn đánh trúng cây đao khổng lồ đang chém xuống. Chẳng những nó đem lưỡi đao hất văng ra, mà những sợi lông trên nắm tay cũng chẳng bị chút tổn hại nào. Mà lúc này trong trông trung đang có từng cơn sóng khí màu đỏ lao đến, chúng không ngừng phát ra những âm thanh vù vù. Con sói có hai đầu vượn đang là mục tiêu của trận sóng khí. Hai cánh của nó quạt lên liền làm chậm thế rơi của trận sóng. Mà đúng lúc này, không gian ở một bên bỗng phát ra một tiếng nổ lớn một nắm tay màu đỏ khác bất ngờ hiện lên nó nhanh như tia chớp đấm văng con quái vật vừa giống sói vừa giống vượn này nắm đấm sau khi đánh vào quái vật cũng bị hất văng ngược lại đến mấy chục trượng nhưng hơn phân nửa thân hình của con quái vật sau khi dính phải một đòn này liền bị đập nát hai nắm tay liền lóe lên rồi biến mất một cách kỳ quái giống như từ trước tới giờ chúng chưa bao giờ xuất hiện vậy phi tiểu tịch đứng trên trời cao trông thấy cảnh này liền nhăn mặt một tay của cô ả phất lên, lưỡi dao to đến hơn 10 trượng bên dưới lập tức thu nhỏ lại thành một lưỡi đao bé xí bay vọt về. Mà cánh tay bên kia của phi tiểu tịch lại hướng về thân thể con quái vật rồi bấm niệm thần chú. Ngay lúc đó con quái vật lại lảo đảo đứng lên, sau khi hào quang màu máu xoay một vòng quanh thân thể của nó, những chỗ đập nát liền nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. Nó nhìn về vầng hào quang phía trước gầm nhẹ, nhưng cũng không dám liều lĩnh tấn công tới. Nhưng đúng lúc này quầng sáng màu máu bên dưới lại vang lên một tiếng nứt vỡ trong trẻo, nghe rất giống với tiếng sảng sứ vỡ vậy. Ngay khi màn hào quang tan đi, ở không gian chỗ cũng bất ngờ xuất hiện thêm một thân người khổng lồ cao đen mấy chục trượng. Trải khắp mình tên khổng lồ là bộ lòng dài đỏ rực. Gã khổng lồ lông đỏ có hai mắt xanh biếc, gương mặt bị một lớp lông che kín. Hắn đang nắm chặt hai tay, toàn thân tỏa ra một cỗ khí thức cuồn cuộn, hơn nữa còn mạnh mẽ không thua gì so với tu sĩ hợp thể hậu kỳ bên ngoài thân thể hắn còn có thêm một màn hào quang màu đỏ chấp động không ngừng thoạt nhìn thật vô cùng oai phong không khí xung quanh cũng như bị làn hào quang ép ra chúng liền như những sinh vật sống mà tản đi khắp nơi không dám tiếp xúc đến cơ thể của gã khổng lồ lông đỏ phi tiểu tịch đang đứng trên không trung khi trông thấy cảnh này sắc mặt liền trời nên xây sầm ả à biết chắc chắn rằng lần này mình đã gặp phải kẻ địch rất mạnh ả à mau chóng quay về những người mục tộc ra lệnh sau đó trên tay lại bất ngờ có thêm mấy là trận kỳ xanh biếc chúng hướng về gã khổng lồ, lắc lư bay đi. Mây mù năm màu bỗng nhiên tràn đến khắp nơi, đồng thời không gian quanh đó được phủ kín bởi một cỗ cấm chế vô hình. Những người mục tộc ở trong đó cảm thấy thân thể của mình trở nên nặng chiếu, toàn thân đang chậm chậm rơi xuống, giống như có một lực nào đó đang đè lên thân thể của họ vậy. Nhưng họ không hề tỏ ra hoảng loạn, mỗi người liền lầm nhầm vài câu pháp quyết, hào quang màu lục trên thân cũng lóe lên, cảm đám liền khôi phục lại như thường. Tuy nhiên gã khổng lồ lông đỏ bên dưới cũng chỉ khẽ lắc người, sau đó những cảm giác bất thường cũng liền tan biến mất. Dù vậy thì tên khổng lồ đó bốn gã ma tộc hợp lại cũng hơi kiêng rè, hắn không đợi cho cô ả người của tộc giả dạ xoa kịp hành động thêm. Miệng hắn gầm lên giận dữ, nắm quyền cũng hướng về phía trời cao đánh tới. Ngay lập tức có một cỗ khí đỏ như máu nồng đậm hơn so với lúc trước mấy lần tuôn ra. Tiếp theo nó lại hóa thành một con dao long đỏ tươi, quấy mạnh cái đuôi rồi vọt thẳng tới phi tiểu tịch. Đồng thời hào quang quanh mình hắn chợt phát ra tiếng kêu chói tai. Tiếp đó là một vầng mây mù màu đỏ au được phun ra, nhắm vào những người mộc tộc ở khắp xung quanh quét tới. Vẻ mặt của Phi Tiểu Tỷ càng trở nên lạnh băng, đôi cánh sau lưng khẽ vỗ, ngay lập tức vô số ký hiệu hai màu vàng và bạc ngưng tụ lại với nhau, rồi lại hóa thành một thanh kiếm nhỏ hai màu veo lên một tiếng xé gió bay đi. Tiếp đó ả à lại há mồm phun ra một đoàn hào quang màu bạc, bên trong đó có một tòa tháp nhỏ lờ mờ. Tòa tháp đón gió phình lớn lên, tiếp đó nó phát ra một tiếng nổ kinh người mà áp xuống. Còn con quái vật thân sói hai đầu vượn kia cũng huyết lên, hàm răng giữ tợn nhe ra. Nó xoay tròn rồi hóa thành một đoàn hào quang đỏ rực, lao ra tấn công phía bên sườn gã khổng lồ. Cùng lúc đó, những người mục tộc đã chui hết vào trong những đám mây năm màu. Họ vừa dựa vào cấm chế để chống lại sóng khí màu đỏ như máu, vừa ném ra các loại bảo vật để tấn công về phía gã khổng lồ lông đỏ. Thân hình của Hàn Lập mờ ảo như có như không trong đám mây năm màu đột nhiên hắn lại nhoáng lên sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa ngay sau đó hắn lại hiện ra trên một mảng không trung không một gợn mây anh mắt đảo một vòng khắp nơi vẻ mặt cũng hơi động chỉ thấy phía trước có giải đạo nhân đứng im chắp hai tay sau lưng trôi nổi trong không trung tại một nơi gần đó là hai khối thi thể tan nát đang nằm im không nhúc nhích nhìn xuống phía dưới có thể thấy trên mặt đất là chi chít các lỗ lớn bé xem ra ở đây vừa mới xảy ra một trận chiến lớn phương pháp của giải huynh thật việt nhanh như vậy mà đã giải quyết xong hai gã ma tộc cao cấp hàn mỗ rất khâm phục hàn lập cười khẽ rồi khen ngợi không có gì thần thông của hai tên này lại là lôi điện như vậy thì càng nhanh hơn mà thôi giải đạo nhân lạnh lùng trả lời nói sao cũng được hiện giờ ba tên ma tôn đã được giải quyết chúng ta mau đi giúp phi đạo hữu một tay đã bốn tên luyện hư kia cũng không phải loại bình thường giải quyết xong sớm lúc nào lại càng có thể an tâm sớm thêm lúc đó Hàn Lạp phá lên cười ha ha rồi hời hợt nói. Trường 2162, Đại chiến ở Mộc Tộc 6. Hàn đạo hữu cứ quyết đi, giải đạo nhân hờ hững nói một câu, vẻ như không sao cả. Hàn lập gật đầu, một ngón tay cách không điểm về phía thi thể hai tên ma tộc kia một cái. Lập tức vang lên hai tiếng bụp bụp, hai hỏa cầu đỏ thẫm bắn ra, biến thành liệt diễm rừng rực đốt hai tàn thi thành cho tàn. Liền đó tay kia của hắn chảo vào hư không một cái, một cái trận bàn xanh biếc hiện ra ở trong lòng bàn tay. Hàn lập lẩm bẩm trong miệng để thúc giục cấm chế bên trên nó, đưa mình và giải đạo nhân chuyển từ không gian này ra bên ngoài. Nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời chợt truyền đến một tiếng nổ vang kinh, thiên động địa, toàn bộ không trung bắt đầu rung động kịch liệt dữ dội, tựa như muốn sụp đổ. Hàn lập kinh hãi, cũng không đám kéo đài thêm, đột một ném trận bàn trong tay về phía trước, hào quang lập tức phát ra, biến thành một cái quang trận trắng mịt mờ. Hắn lóe lên một cái, người liền xuất hiện ở trung tâm pháp trận. Gần như là cùng lúc đó, cả người giải đạo nhân sau khi chợt trở nên mơ hồ đã theo sát Hàn Lập tiến vào trong quang trận. Hàn Lập thuận tay đánh ra một đạo pháp quyết, sau khi kêu lên vù vù một hồi, từ quang trận phát ra bạch quang trói mắt, Hàn Lập và giải đạo nhân cung thoáng chốc biến mất không thấy tăm hơi. Sau một khắc, trong không gian xung quanh hiện ra vô số vết rách trắng mờ, sau một trận âm thanh giòn vang tiếp sau đó, cả không gian thực sự sụp đổ tan rã. Không gian bên trên một đỉnh núi vô danh gần đó dao động, một quang trận màu trắng hiện ra, tiếp đó bóng người nhoáng lên, thân hình Hàn Lập và Giải Đạo Nhân chợt hiện ra. Trong đó, vẻ mặt Hàn Lập âm trầm còn Giải Đạo Nhân vẫn lạnh lùng. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao đột nhiên cấm chế lại mất hiệu quả? Hàn Lập bỗng nhiên hướng về dưới người vẫy một cái, hào quang của quang trận lập tức thu lại, lại biến thành trận bàn xanh biếc chui vào trong lòng bàn tay, đồng thời hắn giơ lên miệng âm trầm hỏi: "Hàn huynh, không ổn." thánh thụ vừa rồi thông báo mắt trận số 3 đã bị công phá mất rồi. Một số cấm chế trong mộc giới đại trận đã không thể vận dụng, mà uy lực của các cấm chế khác cũng bắt đầu yếu bớt. Sau khi hào quang của trận bàn chấp động, từ đó truyền ra giọng nói căng thẳng của tật thảo. Đã có mắt trận bị phá ư, sao có thể chứ, làm sao ma tộc tìm đến đó nhanh như vậy? Cho dù có thể tìm đến đó thì vẫn có cấm chế cùng đạo hữu hợp thể kỳ khác canh giữ, sao mà hủy diệt mắt trận được? Hàn lập nghe thế dùng mình trong lòng, liền vội mở miệng hỏi. Đợi một chút, hiện giờ ta mới nhận được phi kiếm truyền tin của một vị đạo hữu ở mắt chân số 3 gửi tới trước khi ngã xuống, không ổn, thì ra là 6 gã hóa thân thánh tổ cũng xuất hiện, đánh chết toàn bộ mấy vị đạo hữu chân giữ, sau đó mới hủy diệt mắt trận số 3. Giống như bên ma tộc cũng có kẻ hiểu rất rõ về một giới đại trận, nên ngay từ ban đầu những hóa thân thánh tổ này đã chạy thẳng đến mắt trận số 3, cho nên mới tàn phá nhanh như vậy âm thanh trong trận bàn của đại hắn một tộc sau khi hơi ngừng lại liền trở nên cực kỳ kinh hãi. Nếu thật sự bên ma tộc có người hiểu rõ về một tộc đại trận thì chỗ mắt trận số một của chúng ta sẽ nhanh chóng lọt vào tập kích của những hóa thân thánh tổ này. Tuy cấm chế của một tộc đại trận coi như là hữu hiệu với tất cả các ma tôn, nhưng đối với hóa thân thánh tổ lại không thể ngăn cản được lâu lắm, thế nên bên này chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Thảo đạo hiếu, bây giờ người cũng không cần sợ tiêu hao nhiều năng lượng của trận nữa hãy mở rộng gấp đôi phạm vi dò xét của cấm chế đi có động tính gì lập tức nói cho ta biết một tiếng ta sẽ nhanh chóng giải quyết chiến đấu đến lúc đó sẽ có thể toàn lực đối phố với kẻ địch sau khi suy nghĩ một lát hàn lập liền dùng giọng điệu không thể nghi ngờ ra lệnh tốt cũng chỉ có thể như thế hàn huynh yên tâm ta sẽ cố hết sức thảo tật do dự một chút nhưng rồi liền cắn răng đáp ứng cùng với việc hào quang của trận bàn thu lại không còn thấy âm thanh gì truyền ra nữa Ma tộc có người biết chính xác vị trí của mắt trận ư, hắc hắc, xem ra giờ đây nhiệm vụ canh giữ sẽ không nhẹ nhàng như ban đầu tưởng tượng rồi. Giải huynh, đi thôi, giải quyết kẻ địch trước mắt rồi hẳn nói. Hàn lập thoáng trầm ngâm rồi chợt cười hắc hắc, hắn liền nhanh chóng điểm một ngón tay lên trên trận bàn mấy cái, không gian xung quanh liền truyền đến từng trận chấn động, sau khi một đám hào quang năm màu phun ra, hàn lập và giải đạo nhân cùng biến mất tại chỗ. Trong một vòng sáng năm màu khác trong không trung, vị hợp thể kỳ của dạ xoa tộc phi tiêu tịch đã tung ra hết thần thông, đang thúc giục mấy kiện quang cầu nhiều màu sắc ngăn cản sự tan công của hơn 10 đầu huyết sao. Đấm huyết sao này đỏ tươi ướt át, huyết khí quay cuồng bên ngoài cơ thể, tựa như có vô số máu huyết lẫn trong đó, cả đám đang dương nhanh múa vuốt, hung ác dị thường. 10 người mộc tộc trốn trong hào quang của cấm chế giờ này đã mất đi non một nửa, chỉ còn lại tám, chín người mà thôi, nhưng vẫn dốc sức liều mạng thúc giục các loại bảo vật phát động công kích về phía người mọc lông mau đỏ tươi ở giữa. Thế nhưng những đòn tấn công này đều bị đối phương hào quang màu máu trên người đối phương dễ dàng ngăn cản, hơn nữa chỉ cần nó hơi phản kích thì từng đợt sóng màu máu sẽ từ trong hào quang bay ra, hất bay những bao vật này, khi bay thẳng đến gần người mộc tộc, lại liên tiếp tấn công khiến cho hào quang cấm chế lắc lư rệu rã. Hiển nhiên những người mộc tộc ngã xuống là đó bị sóng máu đánh tan hào quang nam màu, mới gặp độc thủ. Hai đầu quái vật đầu vượn thân sói kia thì đang thả ra hơn 10 bóng hư ảnh, huy động 4 trảo tung ra chảo ảnh rậm rạp chẳng chịt không ngừng đánh về phía mao nhân khổng lồ kia, nhưng cũng không dám tiếp cận quá gần. Xem tình hình này, tuy rằng phi tiểu tỷ còn miễn cưỡng ngăn cản công kích của mao nhân nhưng đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Về phía mao nhân khổng lồ, sau khi hai bàn tay to lớn khua về phía dưới, phù văn màu đen bên ngoài cơ thể nhấp nháy liên tục không ngừng, thúc giục hơn 10 đầu huyết sao dần đần biến thành to lớn, hào quang bên ngoài cơ thể lại càng phát ra từng trận quái khiếu, khiến cho chúng càng đánh càng hăng. Vẻ mặt phi tiêu tích vẫn còn có thể bảo trì chấn định nhưng trong lòng đã khá lo lắng. Ban đầu còn tưởng rằng cho dù đối phương có tu luyện ma công tà ác trong truyền thuyết, nhưng dù sao đó tu vi nên dù sau khi có thần thông hợp thể kỳ thì có thể đánh bại các tu sĩ hợp thể tu sĩ khác, nhưng so với bản thân mình vẫn kém hơn một chút, đừng nói là có thêm 10 tên luyện hư kỳ giúp đỡ. Nhưng sau khi thực sự ra tay, nàng mới phát hiện ra tình thế rất không ổn. Huyết kha vô lượng ma công cực kỳ huyền diệu và mạnh mẽ, huyết giao do ma công biến ra chẳng những không thua giao long chân chính chút nào, mà cho dù thi triển vài loại thần thông cường đại chém chết một hai đầu thì đối phương chỉ cần phất phất tay, ở trong huyết khí sẽ lần nữa ngưng tụ ra huyết giao khác. Nếu như nàng bỏ qua không đối phó những con huyết giao này, đặt mục tiêu ở trên bản thể. Mao nhân, thì hào quang trên người đối phương cũng liên tục thay đổi, ngăn cản tất cả các sát chiêu lại. Bất kể là công pháp hay pháp khí cầu phi tiểu tịch đều không kém, nhưng chỉ có thể lợi dụng sự trợ giúp của pháp trận để liều mạng nâng cao pháp lực, chuyển thành tiêu hao chiến. Mà thời gian kéo dài, tình hình lại nổi lại chút bất lợi. Khi nàng ta đang yêu tư trong lòng, thầm nghĩ có nên cầu viện thảo tật hay không thì hào quang năm màu bên cạnh, bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm, Hải bóng người thoáng hiện ra trong cấm chế. Chính là Hàn Lập và Giải Đạo Nhân, phi tiêu tịch không khỏi trợn mắt há mồm, khá thú vị, quả nhiên bốn gã luyện hư ma tộc kia đều đó một người biến thành. Vừa rồi dùng tu vi hợp thể kỳ, khi đối đầu với 10 người cùng cấp lại chiếm thượng phong, xem ra tu luyện ma công ta ác khác thường ánh mắt hàn lập quét qua mao nhân khổng lồ vẻ mặt hơi rung động nói hàn huynh tại sao hai người các ngươi lại ở đây không lẽ các ngươi đã giải quyết xong đối thủ rồi sau khi thở dài một hơi phi tiêu tịch nhìn với anh mất phức tạp và hỏi ma tôn khác đã bị hai ta xử lý rồi trái lại thì đối thủ của phi tiên tử khá khó chơi để tại hạ giúp đỡ tiên tử một tay vậy hàn lập gật gật đầu nói cũng không đợi phi tiêu thích trả lời mà một tay phát ra hào quang bấm niệm pháp quyết, thân hình chợt phát ra kim quang rực rỡ, hắn đồng thời phóng lớn lên điên cuồng, chỉ trong phút chốc đã biến thành một đầu kim mau cự viên khổng lồ cao hơn trăm trượng. Cự viên mới hiện thân, hai bàn tay mượt lông to lớn chụp vào hư không một cái, lập tức hai luồng hào quang xanh, đen liền quay tròn hiện ra trong lòng bàn tay, sau khi ngưng tụ liền biến thành hai tòa tiểu sơn cao trục trượng. Sau khi hét lên một tiếng như xét đánh ngang trời, cự viên thúc giục pháp lực toàn thân, cả người nó liền lập lòe kim mang, sau khi hai cánh tay lại đã trở nên to hơn một bạc chợt quay tròn, liền hung hăng ném hai tòa núi trong tay về phía huyết mau cự nhân. Tiếng xé gió vang vọng trong không gian, hai ngọn núi liền trở nên mơ hồ, sau đó liền hóa thành hai viên quang cầu xanh, đen mạnh mẽ bắn ra, sau khi lại lóe lên trong phát chốc, đột nhiên không còn thấy bóng dáng. Mà vốn huyết mau cự nhân vì thấy hàn lập và giải đạo nhân xuất hiện, liền trở nên hốt hoảng, ngay lập tức cân nhắc kế sách thoát thân trong lòng. Nhưng không chờ cho hắn lựa chọn hành động nào, thì đã thấy Hàn Lập liên tiếp biến thành cự viên rồi ra tay, bấy giờ mới thầm kêu một tiếng không ổn, định nhanh chóng thoát khỏi tranh, đấu với nữ tử đại xoa tộc, nhưng tất cả đã muộn. Khi huyết quang vừa chợt hiện bên ngoài người huyết mau cự nhân thì bên tai hắn bỗng vang lên tiếng nổ đùng, không gian trước mặt chợt trở nên ảm đạm, sau đó hai tòa cực sơn biến thành hai cỗ cuồng phong từ trong hư không lóe lên lao ra, đâm thẳng đến hắn. Trên mặt cự nhân lập tức hiện ra vẻ vô cùng sợ hãi, chẳng kịp gọi hơn 10 đầu huyết dao quay về, chỉ có thể quát khẽ một tiếng, sau đó hào quang xoay quanh người hắn chợt trở nên mơ hồ rồi xuất hiện ở phía trước, xoay tròn ngưng tụ lại thành một quang thuẫn màu máu khổng lồ. Ầm ầm hai tiếng nổ mạnh vang lên, gần như nối tiếp nhau phát ra. Mặc dù huyết sắc quang thuẫn có lực phòng ngự kinh người nhưng sao có thể ngăn cản được thần lực khổng lồ của sơn nhạc cự viên ẩn chứa trong hai tòa cực sơn chứ? Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cực sơn nện vào chỉ hơi chững lại, huyết sắc quang thuẫn liền hiện ra vô số vết nứt li ti như tia điện tiếng nổ thứ hai lại vang lên cực sơn thứ hai không chút khách khí lao thẳng vào phía sau cực sơn thứ nhất hai luồng sức mạnh hợp lại làm một quang thuẫn lập tức vỡ vụn tán loạn liều mạng huyết mao nhân vừa nhìn thấy thanh thế của cực sơn như thế liền biết đây thực sự là thời điểm sinh tử sắc mặt liền tái đi hắn đột nhiên giống to vô số phù văn màu đen trên hai cánh tay chợt ngưng tụ biến thành một đôi quyền giáp đen kịt sau đó hung hăng xông đến đánh thẳng vào cực sơn một đòn liên hoàn cùng thời gian đó thân hình hắn cũng trở nên to lớn vô số tơ máu từ dưới lông phun ra, khiến hơi thở hắn tăng vọt gấp đôi. Hiển nhiên, mao nhân này đã trong nháy mắt thi triển cấm thuật kích phát tiếm lực nào đó, không tiếc tiêu hao chân nguyên liều mạng tung ra một đòn này. chương 2163, Đại chiến ở Mộc Tộc 7 Hai tiếng phanh phanh cùng lúc vang lên, hai nắm đấm của tên khổng lồ đầy lông vừa mới chạm vào hai quả núi đã lập tức tan nát thành hai đám mây đỏ rực mà tản ra khắp nơi. Thân hình của hắn cũng rung lên như bị một cỗ phản lực kinh khủng đập vào hắn không thể tự chủ liền thụt lùi mấy bước mới gắng gượng ổn định được mà hai ngọn núi đang bay đến lại không bị đình trệ lại chút nào chúng hơi nhoáng lên liền lập tức xuất hiện hai bên sườn của gã khổng lồ rồi không chút kiêng đè đập mạnh tới ầm um, hai tòa núi va chạm vào nhau rung lên kịch liệt chúng bộc phát ra hào quang chói mắt lại tạo thành một cơn sóng khí tỏa ra khắp nơi Xen lẫn trong tiếng nổ có thể nghe được thoang thoảng tiếng thét thảm thiết của gã khổng lồ nhưng âm thanh đó bị gián đoạn đi ngay lập tức mãi đến khi hào quang xung quanh hai ngọn núi đang dần tản đi vài tiếng phốc phốc vang lên bốn đốm sáng từ trong mảng máu đang trôi giạt bên rìa ngọn núi vọt ra sau đó chúng chia thành bốn hướng khác nhau rồi dốc sức bay đi đúng là nguyên anh của bốn tên ma tộc luyện ngư lúc nãy bây giới mới chạy sao hàn lập đang biến thành cự viên đứng trong không trung hử lạnh lùng hắn khẽ giơ bàn tay to tướng lên vỗ vào không trung phía xa vù vù một khoảng không lớn từ hai ngọn núi là trung tâm bỗng chốc trở nên vặn vẹo Dường như chúng bị tác động bởi sức mạnh khủng khiếp từ cú chụp vừa rồi của cự viên. Bên ngoài của bốn cái nguyên anh bỗng nhiên lóe lên ánh sáng, chúng liền thét lên đau đớn rồi vỡ vụn ra, hóa thành những đốm sáng li ti từ từ tan biến dần trong không trung. Hàn Lập nhếch mép cười rồi thu công pháp lại, con vượn to lớn cũng nhanh chóng thu nhỏ lại thành hình người. Những người mục tộc đang đứng xung quanh thấy được một màn như vậy liền trợn mắt cứng lưỡi. Ai nấy cũng đều hốc mắt ra nhìn, Phi tiểu tịch đang lơ lửng trên cao thấy vậy cũng trở nên tái mặt. Ánh mắt của cổ ả cũng trở nên đăm đăm. Nàng vừa đánh một trận kịch liệt thật lâu với kẻ địch, đã tưởng như mình sắp sửa thua đến nơi. Nhưng đến khi Hàn Lập ra tay thì tên địch đó còn chưa kịp nhìn thấy mặt kẻ đánh mình đã bị giết chết. Điều này làm cho một kẻ luôn cho là mình rất mạnh như ả trở lên không tin nổi. Ả có cảm giác giống như đang nằm mơ vậy, nhưng ngay lúc ả tu sĩ hợp thể của tộc Dạ Xoa này gượng gạo mỉm cười định nói gì đó. Bỗng nhiên trong tay áo của Hàn Lập phát ra những tiếng rù ù ù tiếp đó là một cái trận bàn bay xuống lòng bàn tay hàn lập khẽ nhân mặt hắn không nói lời nào phất tay lên bắn ra một đoàn hào quang nhập thẳng vào trong trận bàn mà tay còn lại cũng điểm tới trận bàn vài đạo pháp quyết ngay lập tức từ trên trận bàn truyền đến giọng nói của thảo tật thôi chết hàn huynh ơi có năm tên có thể là hóa thân của thánh tổ xuất hiện ở gần đây bọn chúng cũng đang bay đến dãy núi này của chúng ta với tốc độ rất mau Ta đã phát động hầu hết các cấm chế để ngăn cản nhưng giỏi lắm cũng chỉ kéo đài thêm nửa bữa cơm nữa thôi. Người ở bên đó giải quyết đến đâu rồi, có thể giúp phía bên này không? Phi tiểu tịch và những người của một tộc khác nghe được liền trở nên kinh hãi. Hàn lầm cũng trầm mặt xuống rồi nghiêm nghị hỏi. Sao ngươi có thể khẳng định bọn chúng là hóa thân của thánh tổ mà không phải những tên ma tôn của ma tộc? Ngoài ra bên này ổn rồi, mấy tên ma tộc kia đã bị giết sạch sẽ. May quá, các ngươi có thể tiếp viện cho bên này rồi theo như ta thấy thì năm tên này đều có tu vi hợp thể hậu kỳ. Ngoài trừ là hóa thân của thánh tổ ra, làm sao có thể tập hợp nhiều tên cố tu vi khủng khiếp như vậy thành một đội được. Chắc 8 đến 9 phần đúng là như vậy rồi. Nhóm này khác với những hóa thân của thánh tổ vừa đánh vào mắt trận thứ ba. Xem ra các hóa thân của thánh tổ bên phe của ma tộc đã tụ tập lại rồi chia làm ba mũi, đồng thời đánh vào ba chỗ mắt trận khác nhau. Hàn Huynh, người có cách nào cầm chân chúng lại một chút không? tên mộc tộc to cao dồn dập trả lời rồi ôm theo đầy bụng hy vọng mà hỏi hàn lập sao đạo hiếu có cách nào đầy lùi bọn chúng sao hàn lập nhíu mày rồi hỏi lại chỉ cần hàn huynh cầm chân những hóa thân của thánh tổ này thêm nửa canh giờ nữa là ta có thể đao ngược uy lực của trận pháp sau đó hấp thu năng lượng khổng lồ của cả tòa đại trận để hợp vào gốc thánh thuộc dự phòng ngay như vậy sẽ kích hoạt được một loại cấm chế cực kỳ lợi hại rồi đem nhốt tất cả những tên hóa thân của thánh tổ này thảo tật bất chấp tất cả ngay đến cả đòn sát thủy đã được chính mình chuẩn bị từ ban đầu cũng được nói toạc ra. Nếu mắt trận còn có thêm phương pháp huyền diệu này, vậy tại sao bên mắt trận số 3 lại bị phá bỏ dễ dàng? Hàn Lập hơi ngạc nhiên rồi cau mày hỏi, lúc nãy những hóa thân của Thánh Tổ đến quá bất ngờ, những người bảo vệ ở mặt trận thứ 3 vẫn chưa kịp thi triển biện pháp này thì cấm chế đã bị xóa bỏ, mắt trận cũng bị hủy đi. Thảo Tật cười gượng gạo, "Ra là vậy, nửa canh giờ thôi sao? Không thành vấn đề, ta và Giải huynh sẽ cố gắng vậy." Người mau truyền tống ta và giải huynh đến gần nơi có hóa thân của thánh tổ đi. Hàn lập mỉm cười rồi không hề do dự đáp ứng. Tuyệt, nếu Hàn huynh có thể kéo dài đủ thời gian, tại hạ tin rằng mắt trận này sẽ được bảo vệ thành công. Tinh thần của gã mộc tộc to con dần tốt trở lại. Rõ ràng là há ớt tin tưởng vào năng lực của cấm chế. Phi tiên tử, người cũng vừa nghe Thảo Đạo Hữu nói rồi. Mấy tên hóa thân của thánh tổ này cứ để ta và giải huynh lo. Ngươi hay quay về mắt trận để mắt thêm một phần, phòng ngừa có kẻ đánh lén. Cả các người cũng trở về tuần tra ải. Hàn lập cất cái trận bàn rồi xoay về phi tiểu tịch cùng những người của một tộc ra lệnh. Nếu Hàn huynh đã có tính toán chu toàn, vậy tiểu muội cũng không ở lại làm vướng chân vướng tay nữa. Ta sẽ lập tức quay về giúp đỡ thao huynh. Nỗi khiếp sợ trên khuôn mặt của cô ả người tộc giả xoa này đã hơi dịu đi, lại nghe Hàn Lập nói vậy, mãi đến lúc này vẻ mặt mới miễn cưỡng bình thường trở lại rồi gật đầu đáp ứng. Tính tình của cổ ả cũng rất quyết đoán không đợi hàn lập sai khiến gì thêm ả à liền bấm niệm thần chú toàn thân tỏa ra hào quang sáng rực rồi hóa thành một đường cầu vồng bay vọt đi những người của mục tộc khác cũng không đám bàn tán thêm điều gì họ im lặng bay vọt lên trời bám theo vạch hào quang phía trước hàn lập lạnh nhạt nhìn những đốm hào quang đang mỗi lúc một xa dần một lúc sau hắn khẽ nhếch môi cười lạnh lùng năm cái hóa thân của thánh tổ à như vậy sẽ phải bận rộn chân tay đây chắc là không bao lâu nữa sẽ có vài tên nữa tới thêm đi thôi giải huynh, nếu có thể xử lý sạch sẽ mấy cái hóa thân này, chắc chắn sẽ làm cho khí thế của bọn chúng giảm xuống rất lớn. Nói dứt lời, hắn quay qua giải đạo nhân khẽ vẫy. Vẻ mặt của giải đạo nhân vẫn lạnh nhạt không chút biểu cảm. Thân hình của hắn vừa nhoáng lên đã xuất hiện ngay sát bên cạnh. Nay sau đó, cấm chế ở không trung bốn phía xung quanh bắt đầu dao động. Vô số đốm sáng nhớ lờ lờ hội tụ lại, theo đó là một pháp trận được làm từ ánh sáng đủ mọi màu sắc hiện ra dưới chân của hai người. Hàn Lập đứng thẳng tắp trong pháp trận ánh sáng, hắn tùy tiện đánh ra một đạo pháp quyết vào bên góc của pháp trận. Ngay lập tức, tòa pháp trận phát lên một tiếng trong trẻo. Thân hình của hai người liền bị một quầng sáng lờ mờ bao lấy, rồi cả hai đều biến mất hút. Mà pháp trận bằng ánh sáng năm màu đang lơ lửng trong không trung cũng tồn tại thêm được một lúc ngắn ngủi rồi phát ra một âm thanh nứt vỡ, sau đó nó vụn ra thành vô số mảnh nhỏ. Trên bầu trời cao cách dãy núi vừa rồi hơn trăm dặm có năm tên ma tộc cao cấp mặc trang phục khác nhau vừa mới đánh tan một cái cấm chế bằng lửa. Bọn chúng đang định tiếp tục đi về giải núi nhưng bỗng nhiên không gian phía trước giấy lên một cơn dao động nhỏ. Liền đó thân hình của hắn lập và giải đạo nhân bất ngờ hiện ra. Năm tên ma tộc đều tỏ ra bất ngờ nhưng bọn chúng liền cười khẩy không thèm tấn công. Ngược lại chúng đều nhìn chằm chằm đánh giá hai người trước mặt. Hàn lập cũng không tỏ ra chút cảm tình nào. Hắn cũng đang lạnh nhạt đánh giá mấy tên trước mặt, ba nam hai nữ, trong ba tên là nam, một tên có vẻ già cả khoác áo bào dài màu xanh thẫm. Da mặt lão nhăn nhúm, hai mắt ti hí, bên trong thỉnh thoảng còn lóe ra một tia sáng nhọn hoắt. Hai tên còn lại đều to cao, trên mình khoác chiến giáp, khuôn mặt xấu xí nhưng toàn thân tỏa ra sát khí ngút trời. Một trong hai ả thiếu nữ lại xinh đẹp như hoa, dáng người mảnh khảnh ngọc ngà, vẻ mặt ngập tràn nét lẳng lơ, toàn thân đều toát lên một sức dụ dỗ hấp dẫn lạ kỳ. Còn ả à đứng bên kia lại có dáng người giỏng cao, vẻ mặt hơi lạnh lùng, sau lưng còn có thêm một đôi cánh đen thui. Là hai tên hợp thể hậu kỳ, nhưng xem ra thực lực của bọn chúng cũng không kém đâu. Ai sẽ ra tay giải quyết bọn chúng đây? Lão già mặc áo bảo đánh giá hai người bên hàn lập một chập rồi ho nhẹ. Thời gian để phá trận càng lúc càng cấp bách, cứ mỗi giây chậm chạp, nguy cơ phải chết của hàng trăm ngàn người trong tộc chúng ta càng cao. Hai tên kia giao cho ta xử lý đi, các người cứ tiếp tục làm tới là được. Một tên to con có hai sừng trên đầu, thân mặc chiến giáp màu vàng óng cào vào không trung phía trước làm cho khí đen bốc lên cuồn cuộn. Sau đó làn khí liền hóa thành một cây búa to tướng màu đen. Ngoài ra hắn còn nói với giọng ông ông, tốt thôi, với thần thông của ngư Huynh khi đối phó với hai tên này tất nhiên sẽ không gặp phiền toái gì. Chúng ta tiếp tục đi thôi, lão già khoác áo bảo hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu. Tiếp theo hai vai lão nhoáng lên, thân hình cũng hơi mờ đi rồi hóa thành một cơn gió nhẹ biến mất giữa không trung mà tên to con có ba mắt khác lại không nói gì chân hắn khẽ dẫm toàn thân liền hóa thành một đoàn hào quang màu đen chìm nghỉm vào trong không gian còn hai ả thiếu nữ của ma tộc kia lại nhìn nhau mỉm cười ma khí ngoài thân thể họ tỏa ra cả hai liền hóa thành hai đoàn hào quang bay vọt lên trời mà dường như đúng lúc này gã to con cầm cây búa lớn trong tay cười như điên dại hắn vòng ngang cây búa rồi hung ác chém tới hàn lập cùng giải đạo nhân trên lưỡi búa vừa chém lập tức hóa thành một lưỡi đao lớn hơn 10 trượng lướt thẳng đến phía hai người hàn lập. Nơi lưỡi đao bay qua liền phát ra âm thanh vù vù. Trong không trung cũng bất ngờ nổi lên nhiều vệt rách màu trắng bạc, khí thế rất kinh người. Muốn chạy, nằm mơ à, tất cả nằm lại hết cho ta. Hai mắt của hàn lập léo lên lạnh lẽo hắn quát khẽ, hai tay bấm pháp quyết, theo đó phía sau lưng sáng lên hào quang vàng rực, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay bất ngờ hiện ra. Đúng là phạm thánh pháp tướng sáu con mắt của pháp tướng mở ra, những cánh tay bên dưới nhoáng lên như chớp. Chúng lại huyễn hóa thành sáu lưỡi kiếm to tướng vàng rực rỡ, chia làm hai phía trong không trung chém tới. Véo véo, sáu vệt kiếm khí ập tới, nhưng chỉ mới loáng cái đã chìm nghỉm biến mất vào trong không gian. Đúng lúc này, lưỡi đao đang chém đến gần cũng phát ra từng tiếng ầm ầm. Giải đạo nhân thấy cảnh này chỉ khẽ dẫm nhẹ, thân hình hắn cũng mở đi rồi bất ngờ hiện lên ngay trước mặt Hàn Lập. Hắn lại nhẹ nhàng nhấc tay lên, búng nhẹ một ngón tay vào cơn sóng màu đen đang gầm thét đến. chương 2164, Đại chiến ở Mộc Tộc 8 Một màn không thể tin nổi hiện ra, tại đầu ngón tay đang búng tới của giải đạo nhân bỗng nhiên tỏa ra một đốm hào quang màu vàng sáng rực. Đốm sáng này khẽ quay tròn rồi hóa thành một khối quang cầu màu vàng có đường kính lớn đến cả trường. Khi lưỡi dao màu đen chém lên bề mặt khối quang cầu lại không hề có tiếng động nào vang ra, nhưng ngay sau đó khối quang cầu lóe lên vài lượt rồi tự động nổ tung ra, tạo thành từng cơn sóng màu vàng ập tới bao lấy lưỡi dao. Trong khoảnh khắc, hào quang màu vàng và đen quấn lấy nhau. Nhờ vậy mà cơn sóng màu đen đang ấp tới đã bị chặn lại, không thể tiến thêm chút nào. Gã to con mặc áo gáp vàng phía xa bỗng tái mặt, trong mắt hiện lên đôi chút giật mình. Lúc này trong không gian ở hai bên sườn của Hàn Lập cũng phát ra những tiếng nổ lớn. Một chùm tia sáng màu vàng từ trong hư không ké ra, không gian nơi đó liền tràn ngập các lưỡi kiếm nhỏ sáng rực. Trong màn kiếm chi chít sáng rực bỗng nhiên gợn lên dao động nhẹ nhẹ. Ngay chỗ chùm tia sáng vừa tóe ra có hai bóng người khác nhau cùng lúc kiện lên. Một tên phun ra một lớp xương trắng bao kín khắp toàn thân. Tiếp đó xung quanh cơ thể hắn lại có những cơn lốc phóng vút lên, đem tất cả những lưỡi kiếm ở gần đó thổi bạt đi. Mà trên mình tên kia lại có những tia chớp lượn lờ. Chúng đem tất cả những lưỡi kiếm bay đến hủy diệt một cách rất dễ dàng hai người này đúng là lão già mặc áo bào và tên to con có ba mắt khi nãy thật không nghĩ tới là bọn chúng lại bị ép buộc phải hiện ra từ trong hư không cả hai đều cảm thấy bất ngờ tên to con có ba mắt liền dùng ánh mắt giận dữ nhìn thẳng về hàn lập hai ả ma tộc bên cạnh nhìn thấy cảnh này ma khí vốn đang bốc lên khắp toàn thân bỗng chốc bị dừng lại bọn chúng liền liếc mắt nhìn lẫn nhau trên mặt ai nấy cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên hừ các hạ thật to gan chẳng nhẽ hai người các ngươi muốn cùng lúc đấu với năm người bọn ta ngươi không nghĩ mình là lão quái vật đại thừa kỳ nào đó chứ thật không biết thế nào là sống chết vẻ mặt của lão già mặc áo bào biến đổi vài lượt sau đó lão trầm giọng nói tuy ta không phải là tu sĩ đại thừa nhưng các người cũng không phải là bản thể có gì đáng sợ đâu hàn lập ngắp một cái thật dài rồi khinh khỉnh trả lời thật là mạnh mồm mạnh miệng các vị đạo hiếu xem ra muốn đi tiếp thì phải triệt để giải quyết mấy phiền toái này Cùng ra tay đi, đem bọn chúng giải quyết gọn rồi đi làm việc của chúng ta." Lão già mặc áo bảo nhíu mày, hắn mang theo một vẻ lạnh lẽo quay về phía mấy tên đứng xung quanh. Tuy còn chưa nắm rõ Hàn Lập dựa vào cái gì mà dám làm như vậy, nhưng từ nơi sâu thẳm trong tâm can của hắn lờ mờ cảm giác được một sự nguy hiểm đang sắp ập đến. Vì vậy hắn không khỏi dùng mình, liền quyết định thi triển hết khả năng để tiêu diệt kẻ địch trước mặt. "Không ai được phép ra tay, hai tên này là đối thủ của ta." các ngươi cho rằng ta không làm gì được hai tên tu sĩ hợp thể kỳ sao? tên to con mặc giáp vàng giống lên giận dữ, trên mặt hắn cũng toát ra từng trận sát khí. gã ma tộc có ba mắt cùng hai cô ả à bên kia đang nhúc nhích chuẩn bị hành động. bỗng nhiên nghe được lời này liền ngẩn ra, hành động của bọn chúng cũng vì vậy mà bị dừng lại. như huynh, người đã quên mất minh lệnh rồi sao? lần hành động này có quan hệ đến việc thắng bại của trận chiến, cũng không phải là thời điểm tốt để ngươi cáo gắt. Nếu vì ngươi mà mọi chuyện lúc này đang sắp thành công lại trở thành thất bại, vậy khi quay về ngươi hãy tự động đến gặp vị đại nhân kia để giải thích. Lão già mặc áo bảo trầm mặt, hắn không chút do dự dần giọng. Âm thanh do hắn nói ra còn mang thêm vài phần đe dọa. A, à, ha ha, lúc nãy ta hơi kích động nên mới liều lĩnh như vậy. Sa huynh cũng đừng nên để ý quá, lần hành động này của chúng ta rất quan trọng, vì thế nên như Mỗ sẽ đặt mệnh lệnh lên trên hết. Chúng ta cứ đồng loạt ra tay đi nhưng hình như hai tên này còn có chút bản lãnh, phải mau chóng giết chết bọn chúng mới được. Tên ma tộc mặc giáp vàng giật mình, vẻ mặt cũng biến đổi liên tục. Nhưng sau đó hắn lại cười xuề xòa đáp lời. Tên to con phía trước thay đổi nhanh như vậy làm cho Hàn Lập đang xem cũng không biết phải nói sao cho phải. Nhưng lão già mặc áo bào lại không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào. Hắn lạnh lùng quay về phía những người còn lại ra hiệu. Lúc này năm tên ma tộc đã vây Hàn Lập cùng giải đạo nhân vào trong, chúng đang chậm rãi áp sát lại gần nhìn hành động của bọn chúng có vẻ chậm chạp nhưng từ thân thể của mỗi tên đều tỏa ra một luồng khí thức khổng lồ hơn nữa những cô khí thức này không bị áp chế nên làm cho người khác cảm thấy vô cùng khủng bố tất cả đúng là hóa thân của thánh tổ giải huynh người có thể đối phó với mấy cái đây hàn lập nhíu mày rồi quay qua hỏi giải đạo nhân nếu là hai cái thì ta sẽ giết chết chúng luôn nhưng nếu là ba cái thì chỉ có thể duy trì trạng thái không thắng không bại giải đạo nhân lạnh nhạt trả lời trên mặt hắn không hề xuất hiện vẻ khác lạ nào, giống như hắn đang nói về một việc cực kỳ bình thường vậy. Vậy giải huynh cứ đối phó với ba cái đi, còn lại cứ để cho ta giải quyết là được. Hàn lập cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe vậy, hai mắt léo sáng lên rồi trả lời. Được, không thành vấn đề, giải đạo nhân gật đầu, ha ha, còn có làm ra vẻ nữa. Cứ tiếp một búa của Ngưu mỗ rồi hãy nói sau. Gã to con mặc giáp vàng nghe nội dung cuộc nói chuyện giữa Hàn Lập với giải đạo nhân liền trở nên tức giận. Pháp lực toàn thân hắn lưu chuyển, ngay lập tức sau lưng hắn hiện ra một bóng ảnh của một con trâu to như quả núi. Hai tay hắn cũng tỏa ra ma khí cuồn cuộn rồi nhấc cây búa lớn hung hăng chém về phía hai người Hàn Lập. Đòn đánh này không giống như đòn đánh lúc trước, lưới búa lớn hơi mờ ảo đi rồi lại biến hóa thành hàng ngàn lưỡi búa khác. Mỗi cái đều to như cái chậu thau, xung quanh còn có ma khí lượn lờ. Tất cả đang điên cuồng chém thẳng đến chỗ của Hàn Lập và Giải đạo nhân đang đứng mà đòn đánh của tên to con này như đã kích thích ham muốn giết chóc trong lòng những tên khác. Mặt của lão già mặc áo bảo ánh lên vẻ dữ tợn. Hai tay áo đột một run lên tỏa ra những âm thanh vù vù, sau đó lại có thêm hai luồng khí đỏ tươi ngùn ngụt phun ra. Nhìn kỹ lại thì đây đúng là những con ong đỏ chói to như những ngón tay. Đàn ong này chẳng những có màu đỏ tươi mà còn tỏa ra một cỗ mùi tanh gay cả mũi. Chúng vừa được thả ra đã liền hóa thành một đám mây côn trùng bay đi. Tên ma tộc có ba mắt cũng bấm niệm thần chú, con mắt yêu quỷ thứ ba mở ra, cả ba con ngươi xoay chuyển cùng một lúc. Lập tức có ba giải hào quang vàng, xanh, đỏ kỳ quái hiện ra. Chúng khẽ chấp động rồi hóa thành ba cột sáng rực rỡ phun tới. Chỉ mới chấp lên, cả ba cột sát không chút báo trước đã xuất hiện ngay trước mặt của giải đạo nhân. Cô ả ma tộc có tấm thân mảnh khảnh khẽ trà sát hai bàn tay nhỏ bé, sau đó ả giơ tay tới. Ngay lập tức từ trên đôi bàn tay phun ra vô số sợi tơ màu hồng nhạt, chúng phát ra những âm thanh viu viu rồi đan lại với nhau tạo thành một tấm lưới lớn màu hồng chụp xuống tấm lưới chưa chụp tới mà hàn lập đã ngửi được một mùi hương thoang thoảng với tu vi cỡ như hắn mà mùi hương vẫn có thể làm cho đầu óc hắn hơi trùng xuống hắn không khỏi bị một phen dùng mình về phần ả ma tộc có đôi cánh tối đen sau lưng kia hai cánh của ả khẽ rung lên hay có khí lạnh đến thấu xương tỏa ra tiếp đó là những điểm sáng màu đen xuất hiện lúc này cô ả hừ nhẹ những đốm ánh sáng màu đen ùn ùn kéo đi. Nhưng ở giữa đường chúng hơi ngưng lại rồi hóa thành vô số mũi băng màu đen âm u phủ kín gần nửa bầu trời, khí thế thật kinh người. Hàn Lập trông thấy những đợt tấn công dồn dập như vậy, hai hàng lông may khẽ nhíu lại, sau lưng Hàn Lập vang lên một tiếng sấm, một đôi cánh trong suốt bất ngờ hiện ra. Hán quát khẽ, hai cánh phất lên, lại một tiếng sấm nữa vang lên, từng tia chớp bắn ra khắp nơi, tiếp đó bóng dáng của Hàn Lập cũng biến mất. Ở nơi này bây giờ chỉ còn lại mỗi mình giải đạo nhân lẻ loi đứng lại. Nhưng con khôi lỗi ngụy tiên này nhìn những đòn tấn công đang kéo đến lại như không thấy gì. Hắn bước tới một bước, trên người tỏa ra hào quang màu vàng sáng rực. Một quần sáng màu vàng dày đặc bao bọc lay toàn cơ thể của hắn. Ngay sau đó, cột sáng, lưỡi búa, mũi băng, võng hồng như cùng một lúc đánh tới. Trong không trung liền phát ra những tràng tiếng nổ ầm ầm liên miên. Từng đạo sáng lờ mờ, hoặc màu đen, màu hồng, hay những làn khí lạnh lẽo đan xen vào nhau không ngừng bắn ra tứ tung. Một phần hào quang nổ tung ra tạo thành một cơn lốc xoáy bốc lên cao, làm cho không gian xung quanh giấy lên từng trận vặn vẹo. Từng cơn sóng khí mạnh kinh người hướng ra khắp nơi mà điền cuồng cuốn đi. Hai đàn ong màu đỏ đang bay tới thấy vậy nên không dám lao xuống nữa, chúng dừng lại lơ lửng trên cao rồi phát ra những tiếng vo vo. Vô số tia máu từ trong bầy ong bắn xuống rồi nhập vào màn tấn công bên dưới. Từng tràng âm thanh đinh đương thanh thoát truyền đến. Vầng hào quang màu vàng kia lại giống như được làm ra từ kim cương, nó no vẫn rắn chắc như lúc ban đầu. Tất cả mọi loại công kích đánh lên đều dừng lại ở trên bề mặt rồi chớp động vài cái, sau đó không hề có thêm dấu hiệu nào khác nữa. Giải đạo nhân đứng trong quầng sáng không hề nhúc nhích mặc kệ các loại công kích đang đánh tới như điên như dại. Hắn không tỏ vẻ muốn phản công chút nào, mà đám người bên phía lão già mặc áo bào thấy vậy, trong lòng ai nấy đều trở nên hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt rất khó coi nhưng đúng lúc này trên không trung phía trên bỗng nhiên gợn lên dao động. Một tia chắc màu bạc lóe lên, thân hình của Hàn Lập cũng nhanh chóng hiện ra. Hắn nhìn phía bên dưới một lúc rồi cười lạnh lẽo, hai tay đan vào nhau bấm niệm pháp quyết, sau lưng liền tỏa ra hào quang sáng rực của pháp tướng ba đầu sáu tay. Pháp tướng to lớn màu vàng vừa mới hiện lên, sáu cánh tay đã nhoáng lên vỗ xuống phía dưới. Ngay lập tức trong bàn tay có ánh sáng màu vàng chấp động. Một khối cầu được tạo bởi vô số các ký hiệu màu vàng hiện ra, xoay tròn không ngừng. "Ngươi muốn gì?" Ả à, ma tộc có hai cánh kia liếc mắt lên trông thấy cảnh này trên bầu trời. Khuôn mặt của ả à càng trở nên lạnh lẽo, đồng thời hai cánh sau lưng lại dựng thẳng lên, rồi phất một cái lên cao. Phốc phốc, hai vệt sáng màu đen dài hơn 10 triệu chớp lóe rồi cuốn thẳng lên chỗ Hàn Lập. Ngay lúc pháp tướng Phạm Thánh ra tay, hai mắt của lão già mặc áo bào cũng lóe sáng. Lão không nói không rằng liền phất tay áo về phía trên. Một vệt sáng màu tím không ngừng chớp nháy tuôn ra từ giữa bàn tay của lão. Phanh, bóng ảnh của một cái chảo lớn màu tím rộng khoảng một mẫu chợt lướt tới. Nó bất ngờ xuất hiện ngay chỗ Hàn Lập đang đứng, rồi hung hăng chụp đến. Những tên này không hổ danh là hóa thân của thánh tổ, đám ma tôn bình thường không thể sánh với chúng được. Hàn Lập sử dụng lôi độn mới từ trong hư không chui ra đã ngay lập tức gặp phải công kích mạnh mẽ của hai người này. Ba tên còn lại không ra tay không phải vì chúng vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Hàn Lập mà bởi vì chúng rất tin tưởng vào lão già và cô ả có hai cánh kia. Chính vì vậy nên chúng vẫn chưa nhúng tay qua phía bên này. Nhưng cũng nhờ thế mà Hàn Lập cảm thấy rất vui, đột nhiên hắn vận chuyển pháp lực ở toàn thân rồi điên cuồng truyền vào Phạm Thánh Pháp Tướng. Oanh, pháp tướng ba đầu sáu tay tỏa ra hào quang rực rỡ. Khối quang cầu trong tay cũng lớn lên rồi được ném mạnh xuống dưới. Chương 2165, đại chiến ở Mộc tộc 9 sáu khối hào quang chấp động lên rồi ngưng tụ lại thành một đoàn. Nó xoay một thành vòng tròn, tiếp đó lại biến ảo thành cơn lốc xoáy mênh mông. Ban đầu cơn lốc này chỉ lớn tầm mấy trượng, nhưng chỉ sau vài lần chuyển động, thể tích của nó đã cuống cuồng lớn lên đến gần cả mẫu. Từ trong cơn lốc tung bay ra vô số ký hiệu màu vàng và bạc. Đồng thời còn có một cỗ lực rất lớn từ trung tâm cuốn đến. Hai đạo hào quang màu đen vừa chạm đến cơn lốc đã phát ra từng tràng âm thanh gao rít cuối cùng chúng bị cơn lốc kia cuốn vào giữa rồi đạp cho nát bấy còn cái chảo lớn màu tím đang bị vô số ký hiệu hai màu vàng và bạc chặn lại khiến nó run bần bật chỉ cần một chút chậm trễ như vậy từ trong cơn lốc xoáy màu vàng liền vang lên một âm thanh tiếng phạt theo đó thể thích của cơn lốc cũng to thêm phân nửa áp suất không khí xung quanh cái chảo lớn bỗng chốc trở nên tăng vọt một cỗ lực nặng như núi bất ngờ từ trên cao hung hăng ập đến cái chảo màu tím bị cỗ lực này đè lên năm ngón tay nó trở nên run rẩy kịch liệt tầng hào quang bên ngoài cũng ảm đạm hẳn đi, thoạt giống như đang sắp sửa tan dã vậy. Đồng thời năm tên ma tộc phía dưới cảm thấy đầu vai trở nên nặng trĩu, thân hình không khỏi trầm xuống. Dường như toàn cơ thể bị một cỗ lực vô hình nào đó đè lên, không sao nhúc nhích được. Lúc này cả năm tên ma tộc đều trở nên ngẩn ngơ. Nhưng với tu vi cao như bọn chúng thì chỉ với cỗ lực đè nhỏ nhoi này sao có thể chói chân chói tay được. Chúng hét một tiếng thật lớn, các loại hào quang quanh cơ thể sáng rực lên, nhanh chóng đem cấm chế trên người xóa sạch đi. Mà đúng lúc này Hàn Lập lại nhếch môi cười bí hiểm. Hắn chắp hai tay bấm niệm pháp quyết, hai cánh sau lưng khẽ phất. Từng tiếng sấm đinh tai vàng lên, từ trên đôi cánh tuôn ra vô số sợi chấp điện màu trắng bạc. Nhưng tia chấp này mau chóng đan xen vào nhau tạo thành hai khối cầu thật lớn bằng điện. Hàn Lập chỉ ngón tay xuống lão già và cô ả ma tộc có cặp cánh sau lưng. Lập tức có hai tiếng nổ vang lên, hai quả cầu điện nhoáng lên rồi biến mất một cách kỳ quái. Thấy vậy lão già và cô gái bên dưới ai nấy đều giật mình. Bên cạnh mỗi tên bọn chúng đều vang lên một tiếng sét đánh, vô số lưỡi liềm màu bạc bắn ra, đan vào nhau. Chỉ trong chớp mắt chúng đã tạo thành hai tòa lôi trận rộng đến mấy trượng. Cả lão già mặc áo bào cùng với ả ma tộc đều đứng ngay trong trung tâm của mỗi tòa pháp trận. Không ổn, là pháp trận truyền tống. Lão già mặc áo bào nhìn thoáng qua pháp trận bằng sấm sét dưới chân lập tức thét lên kinh hoàng. Trên người hắn liền tỏa ra lửa tím cuồn cuộn, nhờ vậy nên cỗ lực vô hình đang vây hãm lão bị ngọn lửa thiêu đốt mà hơi trùng xuống. Tiếp đó thân hình của lão già hơi mở đi, hắn đang định chạy ra khỏi phạm vi của pháp trận. Nhưng đúng lúc này, từ trên cao bỗng nhiên truyền đến một tiếng hử lạnh đến thấu xương. Âm thanh mới lọt vào tai thì từ trong óc đã truyền đến một trận đau nhức như muốn xé rách cả linh hồn. Cho dù lão ta có mạnh hơn so với tu sĩ hợp thể kỳ bình thường khác. Nhưng trong cơn đau nhức, vẻ mặt lão nhăn nhó đau khổ, hai tay ôm đầu, thân hình run lên cầm cập thiếu chút nữa lão đã ngã quỵ xuống rồi mà chỉ cần có vậy tòa pháp trận bằng sấm xét bên dưới vừa xoay tròn một vòng lão già mang theo một vẻ mặt hoảng hốt đã biến mất trong vòng hào quang không chỉ riêng mình lão ta sau một tiếng nổ vang ả à có đôi cánh sau lưng ở bên kia cũng bị pháp trận truyền tống đi không biết đến nơi nào hàn lập cười khẩy hai cánh sau lưng lại run lên vô số tia chớp lại tuôn ra tiếp đó trong nháy mắt lại xuất hiện thêm một cái pháp trận bằng lôi điện sáng rực khác chân hắn khẽ nhấc sau một tiếng sét nổ vang làm thân hình hắn cũng biến mất hút ngay lúc hàn lập biến mất cơn lốc màu vàng cũng vang lên một tiếng nứt vỡ rồi tán loạn đi mãi đến lúc này ba tên ma tộc còn lại mới thoát khỏi trói buộc tên nào tên nấy đều sợ đến tái mặt nhưng ngay sau đó bỗng nhiên cô ả xinh xắn thở dài nói